Chào mừng bạn đế với bộ truyện Kiếm Vực Thần Đế tại kênh youtube chị Google Đọc truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi nghe chuyện này bạn vui lòng nhấn nút like, share. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký nha, không mất gì của bạn. Hành động nhỏ của bạn được coi là ủng hộ kênh rồi đó. Cảm ơn, rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 1941 đến chương 1970. Chương 1941 lui lại chỉ bằng ngươi thế gian này ta nếu làm không được sự liền không phải ngươi có tư cách nếm thử. Cầm miệng của ngươi lại, ân kiệt la hừ lạnh một tiếng tiếp tục mãnh công giận sát. Diệp Hiên không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục làm tốt chính mình sự tình. Thất giới liên quân kiên trì duy trì chiến cuộc, đứng vững tử linh đại quân thế công, cũng không lui lại. Liên quân chung mỗi người đều đem hy vọng ký thác ở ân kiệt la trên người, chỉ cần ân kiệt la có thể oanh sát giận sát, kia một trận chiến này liền tình hình chiến đấu liền có thể chuyển bại thành thắng nhưng mà đang lúc tất cả mọi người tại vì thế kiên trì không lùi thời điểm lại một tiếng gào giống từ vòm trời thượng hư không trong thông đạo truyền ra tới này một tiếng gào giống đem tất cả mọi người chấn đến thần hồn dùng mình không phải bởi vì này một tiếng gào giống lại nhiều đáng sợ mà là bởi vì thất giới liên quân đã ở vào tan tác bên cạnh mà này một tiếng gào giống ý nghĩa có đệ tam đầu cổ ma thần muốn bỏ ra tới cái gì ta có phải hay không nghe lầm vừa rồi hư không trong thông đạo có phải hay không lại có tiếng hô truyền ra tới có người trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu tình lớn tiếng dò hỏi chung quanh chiến hữu Người không có nghe lầm ta cũng nghe tới rồi người bên cạnh so với hắn càng tuyệt vọng sơ quai nón long thần đang ở cùng tử linh cường giả đánh nhau chết sống nghe được tiếng hô vội vàng quay đầu lại nhìn về phía ngạo thiên thần giới vị kia tài xế giả dò hỏi thực ngày ma uyên cổ ma thần rốt cuộc có bao nhiêu vị này ngạo thiên thần giới lão tư tế sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng, trầm giọng đáp, thực ngày ma uyên cổ ma thần tổng cộng có ba cái, cuối cùng cái này là tham sát. Bên cạnh nghe được lời này người, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, tuyệt vọng nói, hai đầu cổ ma thần cũng đã như vậy đáng sợ, hiện tại lại nhiều một đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Xong rồi, cái này muốn xong rồi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời thượng, muốn xem ân kiệt la có thể hay không giết chết giận sát, chỉ cần hiện tại có thể giết chết một đầu cổ ma thần còn có tiếp tục đánh tiếp khả năng nếu không liền không có bất luận cái gì hy vọng ngạo thiên thần giới lão tư tế tuy rằng sắc mặt trắng bệch nhưng tới rồi tuổi này như cũ có thể bảo trì bình tĩnh lớn tiếng hô không cần hoảng còn có thần tử ở thần tử nhất định có thể chém giết cổ ma thần không cần hoảng thất giới liên quân như cũ kiên trì chiến đấu nhưng một loại gọi là tuyệt vọng cảm xúc bắt đầu ở trong quân đội lan tràn Diệp Hiên ở nghe được tiếng thứ ba cổ ma thần gào giống thời điểm, trong lòng chính là dùng mình, vội vàng nhíu mày nhìn về phía ân kiệt la, muốn xem hắn khi nào có thể giải quyết giận sát. Nhìn một lát, phát hiện cổ ma thần thân thể cường hoành trình độ, vượt qua tưởng tượng. Giận sát thân thể ngoại tầng ma khí bị oanh đến không ngừng tán loạt, nhưng bên trong ngưng như thực chất thân thể lại kiên cố vô cùng, vô luận ân kiệt la như thế nào oanh kích, đều không có nứt toạc. Diệp Hiên quan sát một lát sau, trong lòng trên cơ bản đã có phán đoán. Nếu có cũng đủ thời gian, ân kiệt la sát thật có năng lực oanh sát giận sát, bất quá kia khả năng yêu cầu 10 ngày nửa tháng thời gian. Nếu chỉ có hai đầu cổ ma thần tham chiến, thất giới liên quân liều chết căng đi xuống, có lẽ còn có thể chống được lúc ấy. Nhưng hiện tại, có đệ tam đầu cổ ma thần xuất hiện, đã không có cơ hội. Cũng liền ở ngay lúc này, tần thái A thần niệm thanh âm truyền đến, chiến cuộc bất lợi, yêu cầu lập tức lui lại, cần thiết quyết đoán quân sự chiến tranh chính là như vậy một khi lâm vào khổ chiến xuất hiện tan tác dấu hiệu nhất định phải làm ra chính xác nhất lựa chọn hơn nữa cần thiết quyết đoán hơi có trì hoãn liền khả năng bỏ lỡ lui lại cơ hội giống đệ tam đầu cổ ma thần tham sát móng vuốt từ hư không trong thông đạo duỗi ra tới hiện tại chính là cuối cùng lui lại cơ hội chỉ cần lại trì hoãn nửa khắc chung chính là toàn quân bị diệt kết cục diệp hiên biểu tình trở nên nghiêm túc quay đầu nhìn về phía dâu quai nón long thần cùng hình thiên giới chủ, đối bọn họ nói, lập tức làm tốt lui lại chuẩn bị. Hình thiên giới chủ hòa dâu quai nón long thần cũng có thể đủ thấy rõ chiến cuộc, chỉ là đơn độc xuất lĩnh dưới chứng quân đội lui lại nói, liền tương đương với trốn chạy. Hình thiên giới chủ hòa dâu quai nón long thần nhìn nhau, đều xem đã hiểu đối phương ý tứ, lập tức xoay người bay trở về chính mình quân đội bên trong, bắt đầu làm lui lại chuẩn bị. Lui lại không phải chạy chối chết, yêu cầu biên chiến biên lui. Diệp Hiên lại lần nữa nhìn về phía ân kiệt la, ra tiếng nói, còn có nửa khắc chung thời gian, nếu ngươi sát không xong giận sát, chỉ có thể lui lại. Đây là cuối cùng cơ hội, ân kiệt la tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không phải lần đầu tiên chỉ huy quân đội. Hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng thấy rõ thế cục, ở nghe được đệ tam đầu của ma thần gào giống thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu ở trong lòng làm phán đoán. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần không thể ở đệ tam đầu cổ ma thần tham sát bỏ ra tới phía trước, xử lý giận sát kia một trận chiến này liền tất bại. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm giận sát, ở trong lòng làm phán đoán. Sau một lát, hắn lập tức bay ngược, đồng thời hét lớn thét ra lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau. Đúng vậy, hắn không có bắt lấy cuối cùng nửa khắc chung thời gian nếm thử oanh sát giận sát, mà là trực tiếp lựa chọn triệt thoái phía sau. Bởi vì, hắn làm ra phán đoán chính là, nửa khắc chung thời gian, không có khả năng oanh sát giận sát, cho nên trực tiếp lựa chọn bảo toàn quân đội. Ân Kiệt la mệnh lệnh vừa ra, toàn quân bắt đầu triệt thoái phía sau, biên chiến biên triệt. Ân Kiệt la ngay sau đó mệnh lệnh nói, sở hữu thần vương trở lên cường giả sau điện, ngăn cản cổ ma thần. Diệp Hiên, dâu Quay nón long thần chờ thất giới liên minh cường giả, tất cả đều lưu tại cuối cùng, tạo thành trận hình, một bên lấy thần thông bí thuật oanh kích đuổi theo cổ ma thần, một bên chậm rãi triệt thoái phía sau, hộ tống thất giới liên quân rút khỏi chiến trường. Bởi vì lần này lui lại tương đối kịp thời, mà hắc ám thần thụ không có truy kích năng lực, bởi vậy chỉ bằng tử linh đại quân cùng cổ ma thần, vô pháp lưu lại thất giới liên quân. Cuối cùng, thất giới liên quân ở phía sau triệt 3.000 giảm hư không lúc sau, rốt cuộc thoát ly chiến trường. Thoát ly chiến trường lúc sau, thất giới liên quân không có tạm dừng, tiếp tục hắc ám tinh vực trung tâm khu vực ngoại di động. Rời đi trung tâm khu vực lúc sau, mới lựa chọn một chỗ đàn tinh sơn đóng quân xuống dưới nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội phanh kim lân thánh điện trung sở hữu ngạo thiên thần giới cùng thất giới liên minh cường giả tướng lãnh tề tụ thương thảo hôm nay một trận chiến này tình huống cùng với mặt sau quân sự kế hoạch ân kiệt la đột nhiên một quyền nện ở bàn thượng cả giận nói đáng giận liền thiếu chút nữa hình thiên giới chủ kiến không khí có chút áp lực ra tiếng khuyên thần tử kỳ thật cũng không cần quá mức sinh khí tuy rằng một trận chiến này không có đánh hạ hắc ám tinh vực, nhưng ít ra liên quân triệt ra tới, tổn thất không tính thảm trọng. Ân Kiệt La ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ nói, mục tiêu của ngươi cũng chỉ là lui lại sao. Không phải, nhưng chiến cuộc không có tan tác, vẫn là có thể tiếp thu. Hình thiên giới chủ vội vàng giải thích, Ân Kiệt La hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa. Một bên chín anh thánh nữ dựa đến hắn bên người, quay đầu chừng hướng ở đây thất giới liên minh thường giả, hừ nói. Nếu không phải các người vô dụng, thần tử sẽ đánh đến vất vả như vậy sao? Lấy thần tử thực lực, rõ ràng có thể chém giết giận sát, chỉ cần một chút thời gian, chính là các ngươi liền một chút thời gian đều tranh thủ không đến. Trường 1942 quân kỳ kham yêu lời nói không phải nói như vậy đi, ở đây thất giới liên minh cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút bất mãn, nhưng lại không hảo mở miệng phản bác. Chín anh thánh nữ trần an một chút ân kiệt la cảm xúc, đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu lộ ra cao ngạo đoan trang tư thái trách cứ nói ta nói được có sai sao ta hỏi các ngươi thần tử có phải hay không ngăn chặn giận sát có phải hay không thiếu chút nữa liền đem giận sát oanh giết là như thế này không sai chính là có người muốn biện giải một chút chín anh thánh nữ khoát tay ngắt lời nói không có chính là bằng thần tử thực lực hoàn toàn có thể giết chết giận sát yêu cầu chỉ là một chút thời gian nhưng mà các ngươi thất giới liên quân lại liền điểm này thời gian đều căng không đến vấn đề chẳng lẽ còn không phải ra ở các ngươi trên người sao đổ ập xuống một đốn mắng mắng đến ở đây thất giới liên minh cường giả sắc mặt đều có chút khó coi tàng không thánh tôn lạnh mặt hừ nói nếu ta nhớ không lầm nói mấy ngày phía trước có người nói qua, mặc dù thực ngày ma uyên cổ ma thần tham chiến hắn cũng có thể đem hắc ám tinh vực cùng thực ngày ma uyên cùng nhau giải quyết rất hiện tại hắc ám tinh vực cùng thực ngày ma uyên liên hợp ở bên nhau, sự tình cùng ngay từ đầu nói không quá giống nhau a. À. Ân Kiệt La nghe được lời này, hai mắt híp lại lên, lạnh lùng quét tàng không thánh tôn liếc mắt một cái. Mấy ngày phía trước, hắn xác thật nói qua nói như vậy, hơn nữa hắn cũng là như vậy cho rằng. Chẳng qua, sự tình cùng tưởng tượng không quá giống nhau. Hắn nguyên bản cho rằng giơ tay gian là có thể đem thực ngày ma uyên cổ ma thần diệt sát, nhưng mà chân chính giao thủ lúc sau mới phát hiện, này đó của ma thần so trong dự đoán muốn khó đối phó đến nhiều. Chín anh thánh nữ lập tức ra tiếng khiển trách nói, tàng không, người có ý tứ gì? Người là ở nghi ngờ thần tử thực lực, vẫn là nghi ngờ ngạo thiên thần giới thực lực. Tàng không thánh tôn bị ân kiệt la lạnh băng ánh mắt đảo qua, trong lòng dùng mình, vội vàng sau này lui một bước, đem miệng nhắm lại không có nói nữa. Kế tiếp, mọi người bắt đầu khắc khẩu lên. Một trận chiến này nguyên bản là hùng hổ đánh vào hắc ám tinh vực trung tâm khu vực, chiến cuộc đột nhiên bị xoay chuyển, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Mỗi người trong lòng đều có tức giận, bởi vậy càng xảo càng hung. Diệp Hiên nghe đến mấy cái này khắc khẩu, trong lòng phiền chán, ra tiếng quát bảo ngưng lại nói, đủ rồi, khắc khẩu chiến bại nguyên nhân một chút ý nghĩa đều không có. Hiện tại hẳn là thảo luận chính là mặt sau kế hoạch, là tiếp tục đánh, vẫn là trước rút khỏi hắc ám tinh vực. Đương nhiên là triệt, này còn dùng tưởng sao, kia tam đầu thực ngày ma uyên bỏ ra tới cổ ma thần, căn bản không đối phó được chỉ có thể trước rút khỏi đi tìm kiếm đối ứng biện pháp tàng không thánh tôn cảm thấy không phần thắng cho nên cái thứ nhất duy trì lui lại theo sau lại có vài tên thất giới liên minh sứ giả tán đồng lui lại lại tranh luận sau một lúc lâu ân kiệt la đột nhiên một quyền nện ở bàn thượng quát lui ai cho phép các ngươi lui minh thánh giới sứ giả giải thích nói thần tử không phải chúng ta tưởng lui mà là thật sự đánh không lại ân kiệt la nổi giận nói là các người đánh không lại, không phải ta ngạo thiên thần giới đánh không lại. Mọi người bị như vậy giận mắng, trong lòng đều có chút không phục. Tuy rằng mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều là đồng dạng tâm tư. Phía trước nói không sợ thực ngày ma uyên chính là ân kiệt la, kết quả không đối phó được thực ngày ma uyên kia ta ma thần cũng là ân kiệt la. Đương nhiên, ai nắm tay đại ai tự tin đủ, tuy rằng ân kiệt la không có thể oanh sát giận sát, nhưng oanh sát ở đây thất giới liên minh sứ giả vẫn là thực nhẹ nhàng cho nên không vài người dám cùng hắn tranh luận khắc khẩu nửa ngày lúc sau mọi người hỏa khí càng lúc càng lớn ân kiệt la không kiên nhẫn quát lăn đều cút cho ta vì thế trận này chiến sự hội nghị tan dã trong không vui diệp hiên giơ quai nón long thần cùng hình thiên giới chủ cùng rời đi kim lân thánh điện chuẩn bị hồi hình thiên giới tàu bay thượng lại thương lượng một chút sự tình phía sau ba người một bên phi độn một bên nói chuyện hình thiên giới chủ thở dài nói hôm nay giống như mọi người tính tình đều không tốt lắm, hội nghị sau ngày thường khắc khẩu đến càng hung. Suốt cuộc vừa mới bại một hồi, tính tình không hảo cũng bình thường. Diệp Hiên thuận miệng đáp lại một câu, bất quá trong lòng cũng cảm thấy hôm nay mọi người hỏa khí đều khá lớn. Ba người tiếp tục phi độn, ở trải qua hình thiên giới quân đội trên không thời điểm, phát hiện hình thiên giới trong quân đội đang ở chấp hành hình phạt. Có mấy trăm danh hình thiên giới binh tướng bị trói ở hình giá thượng quất. Hình thiên giới chủ kiến đến tình huống này, nhíu nhíu mày, đối Diệp Hiên hai người nói, hai vị tới trước tàu bay thượng đẳng chờ, ta đi xem ra chuyện gì. Quân đội vừa mới trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, trong lúc cũng không có binh tướng trốn chạy, đột nhiên có mấy trăm danh binh tướng bị chỗ lấy tiên hình, sự tình có điểm kỳ quái. Diệp Hiên suy xét một chút, nói chúng ta cũng đi xuống nhìn xem đi. Cũng đúng, vậy cùng nhau đến đây đi. Hình thiên giới chủ nói dẫn đầu đáp xuống, đi vào chấp hành tiên hình một vị võ tướng trước mặt, hỏi sao lại thế này tên này võ tướng vội vàng hành lễ, sau đó mới cung kính đáp, hồi bẩm giới chủ, này những đồ lười, cũng dám ở phiên trực cảnh giới thời điểm lười biếng ngủ. Dựa theo quân pháp, đến quất 300, mà tướng đang ở chấp hành quân pháp, hình thiên giới chủ, Diệp Hiên cùng dâu quai nón long thần nghe thấy cái này trả lời, đều không khỏi nhíu mày. Thô sơ giản lược xem một cái, nhìn ra bị quất binh tướng có ba bốn người. Ba bốn người cùng nhau lười biếng ngủ, loại này quân đội còn có thể muốn. Hình thiên giới chủ sắc mặt có chút khó coi, đi đến một người bị quất võ tướng trước mặt, quát hỏi nói, người đường đường một người võ tướng, cũng dám ở phiên trực cảnh giới thời điểm lười biếng ngủ, quân kỳ tất cả đều đã quên sao. Tên này võ tướng ủ rũ cục đuôi nói, chỉ là cảm giác không có hy vọng, vốn dĩ chỉ nghĩ ngồi trong chốc lát, mơ màng hồ đồ liền ngủ đi qua. Hình thiên giới chủ sắc mặt rất khó xem, đối cầm roi võ tướng hạ lệnh nói, đánh, cho ta hung hăng đánh, đánh đủ một ngàn. Là, Cầm roi võ tướng lĩnh mệnh, giơ lên roi dài, bạch 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 quất đánh lên. Hình thiên giới chủ nhìn về phía Diệp Hiên hai người, bất đắc dĩ nói, làm hai vị chế diếu không nghĩ tới hình thiên giới tinh nhuệ trong quân đội, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Diệp Hiên cùng dâu quai nón long thần không biết như thế nào nói tiếp mới hảo, nói cái gì đều sẽ làm hình thiên giới chủ cảm thấy nan kham, đành phải nói khả năng chỉ là ngoài ý muốn tình huống. Đang lúc ba người chuẩn bị rời đi thời điểm lại có một đội 200 danh quân tốt bị áp lại đây, xếp hàng tiếp thu tiên hình. Lúc này mới quất 300 cái phạm sai lầm quân tốt, hiện tại lại tới 200 cái. Hình thiên giới chủ đều bị tình huống này làm mông, nghĩ thầm chính mình hình thiên giới tinh nhuệ quân đội đã lạn đến loại trình độ này. Hắn tức giận dâng lên, đi lên đi đá ngã lăn phạm sai lầm võ tướng, quát hỏi nói, nói. Người phạm vào chuyện gì? Tên này võ tướng vội vàng bò dậy quỳ hảo, đáp không, không cẩn thận ở canh gác thời điểm ngủ đi qua. Hình thiên giới chủ giận cực, nắm tay nắm chặt, rất muốn một cái tát đem này võ tướng chụp thành thịt nát. Bất quá, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn nhìn về phía mặt sau 200 cái phạm sai lầm quân tốt, quát hỏi nói, này đó tất cả đều là lười biếng ngủ. Đêm này đó quân tốt áp giải lại đây võ tướng, chắp tay bẩm báo nói, không được đầy đủ là, có một bộ phận là trộm đạo mặt khác quân đồng minh tài vật, bị bắt được sau đưa lại đây. Cái, gì, hình thiên giới chủ tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình. Trường 1943 phát sinh quỷ dị sự kiện nguyên nhân hình thiên giới chủ nghe đến mấy cái này quân tốt là trộm đạo quân đồng minh tài vật bị trảo, trong mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Hắn đột nhiên từ bên cạnh võ tướng bên hông rút ra cương đao, liền muốn đem này đó trộm đạo tài vật quân tốt cấp băm. Chặt bỏ đi phía trước, cuối cùng hỏi một câu trộm kia chi quân đồng minh tài vật. Là, là long thần giới tên kia áp giải phạm sai lầm quân tốt võ tướng trả lời thời điểm đầy mặt xấu hổ nhìn thoáng qua hình thiên giới chủ phía sau dâu quai nón long thần nếu là mặt khác quân đồng minh còn chưa tính thế nhưng trộm đạo long thần giới quân đồng minh tài vật hình thiên giới chủ phổi đều mau khí tạc huy đao liền phải chặt bỏ đi dâu quai nón long thần vội vàng xông lên đi ngăn trở bắt lấy chuôi đao khuyên nhủ đừng xúc động đừng xúc động nơi này khẳng định có cái gì hiểu lầm có thể có cái gì hiểu lầm trộm mặt khác quân đồng minh tài vật chính là tử tội. Hiện tại trộm được các ngươi long thần giới bên kia đi, hôm nay ta này mặt là không thể muốn. Hình thiên giới chủ quả thực là không chỗ dung thân, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình dưới chướng quân đội, quả thực lạn đến không thể muốn. Canh gác thời điểm lười biếng ngủ quân tốt, còn có thể dùng quân kỷ không đủ nghiêm minh tới giải thích, này trộm đạo quả thực chính là lạn thấu. Trước đừng xúc động, chờ ta trở về hỏi một chút là chuyện như thế nào lại nói nói không chừng trong đó có cái gì hiểu lầm cũng nói không chừng dâu quai nón long thần khuyên nhủ không có hiểu lầm người buông tay ta đây liền đoạt hắn hình thiên giới chủ cả giận nói cái kia thiếu chút nữa bị một đao chém thành hai nửa quân tốt hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất run run rẩy rẩy nói ta ta biết sai rồi chính là phạm sai lầm cũng không ngừng là chúng ta long thần giới long còn chạy đến chúng ta ngựa thú doanh ăn chiến thú một ngụm một cái ta đều tận mắt nhìn thấy sâu quai nón long thần nguyên bản còn ở khuyên hình thiên giới chủ đột nhiên nghe được lời này tức khắc sửng sốt thất kinh hỏi cái gì thất giới liên quân bên trong mỗi chi quân đội đều sẽ có ngựa thú doanh huấn luyện chiến thú tác chiến này đó chiến thú đều là phi thường quý giá hơn nữa cùng quân đội kề vai chiến đấu nói là chiến hữu đều có thể long tộc chạy đến quân đồng minh ngựa thú doanh đi ăn chiến thú việc này càng nghiêm trọng hơn nữa nghe đi lên phi thường vớ vẩn Hình thiên giới chủ cảm giác việc này quá vớ vẩn, dùng đao chỉ vào cái này quân tốt, quát hỏi nói, người nói bậy gì đó. Người cho rằng nói bậy vài câu, là có thể tha cho người bất tử sao. Giới, giới chủ, thuộc hạ không nói bậy, thật sự không nói bậy. Tên kia phạm sai lầm quân tốt quỷ biện giải nói, bên cạnh phụ trách chấp hành tiên hình võ tướng, cúi đầu bẩm báo nói, giới chủ, việc này là thật sự. Sâu quai nón long thần gương mặt run rẩy nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới Long thần giới sẽ phát sinh loại sự tình này, ta trở về nhất định nghiêm trị phạm sai lầm Long tộc. Hình thiên giới chủ phía chính mình quân kỳ đều lạn thấu, nơi nào tâm tư suy nghĩ Long thần giới sự tình. Hắn giờ đao, chỉ vào kia quân tốt, hư lạnh nói, ngươi cho rằng mặt khác quân đồng minh phạm sai lầm, ngươi liền có thể mạng sống sao. Ngươi như cũng là tử tội, hình thiên giới chủ nói liền phải vỗ xuống, đúng lúc này, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Diệp Hiên đột nhiên duỗi tay, bắt lấy hình thiên giới chủ thủ đoạn. Hình thiên giới chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, nhíu mày hỏi, Diệp thần đế vì sao cũng muốn ngăn trở ta. Diệp Hiên biểu tình nghiêm túc nói, việc này có chút không thích hợp, trước đừng động thủ. Mặc kệ có cái gì nguyên nhân, dám trộm đạo quân đồng minh tài vật, đó chính là tử tội. Hình thiên giới chủ quyết ý muốn nghiêm túc quân kỳ, sâu so quay nón long thần vô tâm tư đãi ở chỗ này, chuẩn bị hồi long thần giới trong quân đội, hỏi một chút tình huống diệp hiên ra tiếng gọi lại hắn sâu quai nón lão ca chờ một chút có chuyện chúng ta đến thảo luận một chút sâu quai nón long thần nhíu mày hỏi ta vội vã trở về trừng phạt kia phạm sai lầm long tộc chuyện gì không thể hôm nào lại nói sao không thể diệp hiên đáp sâu quai nón long thần đành phải lưu lại nói rốt cuộc chuyện gì diệp lão đệ ngươi nhưng thật ra mau nói a à diệp hiên ánh mắt ở dâu quai nón long thần cùng hình thiên giới chủ trên mặt đảo qua chậm rãi nói hai vị không cảm thấy sự tình hôm nay thực cổ quái sao đương nhiên cổ quái a à. long thần giới chưa từng có phát sinh quá long tộc ăn chiến thú sự tình muốn ăn cũng là ăn quân địch chiến thú dâu quai nón long thần đáp hai vị lại cẩn thận ngẫm lại đầu tiên là phiên trực binh tướng lười biếng ngủ sau đó là quân tốt trộm đạo quân đồng minh tài vật lại sau đó là long tộc cắn nuốt chiến thú những việc này bình thường thời điểm rất ít sẽ phát sinh, hôm nay lại cùng nhau đã xảy ra, hơn nữa một phạm sai lầm chính là mấy trăm người, này không kỳ quái sao. Diệp Hiên nói, hình thiên giới chủ phía trước là bị khí điên rồi, lúc này bình tĩnh lại tưởng tượng, cũng cảm thấy việc này quá kỳ quái. Hình thiên giới chủ ngày thường không phụ trách huấn luyện quân đội, nhưng như thế nào cũng không tin chính mình quân đội sẽ lạn đến loại trình độ này. Phiên trực khi lười biếng ngủ quân tốt, ngẫu nhiên có một hai cái còn chưa tính, một lần xuất hiện mấy trăm cái, quả thực chính là sỉ nhục. Trộm đạo quân đồng minh tài vật, càng là không thể tưởng tượng. Sơ Quai nón Long Thần cũng là đồng dạng cảm giác, Long Thần giới Long tộc trừ phi điên rồi, bằng không không có khả năng đi ăn quân đồng minh chiến thú. Hai người cho nhau nhìn nhau, cùng nhau hỏi, Diệp lão đệ, người nghĩ tới cái gì? Mau nói a, à, Diệp Hiên nói tiếp, xuất hiện loại tình huống này, khẳng định có nhân tố bên ngoài tồn tại. Đến nỗi cái này nhân tố bên ngoài là cái gì? đáp án ta cũng nghĩ đến là cái gì hai người truy vấn diệp hiên chỉ vào lười biếng ngủ quân tốt nói lười biếng ngủ quân tốt dùng một cái từ hình dung đó chính là lười biếng trộm đạo tài vật cũng chính là tham lam sơ quai nón long thần cùng hình thiên giới chủ đồng thời trợn tròn hai mắt cùng kêu lên nói nọa sát cùng tham sát hình thiên giới chủ còn sẽ suy một ra ba nói tiếp còn có giận sát hôm nay mọi người tính tình đều thật không tốt động bất động liền tức giận không có sai ngay từ đầu thời điểm ta chỉ tưởng bại một hồi chiến dịch cho nên đại gia tâm tình không tốt dễ dàng tức giận nhưng xuất hiện lười biếng ngủ cùng trộm đạo tài vật sự tình lúc sau ta liền cảm giác sự tình không đơn giản như vậy diệp hiên nói nếu nói như vậy nói xác thật có khả năng là nguyên nhân này như vậy xem ra thực ngày ma uyên kia tam đầu cổ ma thần không chỉ có thực lực mạnh mẽ còn có thể ảnh hưởng nhân tâm hình thiên giới chủ suy tư nói sâu quai nón long thần nhíu mày hỏi diệp lão đệ hiện tại làm sao bây giờ nếu là kia tam đầu sát ma thật sự có thể ảnh hưởng nhân tâm ta lo lắng ta dưới chướng những cái đó long tộc toàn nổi điên chạy ra ăn người đến lúc đó liền xong rồi hai vị lão ca trước truyền lệnh đi xuống nghiêm chỉnh quân kỳ, đem xuất hiện không thích hợp bệnh trạng quân tốt toàn bộ tạm thời giam giữ lên thuận tiện đem tình huống này thông báo cấp mặt khác quân đồng minh diệp hiên một bên suy tư một bên nói chúng ta đây làm gì Sơ quai nón long thần hỏi, chúng ta đến đi gặp cái kia ngạo thiên thần giới lão tư tế, chỉ có hắn nhận được thực ngày ma uyên kia tam đầu sát ma, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Diệp Hiên nói, hảo, liền nghe Diệp lão đệ, ta hiện tại liền truyền lệnh trở về. Sơ quai nón long thần nói liền thả ra thần niệm hướng long thần giới quân đội truyền đạt mệnh lệnh. Trường 1944 ba ma thần đáng sợ lực lượng hình thiên giới quân đội tình huống còn tính tốt, mặt khác lục giới quân đội xuất hiện càng nghiêm trọng vấn đề thậm chí là binh lính chi gian phát sinh xung đột vung tay đánh nhau liếc mắt một cái nhìn lại chỉnh chi thất giới liên quân đều rối loạn nhìn dáng vẻ tình huống so với chúng ta dự đoán còn muốn không xong hình thiên giới chủ biểu tình ngưng trọng nói hắn nguyên bản cho rằng hình thiên giới quân đội xuất hiện những cái đó sự đã đủ mất mặt nhưng nhìn đến chỉnh chi thất giới liên quân đều xảy ra vấn đề trong lòng bỗng nhiên thoải mái một chút nhưng đồng thời cũng càng lo lắng. Ba người đi vào ngạo thiên thần giới quân đội nơi dừng chân, do hỏi ngạo thiên thần giới thủ vệ, liền bị hai gã thủ vệ lãnh tiến đến tư tế đại sảnh, gặp được vị kia lão tư tế. Vị này ngạo thiên thần giới lão tư tế đang ở hướng tư tế chi thần cầu nguyệt, hành lễ tiết thực cổ xưa, trong miệng lẩm bẩm. Ba người tiến vào đại sảnh sau, hình thiên giới chủ mở miệng hỏi, người hảo, chúng ta có một số việc muốn dò hỏi, không biết có thuận tiện hay không. Diệp Hiên ba người là thất giới liên quân trung đỉnh cường giả, vị này lão tư tế không dám thác đại. Hắn cầu nguyện song sau, đứng dậy hành lễ nói, gặp qua ba vị thần đế, không biết có chuyện gì muốn hỏi. Ba người nhìn nhau, từ hình thiên giới chủ đặt câu hỏi, là cái dạng này, lão tư tế, hiện tại thất giới liên quân đã xảy ra rất nhiều việc lạ. Có binh lính lười biếng ngủ, có binh lính dễ giận đánh nhau, còn có binh lính xuất hiện trộm đạo hành vi. Này đó tình huống trước kia chưa từng có quá, toàn bộ đều là gặp được thực ngày mà uyên kia ba cái cổ ma thần sau mới xuất hiện cho nên chúng ta hoài nghi này đó việc lạ cùng cổ ma thần có quan hệ ở thất giới liên quân chỉ có ngươi nhận được kia ba cái cổ ma thần cho nên chỉ có thể lại đây hỏi ngươi lão tư tế mày một chọn vội vàng đi ra tư tế đại sảnh hướng ra ngoài nhìn thoáng qua đồng thời thả ra thần niệm quan sát thất giới liên quân các nơi nơi dừng chân không xong quả nhiên cùng đồn đãi chung giống nhau thực ngày ma uyên cổ ma thần có được ảnh hưởng sinh linh ý chí năng lực. Một lát sau, lão tư tế thần sắc đại biến, vội vàng sai người hướng đi ân kiệt la bẩm báo. Diệp Hiên nhạy bén bắt được trọng điểm, truy vấn nói, người nói chính là đồn đãi, nói cách khác người cũng cũng không có chính mắt gặp qua thực ngày ma uyên cổ ma thần, đúng không? Lão tư tế gật đầu đáp, đây là tự nhiên, ngạo thiên thần giới chân áp thực ngày ma uyên, kia đều đã là hơn 100 vạn năm trước sự tình, ta sao có thể tận mắt nhìn thấy đến ta sở dĩ biết thực ngày ma uyên ba cái cổ ma thần là ta chính là phụ trách trưởng quản thần thoại điển tịch ở ngạo thiên thần giới về thực ngày ma uyên ghi lại thực kỹ càng tỉ mỉ ta may mắn nghiên cứu quá cho nên đối này tương đối hiểu biết kia điển tịch thượng là như thế nào ghi lại diệp hiên truy vấn nói lão tư tế trước hết mời ba người ngồi xuống sau đó cũng ngồi xuống lại chậm rãi giảng thuật nói ngạo thiên thần giới thần thoại điển tịch xác thật có phương diện này ghi lại nói là kia ba cái cổ ma thần có được ảnh hưởng sinh linh ý chí năng lực dẫn sát có thể kích phát sinh linh trong lòng phẫn nộ cực dễ cùng người khởi xung đột loạ sát tắc nhưng khiến cho sinh linh lười biếng thậm chí là đối mặt tử vong đều lười đến đi dãy giụa còn có tham sát sẽ dẫn ra sinh linh sâu trong nội tâm tham lam hình thiên giới chủ vội vàng nói tình huống này cùng ta trong quân đội phát sinh việc là hoàn toàn giống nhau lão tư tế này chung đối sinh linh ý chí ảnh hưởng có thể ngăn cản hoặc là có hay không trị liệu biện pháp, hắn không xác định dùng trị liệu tới hình dung thích hợp hay không, bất quá xem quân đội những cái đó phạm tội binh lính, xác thật như là sinh bệnh. Lão tư tế nhíu mày tự hỏi một lát sau, nói thần thoại điển tịch chung ghi lại, loại này ảnh hưởng sinh linh ý chí lực lượng, là pháp tắc mặt, rất khó trị liệu. Kia như thế nào ngăn cản? Hình thiên giới chủ lại lần nữa truy vấn, ta cũng không biết có biện pháp nào có thể ngăn cản, bất quá rời xa kia tam ma thần hẳn là liền sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Lão tư tế đáp, sơ quai nón long thần nhíu mày nói, nói như vậy, chẳng phải là muốn rút khỏi hắc ám tinh vực. Diệp Hiên trầm n, gâm nói, chỉ có thể trước rút khỏi đi, lấy tình huống hiện tại, mặc dù mạnh mẽ lưu lại tiếp tục đánh, cũng đánh không ra cái gì kết quả. Chỉ có thể tạm thời rút khỏi hắc ám tinh vực, tìm được đối phó tam ma thần biện pháp, sau đó lại làm tiến công suy xét. Đốc, 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 đúng lúc này, kim lân thánh điện bên kia truyền ra tới triệu tập kèn. Loại này một trường một đoàn tiếng kèn, là triệu tập thất giới liên quân chung các quân sứ giả tiến đến nghị sự. Thực rõ ràng, ngạo thiên thần giới quân đội cũng đã chịu thực này ma uyên tam ma thần ảnh hưởng, cho nên ân kiệt la yêu cầu triệu tập thất giới liên quân sứ giả tiến đến nghị sự. Vì thế, Diệp Hiên ba người đứng dậy hướng lão tư tế cáo từ chuẩn bị rời đi. Lão tư tế lại đi theo cùng nhau đi ra tư tế đại sảnh, nói, lão hủ cũng phải đi kim lân thánh điện, cùng đi thôi. Kim lân thánh điện bên trong, các lớn hơn vị thế giới sứ giả tề tụ. Đại bộ phận người đều đã biết trong quân xuất hiện việc lạ tin tức, bất quá có biết đại khái nguyên nhân, có lại không biết sao lại thế này. Minh thánh giới sứ giả nhìn đến hình thiên giới chủ tiến vào, vội vàng đón nhận đi dò hỏi tình huống, đây là ra chuyện gì. Hắn cũng không biết quân đội xuất hiện việc lạ nguyên nhân, mà tương quan sự tình là hình thiên giới quân đội thông báo cho hắn, cho nên hắn trực tiếp tìm hình thiên giới chủ dò hỏi tình huống không ngừng là minh thánh giới sứ giả còn lại mấy lớn hơn vị thế giới cũng đều vây lại đây dò hỏi tình huống hình thiên giới chủ không nghĩ một đám giải thích đáp lại nói các vị đừng có gấp về liên quân chung phát sinh việc lạ ta cũng chỉ là biết một cái đại khái vẫn là thỉnh ngạo thiên thần giới lão tư tế tới cấp đại gia giải thích nghi hoặc đi ân kiệt la ngồi ở chủ vị phía trên nhìn đến vị kia lão tư tế tiến vào liền phân phó nói rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi tới nói Lão tư tế đi đến mọi người trước mặt, dùng tang thương khàn khàn thanh âm chậm rãi nói, Liên quân trung phát sinh sự tình, ta đã biết. Từ trước mắt nhìn đến tình huống tới xem, đây là thực ngày mà uyên tam ma thần dẫn tới. Này tam tôn ma thần có được ảnh hưởng sinh linh ý chí lực lượng, dẫn sát đối ứng chính là phẫn nộ, nọa sát đối ứng chính là lười biếng, tham sát đối ứng chính là tham lam. Ở đây các lớn hơn vị thế giới sứ giả đều đã từ thủ hạ nơi đó biết được trong quân phát sinh sự tình cùng tam ma thần nhất nhất đối ứng, liền biết cái này cách nói là đúng. Bởi vậy, không có người đưa ra nghi ngờ, tất cả đều ở truy vấn, kia muốn như thế nào giải quyết loại tình huống này. Không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể tận lực rời xa tam ma thần. Lão tư tế đáp, kia chẳng phải là muốn lui lại. Một người nhíu mày hỏi, xác thật hẳn là tạm thời lui lại. Lão tư tế nói xong xoay người nhìn về phía ân kiệt la, cùng kính hành lễ nói, thần tử, Thực ngày ma uyên tam lực lượng của ma thần cùng điển tịch chung ghi lại giống nhau như đúc. Lão hủ trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy khắc chế biện pháp, chỉ có thể tạm thời rời xa tam ma thần. Ân kiệt la ánh mắt âm trầm, đột nhiên một quyền nện ở bàn thường, cả giận nói, bất quá chính là ba cái yêu ma, này đều không đối phó được, tất cả đều là phế vật. Lão tư tế vội vàng nhắc nhở nói, thần tử chưa có bị giận sát ảnh hưởng, sách cổ chung còn ghi lại nói, giận sát sẽ hấp thụ sinh linh phẫn nộ lớn mạnh tự thân thần tử hẳn là chú ý khống chế cảm xúc. Ân Kiệt La nghe thấy câu nhắc nhở, tức khắc ngơ ngẩn. Trường 1945 kẻ bên hỏng mất quân đội hắn nhíu mày nghiêm túc suy tư, tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ phẫn nộ. Hắn cẩn thận nghĩ tới lúc sau, xác định chính mình phẫn nộ nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì thất giới liên quân vô năng. Nếu là phía trước trận chiến ấy, thất giới liên quân có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, hắn hoàn toàn có cơ hội oanh sát giận sát, căn bản là sẽ không có sự tình phía sau hắn nghĩ kỹ lúc sau, tâm tình thả lòng một ít, xác nhận chính mình không có bị giận sát ảnh hưởng. Tuy rằng hắn là như vậy cho rằng, bất quá vẫn là bình tĩnh xuống dưới, khô. Ân có lại đem lửa giận phát tiết ra tới, để tránh bị giận sát lực lượng ảnh hưởng. Hắn nhìn quét một vòng ở đây thất giới liên minh sứ giả, ra tiếng hỏi các ngươi có ý kiến gì không? Hiện tại trong quân đội việc lạ tần phát, ta cho rằng liên quân hẳn là trước rút khỏi hắc ám tinh vực, nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau lại suy xét mặt sau hành động minh thánh giới sứ giả dẫn đầu biểu đạt ý kiến, thất giới liên minh chung, đại bộ phận đồng ý trước sau triệt, cũng có tiểu bộ phận tỏ vẻ phản đối. Ân Kiệt La không có lập tức làm ra quyết đoán, hắn vẫn là muốn mau chóng tiêu diệt hắc ám tinh vực cùng thực ngày Ma Uyên, như vậy mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ xác nhập thất giới, thành lập thần quốc. Đang lúc mọi người tranh luận không thôi thời điểm, lão tư tế ra tiếng nói, thần tử, căn cứ sách cổ ghi lại, thực ngày Ma Uyên tam ma thần ảnh hưởng sinh linh ý chí lực lượng sẽ càng ngày càng cường. Chờ đến cái loại này lực lượng thâm nhập thần hồn lúc sau, thậm chí sẽ trú lưu tại thần hồn, cho nên dừng lại càng lâu, quân đội sẽ càng loạn, cần thiết phải nhanh một chút rút khỏi Hắc Ám tinh vực, đợi khi tìm được khắc chế Tam Ma thần biện pháp, lại làm bước tiếp theo chủ tính. Ân Kiệt La nghe xong lời này, trong lòng đó là tức giận dâng lên, cảm giác chính mình mang theo một đám phế vật cùng cường địch đối kháng, phi thường khó chịu. Bất quá, hắn cảm giác được trong ngực lửa giận dâng lên thời điểm, lại lập tức nghĩ vậy có khả năng là đã chịu giận sát ảnh hưởng, vội vàng hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Một lát sau, hắn khôi phục bình tĩnh, hạ lệnh nói, truyền ta mệnh lệnh, quân đội lập tức xuất phát, rút khỏi hắc ám tinh vực. Mệnh lệnh truyền xuống đi, thất giới liên minh cường giả lập tức phản hồi từng người quân đội bên trong, chỉ biết quân đội bắt đầu khởi hành, hướng hắc ám tinh vực ngoại triệt hồi. Ngạo thiên thần giới hơn nữa thất giới quân đội, tổng cộng 8 chi quân đội, ở trong bóng tối nhanh chóng hành quân mấy vạn con hư không tàu bay, tản ra nhàn nhạt linh quang, giống như một đám sao băng ở đen nhánh vòng trời thượng xẹt qua. Thất giới liên quân ở hướng ra phía ngoài lui lại thời điểm, trong quân đội việc lạ còn tại không ngừng phát sinh. Thành phê thành phê phạm sai lầm binh lính bị quan tiến tàu bay trong phòng giam. Không đến ba ngày thời gian, các quân nhà tù cũng đã kín người hết chỗ. Lười biếng, trộm đạo đều đã xem như tiểu sai, trong quân đội càng ngày càng nhiều binh lính phát sinh xung đột, bởi vì nhất thời khóe miệng liền vung tay đánh nhau dẫn tới tàu bay thượng nhà tù nguyên bản quan đầy phạm sai lầm binh lính hơn nữa này đó binh lính ở trong phòng giam tiếp tục khởi xung đột tình huống càng ngày càng không xong cuối cùng chỉ có thể đem này đó phạm sai lầm binh lính tay chân toàn bộ khóa lên hình thiên giới chủ đái ở kỳ hạm tàu bay thượng có chút đứng ngồi không yên quân đội tình huống càng ngày càng không xong mỗi ngày đều binh lính ẩu đả thậm chí có một ít tu vi không thấp phó tướng cũng tham dự trong đó hắn buổi sáng liền phái người đi thỉnh diệp hiên cùng dâu quai nón long thần lại đây thương nghị sau đó từ sáng sớm bắt đầu liền ở tàu bay khung đỉnh trong đại sảnh chờ vẫn luôn đi qua đi lại tâm tình bực bội diệp hiên đi vào đại sảnh thời điểm liền thấy hình thiên giới chủ ở dạo bước thở dài thuận miệng nói ngươi nhưng đừng bị tam ma thần ảnh hưởng rốt cuộc đường đường một vị giới chủ nếu là cũng khiêng không được tam lực lượng của ma thần này thuộc hạ quân đội còn có thể muốn sao hình thiên giới chủ hít sâu một hơi nói ta là tâm tình bực bội hiện tại ta dưới chướng quân đội mỗi ngày ẩu đả còn như vậy đi xuống quân đội trật tự sớm hay muộn muốn hỏng mất hơn nữa ta xem mặt khác lục giới quân đội có so với chúng ta hình thiên giới còn không xong khi nói chuyện dâu quai nón long thần cũng đi đến trên mặt biểu tình cũng thập phần ngưng trọng hình thiên giới chủ chủ động hỏi long thần người bên kia tình huống thế nào dâu quai nón long thần lắc đầu nói thực không so ân, ta đã thân thủ đem mấy chục điều ác long cấp phòng ấn đi lên, còn như vậy đi xuống, không biết còn sẽ phát sinh cái gì. Hình thiên giới chủ cũng đi theo thở dài nói, ta này tình huống cũng không tốt, mỗi ngày có binh lính ẩu đả, hai ngày này càng nghiêm trọng, thậm chí có võ tướng tham dự ẩu đả, một đám căn bản khống chế không được. Ta kêu các ngươi lại đây, chính là tưởng thương lượng một chút, có biện pháp gì không? Sơ quai nón long thần bất đắc dĩ nói, còn có thể có biện pháp nào? Ta đã phái Long vệ đi ngạo thiên thần giới quân đội bên kia hỏi qua, đều ba ngày, bọn họ bên kia cũng không có tìm được khắc chế tam ma thần biện pháp. Ngạo thiên thần giới quân đội tình huống cũng không thể so chúng ta hảo bao nhiêu. Còn như vậy đi xuống, cũng không biết còn có thể hay không rút khỏi hắc ám tinh vực. Hình thiên giới chủ thở dài nói, sơ quai nón Long thần thuận miệng hỏi, còn có bao nhiêu thiên tài có thể rút khỏi hắc ám tinh vực. Tiến vào thời điểm là 10 ngày, tốc độ cao nhất rút lui, như thế nào cũng đến 7 ngày thời gian, hiện tại mới qua đi 3 ngày, ít nhất còn có 4 ngày. Lấy tình huống hiện tại tới xem, rất khó nói có thể hay không nhịn qua 4 ngày. Hình Thiên giới chủ nói, Sâu Quai Nón Long thần chảo chảo sư tông, buồn bực nói, kia lão tư tế không phải nói rời xa Tam Ma thần, tình huống là có thể chuyển biến tốt đẹp sao? Như thế nào đều lui lại 3 ngày thời gian, tình huống không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, hình thiên giới chủ phụ họa nói. Hai người mặt ủ mày trao, Diệp Hiên mở miệng nói, hẳn là thực ngày ma uyên kia tam ma thần vẫn luôn đi theo chúng ta quân đội mặt sau. Hình thiên giới chủ hòa dâu quai nón long thần đồng thời trừng lớn đôi mắt, nói, không sai, khẳng định là như thế này. Kia tam ma thần khẳng định liền theo ở phía sau, bằng không trong quân binh tướng không có khả năng loạn thành như vậy. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Kia tam ma thần nếu theo ở phía sau, vì cái gì không đuổi giết đi lên. Dâu quai nón long thần buồn bực nói, hẳn là tưởng chờ thất giới liên quân hoàn toàn hỏng mất lại động thủ đi. Chỉ cần quân đội trật tự hỏng mất, đến lúc đó hắc ám tinh vực không cần hao phí nhiều ít sức lực là có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Diệp Hiên phỏng đoán nói, hình thiên giới chủ hòa dâu quai nón long thần biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng, truy vấn nói, Diệp lão đệ, kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Diệp Hiên lắc đầu nói, không có gì hảo biện pháp, trừ phi đem kia tam ma thần tìm ra xử lý, nếu không cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy kéo xuống đi. Hình thiên giới chủ hòa dâu quai nón long thần trên mặt đồng thời lộ ra khó xử biểu tình. Thất giới liên quân, nếu là có người có thể xử lý thực ngày ma uyên kia tam ma thần, cũng liền không cần lui lại. Lấy hiện tại trong quân đỉnh cường giả thực lực, rất khó xử lý kia tam ma thần. Mặc dù sở hữu đỉnh cường giả đều xuất hiện, vây sát tam ma thần, đến lúc đó không có cường giả tỏa chấn quân đội, tử linh đại quân xung phong liều chết lại đây, thất giới liên quân trật tự đã loạn thành như vậy, lấy cái gì nghênh chiến. Đến lúc đó, cũng chỉ có toàn quân bị diệt này một loại kết quả. chương 1946 khí tử đang lúc diệp hiên, dâu quai nón long thần cùng hình thiên giới chủ ở thảo luận sự tình thời điểm, một người hình thiên giới thân vệ bước chân hoảng loạn chạy vào, bẩm báo nói, khởi bẩm giới chủ, ra đại sự. Chuyện gì, hoang mang rối loạn, nói, hình thiên giới chủ nhíu nhíu mày, bởi vì tên này thân vệ hoảng loạn bộ dáng mà cảm thấy không cao hứng. Tên này hình thiên giới thân vệ vội vàng bẩm báo nói, ngạo thiên thần giới quân đội có dị động, tựa hồ muốn thoát ly liên quân, đơn độc hành động. Lời này vừa nói ra, Diệp Hiên ba người đồng thời nhíu mày. Ân Kiệt La có ý tứ gì? Hình thiên giới chủ mày còn không có giãn ra, nghe được thân vệ bẩm báo sự tình, ngược lại nhăn đến càng khẩn. Thuộc hạ không biết, nhận được tác tướng quân mệnh lệnh, liền tới bẩm báo giới chủ, tên này hình thiên giới thân vệ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đi xem sẽ biết, Diệp Hiên nói liền đi ra ngoài, hình thiên giới chủ hòa dâu quai nón long thần cũng vội vàng theo sau. Ba người đi vào kim lân thánh giá trước thời điểm, mặt khác thất giới liên minh sứ giả cũng đã đuổi lại đây, đều ở dò hỏi kim lân thánh giá ngoại ngạo thiên thần giới thủ vệ sao lại thế này. Ngạo thiên thần giới thủ vệ duỗi tay ngăn trở mọi người, không cho phép người đi vào. Các ngươi ngạo thiên thần giới muốn làm cái gì? làm ta thấy các người thần tử minh thánh giới sứ giả lớn tiếng nói thần tử không thấy bất luận kẻ nào ngạo thiên thần giới thủ vệ lạnh giọng trả lời một chúng thất giới liên minh cường giả ở kim lân thánh giá ngoại la hét ầm ĩ lên sau một lúc lâu lúc sau kim lân thánh giá trung truyền ra ân kiệt la thanh âm làm cho bọn họ tiến vào canh giữ ở ngoài cửa ngạo thiên thần giới thủ vệ lúc này mới tránh ra làm mọi người đi vào đi vào kim lân thánh điện bên trong Minh Thánh giới sứ giả dẫn đầu hỏi, thần tử, các người ngạo thiên thần giới quân đội đây là muốn thoát ly liên quân đội ngũ sao? Không sai, ngạo thiên thần giới quân đội muốn thoát ly liên quân, bất quá các người cũng đừng khẩn trương, chỉ là tạm thời. Ân Kiệt la đáp, này, mọi người nghe thấy cái này đáp án, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Minh Thánh giới sứ giả nhíu mày truy vấn nói, thần tử đây là có ý tứ gì? Ân Kiệt la ánh mắt đạm mạc nói, rất đơn giản, tiếp tục như vậy đi xuống, không đợi liên quân thoát ly hắc ám tinh vực, quân đội cũng đã từ nội bộ rối loạn. Cho nên, ta nghĩ tới một cái càng tốt kế sách. Cái gì kế sách, mọi người truy vấn, từ các người dẫn đi thực ngày ma uyên tam ma thần, ta tác xuất lĩnh ngạo thiên thần giới quân đội, sát hồi hắc ám tinh vực trung tâm khu vực, oanh diệt cái kia hắc ám năng lượng cầu. Như vậy có thể trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc, ân kiệt la nói ra quyết định này, này, mọi người nghe xong lại lần nữa hai mặt nhìn nhau tàng không thánh tôn vừa nghe liền minh bạch là có ý tứ gì đè nặng tức giận nói thần tử đây là tính toán đem chúng ta đương khí tử ân kiệt la đối này không có giải thích thanh âm đạm mạc nói không có gì khí tử không khí tử chẳng qua là một cái xoay chuyển bại cục kế sách tại đây thế gian không nghĩ trở thành khí tử duy nhất biện pháp chính là làm chính mình trở nên đủ cường nếu các ngươi có thực lực tự nhiên có thể kiên trì ở ta hủy diệt hắc ám tinh vực nếu các ngươi kiên trì không đến đó chính là thực lực vô dụng quái không được bất luận kẻ nào. Ở đây thất giới liên minh cường giả nghe được lời này, trong lòng có thập phần khó chịu. Minh Thánh giới sứ giả tức giận nói, nói đến cùng, người còn không phải muốn cho chúng ta chịu chết. Ân Kiệt La buông tay khẽ cười nói, chẳng lẽ ta cho các ngươi đương bảo tiêu, vẫn luôn che chở các ngươi, các ngươi là có thể tồn tại rời đi hắc ám tinh vực sao? Nhìn xem các người quân đội đều loạn thành cái dạng gì. Tiếp tục như vậy đi xuống, Chẳng qua là lôi kéo ta Ngạo Thiên Thần giới quân đội cùng các ngươi cùng chết. Không có ai cần thiết phải bảo vệ các ngươi này đó kẻ yếu, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp phản bác Ân Kiệt La nói. Bởi vì ở vạn giới vũ trụ chung, đây là cơ bản nhất cách sinh tồn. Muốn sống sót phải dựa vào chính mình, kẻ yếu là không có sinh tồn quyền lực. Chẳng qua, hiện tại Ngạo Thiên Thần giới muốn thoát ly liên quân này liền ý nghĩa dư lại thất giới liên quân yêu cầu một mình đối mặt thực ngày ma uyên tam ma thần đuổi giết, còn có tùy thời khả năng xuất hiện từ linh đại quân. Hơn nữa hiện tại thất giới liên quân bên trong phi thường loạn, này cơ hồ chính là hẳn phải chết chi cục. Hình thiên giới chủ tự hỏi một lát sau, hỏi thần tử không tính toán sửa quyết định sao? Ân kiệt la thái độ kiên quyết nói, đây là cuối cùng quyết đoán, ai đều không thể sửa đổi. Đừng tưởng rằng các ngươi là khí tử, trên thực tế đây là các ngươi duy nhất có thể sống sót cơ hội. Chỉ cần, các ngươi có thể kiên trì đến ta hủy diệt hắc ám tinh vực, đến lúc đó thực ngày ma uyên tam ma thần liền không đáng sợ hãi. Minh Thánh giới sứ giả nhíu mày hỏi, vậy ngươi yêu cầu bao lâu mới có thể đánh bại hắc ám tinh vực? Chậm thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, ta ngạo thiên thần giới tất diệt hắc ám tinh vực. Ân Kiệt la cầm nắm tay, thập phần tự tin nói. Ở đây thất giới liên minh cường giả cho nhau nhìn nhau, thấp giọng nghị luận lên việc này có thể hay không hành a à? này nếu là không thành công chúng ta đã có thể chết chắc rồi tiếp tục lui lại cũng vô pháp ngăn cản tam ma thần cái loại này ảnh hưởng sinh linh ý chí lực lượng có lẽ như vậy ngược lại là một cái cơ hội chính là thật sự có thể thành sao nếu là nửa tháng thời gian còn không có tiêu diệt hắc ám tinh vực kia hết thảy đều xong rồi cái gì đều không làm cũng là toàn quân bị diệt không bằng liều một lần Diệp Hiên, sơ quai nón long thần cùng hình thiên giới chủ cũng tụ ở bên nhau, thấp giọng thảo luận. Hình thiên giới chủ hỏi trước nói, hai vị cảm thấy việc này có thể được không? Sơ quai nón long thần chào chào sư tông, nói, nếu ngạo thiên thần giới 10 ngày nội có thể diệt hắc ám tinh vực, kia xác thật có thể liều một lần, vấn đề chính là ngạo thiên thần giới có thể hay không thành công. Hình thiên giới chủ nhìn về phía Diệp Hiên, kép, hỏi, Diệp thần đế, người cảm thấy như thế nào? diệp hiên khẽ lắc đầu nói ta không xem trọng việc này vì cái gì diệp hiên nghiêng đầu nhìn ân kiệt la liếc mắt một cái mới quay lại tới nói ta cảm giác hắn không năng lực diệt hắc ám tinh vực đều không phải thời gian vấn đề mà là căn bản làm không được hình thiên giới chủ nhíu nhíu mày nói dùng cái gì thấy được diệp hiên giật nhẹ khóe miệng nói ta đối hắn phán đoán chính là như thế tuy rằng thực lực của hắn đã siêu việt thần đế cực hạt nhưng muốn diệt hắc ám tinh vực rất khó sở dĩ sẽ làm ra cái này phán đoán, nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất, ân kiệt la phía trước không có thể xử lý giận sát, mà bất tử yêu hoàng hẳn là so giận sát càng cường, cho nên ân kiệt la một mình đấu có thể hay không thắng bất tử yêu hoàng, vẫn là hai nói sự tình. Điểm thứ hai, ở trường sinh thiên thời điểm, ân kiệt la cũng chưa có thể từ trụ nơi đó cướp đi thời gian pháp tắc. Mà trụ cùng bất tử yêu hoàng đấu không biết bao nhiêu lần, đều không có phân ra thắng bại. Ân kiệt la lấy trụ không có biện pháp, hơn phân nửa cũng giải quyết không xong bất tử yêu hoàng. Trừ cái này ra, chủ cũng không xem trọng ân kiệt la. Hình thiên giới chủ cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua ân kiệt la, nghi hoặc nói ta xem hắn rất có tin tưởng, hẳn là sẽ không liền hắc ám tinh vực đều diệt không xong đi. Ba người đối thoại, khiến cho ân kiệt la chú ý. Ân kiệt la ánh mắt lạnh băng nhìn qua, hư lạnh nói các người ba cái cảm thấy ta diệt không xong hắc ám tinh vực. Trương 1947 đối chọi gay gắt Diệp Hiên ba người không có trả lời vấn đề này, nhưng trên mặt biểu tình đã cấp ra đáp án. Ân Kiệt La đối đãi Diệp Hiên trên mặt biểu tình, hai mắt híp lại lên, hừ nói, Diệp Hiên, có ý kiến gì không nói đến nghe một chút. Diệp Hiên buông tay nói, không có gì cái nhìn, chỉ là cảm thấy cái này kế sách rất khó thành công. Ân Kiệt La ánh mắt lạnh xuống dưới, tiếp tục hỏi, nơi nào khó? là ngươi cảm thấy chính mình căng không đến hắc ám tinh vực diệt vong kia một khắc sao. Đối phương đều chuẩn bị thoát ly thất giới liên quân, Diệp Hiên cũng không có hứng thú tiếp tục cùng hắn khách khách khí khí, nói thẳng nói ta là cảm thấy ngươi diệt không xong hắc ám tinh vực. Lời này vừa nói ra, cả tòa kim lân thánh điện nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Ở đây thất giới liên minh cường giả, chưa từng có người dám chính diện nghi ngờ ân kiệt la thực lực, bởi vì đó là siêu việt thần đế tồn tại, đặt ở thất giới liên minh bên trong, đã là vô địch tồn tại. Lớn mật, thần tử cũng là người có thể nghi ngờ. Một cái nũng nịu thanh truyền đến, theo sau chín anh thánh nữ từ trong đám người đi ra, duỗi tay chỉ vào Diệp Hiên, dùng răn dạy ngữ khí N. Ôi, họ Diệp, người tốt nhất thấy rõ ràng chính mình thân phận. Diệp Hiên không để ý đến nữ nhân này, đôi mắt tiếp tục nhìn chầm chầm ân kiệt la, nói, nam nhân nói lời nói, có thể làm nữ nhân trước câm miệng sao. Ân Kiệt la giơ tay quát, cút đi. Chín anh thánh nữ vội vàng hành lễ năn nỉ nói, chín anh là vì thần tử khó chịu, này hèn mọn nhân tộc dám chống đối ngài. Ta nói lại lần nữa, hoặc là câm miệng, hoặc là cút đi. Ân Kiệt la lạnh giọng nói, chín anh thánh nữ không dám nói nữa, yên lặng lui về trong đám người, đứng ở ngạo thiên thần đem ân vệ nô bên cạnh, dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt, làm lã trả trực khóc trạng. Ân vệ nô thấy, sửa qua đi một chút, thấp giọng nói, thánh nữ không cần khổ sở, thần tử không phải nhằm vào ngươi. Chín anh thánh nữ nước nở nói, ta là không quen nhìn một cái hèn mọn nhân tộc đều dám chống đối thần tử, không nghĩ tới, ngược lại là chọc thần tử sinh khí. Ân vệ nô trong mắt lộ ra một mặt phẫn nộ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiên, chậm rãi nói, người này càn rỡ vô lễ, sớm hay muộn sẽ đã chịu giáo huấn. Kim lân thánh điện bảo tỏa phía trên, ân kiệt la đuổi chín anh thánh nữ lúc sau, ánh mắt lạnh băng nhìn chầm trầm Diệp Hiên, lạnh giọng hỏi, vừa rồi ngươi nói có ý tứ gì? Nói lại lần nữa, Diệp Hiên thản nhiên trả lời, ta ngạo thiên thần giới thoát ly liên quân, đánh bất ngờ hắc ám tinh vực kế sách rất khó thành công, chỉ thế mà thôi. Nói như vậy, ngươi vẫn là nghi ngờ thực lực của ta. Ân Kiệt La trong thanh âm mang lên một cổ tức giận, trong điện mọi người đều cảm thấy một loại vô hình uy áp nghiền áp lại đây. Diệp Hiên giật nhẹ khóe miệng, nói, không phải hoài nghi, mà là cảm thấy ngươi thật không được. Người muốn thử xem sao. Ân Kiệt là đột nhiên một trưởng chụp ở bảo tỏa trên tay vị, vẫn nộ quát. Hình thiên giới chủ kiến sự tình muốn nháo cương, vội vàng khuyên giải nói, thần tử, không cần xúc động, hiện tại không phải nội đấu thời điểm. Vẫn là thương lượng chính sự tương đối quan trọng, không có gì hảo thương lượng, ta ý đã quyết, không dung sửa đổi. Ân Kiệt la kiên định nói, hình thiên giới chủ vẫn luôn ở tự hỏi cái này kế sách tính khả thi, truy vấn nói, như vậy thần tử muốn như thế nào ứng đối, chết phương pháp tắc, sao? Còn có hắc ám thần thụ, này hai dạng đồ vật nếu không đối phó được, chỉ sợ cái này kế sách rất khó thành công. Ở đây thất giới liên minh cường giả cũng sôi nổi gật đầu nói, đúng vậy. hắc ám tinh vực trung tâm khu vực không chỉ có có tử linh đại quân, còn có chết phương pháp tắc cùng, hắc ám thần thụ, nếu là không đối phó được này hai dạng đồ vật, sao có thể diệt đến rất hắc ám tinh vực mọi người tất cả đều nghị luận lên đều bắt đầu cảm thấy cái này kế sách rất khó thành công chín anh thánh nữ trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm ánh mắt muốn ra tiếng nói chuyện bất quá vừa rồi bị ân kiệt la đuổi cho nên nàng không dám lại mở miệng nàng hơi tưởng tượng đưa lỗ tai đối ân vệ nô nói tướng quân chín anh nhưng thật ra có một cái có thể giải quyết vấn đề này chỉ là không dám nói sợ chọc giận một người đưa tới họa sát thân ân vệ nô nghiêm mặt nói thánh nữ cứ việc đối ta nói chín anh thánh nữ liền đối với hắn thì thầm vài câu ân vệ nô nghe xong lúc sau lược làm tự hỏi liền cất bước tiến lên đi đến ân kiệt la trước mặt bẩm báo nói thần tử mà tướng có một cái biện pháp có thể đối phó chết phương pháp tác cùng hắc ám thần thụ lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn không biết hắn nói chính là biện pháp gì ân kiệt la ngay sau đó hỏi là biện pháp gì nói ân vệ nô xoay người nhìn về phía diệp hiên lớn tiếng nói, rất đơn giản, chỉ cần Diệp Thần Đế đem không gian pháp tắc cho chúng ta mượn, tự nhiên liền có thể đối phó chết phương pháp tắc. Đến nỗi, hắc ám thần thụ, dùng thần thụ lá cây phối hợp cái loại này bí thuật liền có thể. Vì một trận chiến này cuối cùng thắng lợi, tin tưởng Diệp Thần Đế hẳn là sẽ không cực tuyệt cống hiến loại này bí thuật. Ở đây người nghe thấy cái này biện pháp, tức khắc hai mặt. Nhìn nhau, tuy rằng biện pháp này, xác thật có thể đối phó chết phương pháp tắc cùng hắc ám thần thụ, nhưng là một mở miệng liền đem người khác đồ vật mượn tới dùng, này có điểm làm khó người khác. Còn không đợi Diệp Hiên nói chuyện, dâu quai nón long thần cái thứ nhất phản đối, tứ đại cơ sở pháp tắc là nói mượn là có thể mượn. Ân vệ nô giật nhẹ khóe miệng, tiếp theo bổ sung nói, đương nhiên, mượn như vậy quan trọng đồ vật, xác thật không thích hợp. Cho nên, ta kiến nghị thần tử dùng một kiện ngạo thiên thần giới trí bảo thế chấp cấp Diệp thần đế, chờ một trận chiến này sau khi chấm dứt, lại trao đổi trở về như vậy liền sẽ không có vấn đề. Ân Kiệt La nghe thấy cái này biện pháp, chấm com thập phần vừa lòng, nói tiếp nói, biện pháp này có thể. Diệp Hiên, liền như vậy định rồi đi, ta lấy ngạo thiên thần giới một kiện trí bảo làm thế chấp, hướng ngươi mượn, không gian pháp tắc cùng áp chế hắc ám thần thụ bí thuật. Đương nhiên, cái loại này bí thuật xác thật quan trọng, sự thành lúc sau, mặt khác có ngang nhau giá trị đồ vật đưa ngươi. Ở đây người tất cả đều đem ánh mắt đầu hướng Diệp Hiên, muốn xem hắn lựa chọn như thế nào. Diệp Hiên trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, ngữ khí bình thản trả lời, không mượt. Ân Kiệt la hai mắt híp lại lên, hừ lạnh nói, đây là vì chiến cuộc suy xét, đại cục làm trọng đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Diệp Hiên giật nhẹ khóe miệng, cười nói, nếu là đem, không gian pháp tắc, cùng, thần thụ thánh pháp, cho ngươi mượn, ngươi là có thể tiêu diệt hắc ám tinh vực nói, ta khả năng thật sự sẽ suy xét cho ngươi mượn. Bất quá, theo ý ta tới, ngươi liền tính bắt được, không gian pháp tắc cùng, thần thụ thánh pháp cũng giết không xong bất tử yêu hoàng. Ân Kiệt la trong mắt lộ ra phẫn nộ ánh mắt, nổi giận nói, thực lực của ta cũng là ngươi xứng nghi ngờ sao? Không phải nghi ngờ, mà là ta xác định ngươi không được. Diệp Hiên nói, Ân Kiệt la chậm rãi nắm tay, nói, xem ra vì chiến cuộc, ta chỉ có thể làm ngươi nhận rõ chính mình vị trí. Hình thiên giới chủ kiến sự tình muốn nháo cương, vội vàng khuyên giải nói, thần tử, nguy nan hết sức, như vậy bức bách không ổn đi. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu có thể xoay chuyển chiến cuộc, tiêu diệt hắc ám tinh vực, dùng điểm cường ngạnh thủ đoạn, cũng không phải không có không thể. Ân Kiệt La trong mắt dần dần lộ ra sắc bén, chương 1948 mượn không gian pháp tắc mắt thấy ngạo thiên thần giới có cường ngạnh bức bách ý tứ, sâu quai nón long thần nhìn không được, ra tiếng nói, thất giới liên quân mỗi lần cùng tử linh đại quân chiến đấu, nào một lần không phải dựa vào Diệp Hiên đối kháng chết phương pháp tắc cùng hắc ám thần thụ. Nếu là không có hắn, thất giới liên quân căn bản công không tiến hắc ám tinh vực. Lúc này, chín anh thánh nữ chậm rãi đi ra, nói, này xác thật muốn cảm tạ Diệp thần đế, vì thất giới liên quân làm ra cống hiến. Chẳng qua, có thể đối kháng chết phương pháp tắc chính là không gian pháp tắc. Chân áp hắc ám thần thụ chính là thần thụ thánh pháp, này giống như cùng hắn bản nhân không có gì quan hệ đi chỉ cần có này hai dạng đồ vật là được có hay không hắn tựa hồ không quan trọng thánh nữ lời nói không thể nói như thế hình thiên giới chủ nhíu nhíu mày cảm thấy lời này nói được có chút quá mức ân vệ nô lại phản bác nói thánh nữ nghĩ sao nói vậy nói chuyện xác thật không có phỏng trường diệp thần đế cảm thụ bất quá thánh nữ nói cũng không sai a à. chân chính hữu dụng chính là không gian pháp tắc cùng thần thụ thánh pháp chỉ cần có này hai dạng đồ vật mặc dù không có hắn cũng không có gì vấn đề mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lời này nói được quá mức, nhưng chính chủ không phải chính mình, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ân Kiệt La nhìn chằm chằm Diệp Hiên đôi mắt, ngữ khí chính thức nói: Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, vì trận này Thần phạt chi chiến thắng lợi, yêu cầu ngươi cho mượn không gian pháp tác cùng thần thụ thánh pháp, ngươi có đồng ý hay không? Diệp Hiên trầm ngâm, sau một lúc lâu nói: Nếu này hai dạng đồ vật là của ta, cho ngươi mượn là có thể đánh thắng trận này Thần phạt chi chiến, ta khả năng thật sự sẽ mượn. Bất quá, không gian pháp tắc cũng là ta mượn tới, liền tính ta nguyện ý, cũng không có khả năng lại cho mượn lại cho ngươi." Ân Kiệt la ánh mắt lạnh vài phần, dựa đến bảo tỏa lưng ghế thượng, nói, "Nếu không thể mượn, kia chỉ có thể đổi một loại phương thức." Ngạo Thiên thần giới lấy chiến tranh danh nghĩa, trưng dụng này hai dạng đồ vật. Lời này vừa ra, bốn phía dùng mười mấy cổ cường đại uy áp cuồn cuộn mà đến, ép tới người không thở nổi. Diệp Hiên hai mắt hít lại, tay trái chậm rãi ấn ở côn bằng kiếm trên chuôi kiếm, trong mắt lộ ra sắc bén vô song mũi nhọn. Ở đây thất giới liên minh cường giả thấy sự tình muốn nháo cương, vội vàng ra tiếng khuyên giải. Bất quá, Diệp Hiên cùng ân kiệt la đều không có để ý tới người khác, bốn đạo ánh mắt kịch liệt va chạm, vô hình giao phong chấn động ra từng vòng uy áp. Liên ở hai bên sắp phung tay đánh nhau thời điểm, một cái thần niệm hình chiếu chậm rãi bay xuống đến kim lân thánh điện bên trong, tản mát ra thần niệm gợn sóng, đem bốn phía mãnh liệt minh mông uy áp khinh phiêu phiêu đẩy ra. Tất cả mọi người quay đầu chiều cái này thần niệm hình chiếu xem qua đi, phát hiện tới rõ ràng là giao thần thiên nữ. Giao thần thiên nữ như cũ là như vậy phong hoa tuyệt đại, chậm rãi đi vào kim lân thánh điện, tức khắc hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Ngay cả ân kiệt la đều đem ánh mắt từ diệp hiên trên người rời đi, nhìn chăm chú vào giao thần thiên nữ. Ngạo thiên thần giới trọng lâm vạn giới vũ trụ lúc sau, tự nhiên thám thính quá vạn giới vũ trụ trung phát sinh sở hữu đại sự. Bởi vậy, ân kiệt la biết 33 trọng bầu trời có một vị giao thần thiên nữ, nhưng cũng không có chân chính nhìn thấy quá. Giờ khắc này, ở giao thần thiên nữ xuất hiện trong nháy mắt, ân kiệt la là có thể xác định, cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử chính là trong lời đồn giao thần thiên nữ, một cái từ thượng một cái mất đi kỷ nguyên đi vào đương thời tồn tại. Người chính là giao thần thiên nữ, ân kiệt la một bên xem kỹ một bên hỏi. Giao thần thiên nữ không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp hỏi, người muốn mượn, không gian pháp tắc cùng thần thụ thánh pháp, đúng không? Không sai, chỉ cần có này hai dạng đồ vật, giờ tay gian là có thể diệt hắc ám tinh vực. Ân Kiệt la thập phần tự tin nói, hảo, này hai dạng đồ vật ta đều có thể làm chủ, đều cho ngươi mượn. Giao thần thiên nữ phi thường dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Lời này vừa nói ra, ở đây thất giới liên minh cường giả trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình không nghĩ tới tứ đại cơ sở pháp tắc như vậy cấp bậc đồ vật, cũng có thể cho mượn. Thiên nữ chẳng lẽ không lo lắng sao? Ân Kiệt La cũng có chút ngoài ý muốn, dò hỏi. Sao thần thiên nữ biểu tình bình đạm nói, người vẫn là ngẫm lại như thế nào diệt hắc ám tinh vực đi? Nếu là bắt được, không gian pháp tắc cùng thần thụ thánh pháp lại làm không được ngươi nói sự, kia đã có thể không có gì hảo thuyết. Ân Kiệt La chống bảo tỏa tay vịn, chậm rãi đứng lên, ngạo nghễ mà đứng, lớn tiếng nói thiên nữ yên tâm ta nói diệt hắc ám tinh vực liền tất nhiên có thể làm được ta đây chờ giao thần thiên nữ nói xong liền quay đầu nhìn về phía diệp hiên nói đem đồ vật giao cho hắn không gian pháp tắc là diệp hiên từ giao thần thiên nữ nơi đó mượn tới nguyên bản là dùng để tu luyện kiếm vực trường sinh giới kiếm vực trường sinh giới còn không có hoàn thành liền chạy tới tham chiến thần thụ thánh pháp cũng là giao thần thiên nữ truyền thụ cấp tô trích tuyết cho nên giao thần thiên nữ xác thật có thể quyết định chuyện này. Bởi vậy, giao thần thiên nữ đáp ứng muốn mượn cấp Ân Kiệt La, Diệp Hiên cũng không có gì nhưng phản đối, giơ tay thả ra không gian pháp tắc cùng thần thụ thánh pháp thả đi ra ngoài. Ân Kiệt La bắt được không gian pháp tắc cùng thần thụ thánh pháp, trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn biểu tình, ngửa mặt lên trời cười dài nói, có tứ đại cơ sở pháp tắc nơi tay, thế gì? Ăn này còn có ai có thể cùng ta một trận chiến? Hắn cười xong lúc sau cúi đầu nhìn về phía giao thần thiên nữ, nói thiên nữ yên tâm, có này hai vật, nhiều nhất 10 ngày, hắc ám tinh vực tất diệt. Hy vọng ngươi không phải mù quáng tự đại, con giao thần thiên nữ nói xong, trực tiếp xoay người rời đi kim lân thánh điện. Ân Kiệt La bắt được không gian pháp tắc cùng thần thụ thánh pháp, không nghĩ lại trì hoãn thời gian, lập tức hạ lệnh nói, thất giới liên quân nghe ta hiệu lệnh, thất giới liên quân phụ trách hấp dẫn thực ngày ma uyên ta ma thần, ngạo thiên thần giới thoát ly liên quân, tiến công hắc ám tinh vực hội nghị kết thúc tất cả đều lui ra ân kiệt la hạ xong mệnh lệnh lúc sau lập tức làm ngạo thiên thần giới quân đội chuẩn bị hành động còn lại thất giới liên minh cường giả thấy sự tình đã tới rồi loại trình độ này không có khả năng lại thay đổi vội vàng phản hồi từng người quân đội vì kế tiếp hành động làm chuẩn bị hình thiên giới chủ hòa dâu quai nón long thần cũng vội vàng rời đi diệp hiên rời đi kim lân thánh điện lúc sau đuổi theo giao thần thiên nữ hỏi thiên nữ đem không gian pháp tắc cho mượn đi chẳng lẽ không lo lắng lấy không trở lại sao? Ân Kiệt La khả năng không ngừng là, mượn, đơn giản như vậy. Phía trước, Ân Kiệt La thúc đẩy mất đi thánh tôn cùng Diệp Hiên luận võ, mục đích chính là muốn thông qua mất đi thánh tôn được đến không gian pháp tắc. Hiện tại, không gian pháp tắc tới rồi trong tay hắn, hắn còn nguyện ý hay không còn trở về, vậy khó mà nói. Giao thần thiên nữ xoay người, biểu tình bình tĩnh nói ta không cũng giống nhau cho ngươi mượn sao. Diệp Hiên sửng sốt, nói ta cho rằng thiên nữ là bởi vì tin tưởng ta mới cho ta mượn, chẳng lẽ thiên nữ cảm thấy ân kiệt la cũng đồng dạng đáng giá tín nhiệm sao? Sao thần thiên nữ không chút nào để ý nói, có đáng giá hay không tín nhiệm không quan trọng, không gian pháp tắc, cho ngươi mượn lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có khống chế, không gian pháp tắc, huyền bí sao? chương 1949 thiên đế chi giai lúc trước, Diệp Hiên đi mượn không gian pháp tắc, là vì sáng tạo kiếm vực trường sinh giới lúc sau dùng không sai biệt lắm nửa năm thời gian mới nguyên vẹn khống chế không gian pháp tắc sau đó dùng không gian pháp tắc đem hư không thành tiểu thế giới không gian cải tạo đến cùng kiếm đạo nhất phù hợp trạng thái hiện tại giao thần thiên nữ hỏi như vậy rõ ràng có khác thâm ý diệp hiên gật đầu đáp đã nhìn thấu không gian pháp tắc huyền bí có thể hoàn toàn khống chế không gian pháp tắc giao thần thiên nữ lại hỏi nếu hiện tại muốn ngươi đi lấy về không gian pháp tắc ở không động thủ dưới tình huống người lấy đến trở về sao? Chỉ cần Ân Kiệt La không có sử dụng cái gì đặc thù thần thông bí thuật giam cầm không gian pháp tác động động ngón tay là có thể lấy về tới. Diệp Hiên ngữ khí khẳng định đáp: Không gian pháp tác không phải bình thường bảo khí, cũng không phải bắt được trong tay là có thể dùng. Diệp Hiên hoàn toàn khống chế không gian pháp tác, đều dùng nửa năm thời gian mới làm được. Hiện tại Ân Kiệt La vừa mới bắt được không gian pháp tác, xa không có đến có thể khống chế không gian pháp tác trình độ. Bởi vậy diệp hiên thực xác định chính mình có thể lấy về tới kia còn có cái gì vấn đề nếu dám mượn sẽ không sợ hắn không còn giao thần thiên nữ nói diệp hiên minh bạch nàng ý tứ cũng liền không hề miệt mài theo đuổi chuyện này hơn nữa bỗng nhiên cũng nghĩ đến mặt khác một ít mấu chốt nếu giao thần thiên nữ đem không gian pháp tắc mượn cho ân kiệt la khẳng định là có mục đích diệp hiên không biết nàng mục đích là cái gì cũng không nghĩ tìm tòi nghiên cứu đối chính mình tới nói đem không gian pháp tác mượn cấp ân kiệt la kỳ thật cũng là có chỗ lợi ít nhất có thể cho ân kiệt la đi thử thử hắc ám tinh vực thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu tuy rằng vẫn luôn đều biết hắc ám tinh vực chúa tể là bất tử yêu hoàng nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có chân chính nhìn thấy bất tử yêu hoàng ngạo thiên thần giới cù ân thất giới liên minh liên thủ thậm chí đều không có công phá cái kia thật lớn hắc ám năng lượng cầu hiện tại đem không gian pháp tác mượn cấp ân kiệt la có thể cho hắn đi tấn công hắc ám tinh vực tốt nhất có thể đánh vỡ cái kia hắc ám năng lượng cầu nói vậy ít nhất có thể biết bên trong là thứ gì Sao thần thiên nữ mục tiêu là gom đủ tứ đại cơ sở pháp tắc cũng chính là nàng sớm hay muộn đều phải đối phó bất tử yêu hoàng có lẽ nàng cũng là muốn mượn ân kiệt la tay thử một lần hắc ám tinh vực vị này chúa tể sâu cạn nghĩ kỹ điểm này lúc sau diệp hiên không có lại miệt mài theo đuổi việc này ngược lại hỏi thiên nữ có thể ở lâu mấy ngày sao thất giới liên quân hiện tại lâm vào khốn cảnh đến bây giờ còn không có tìm được phá cục biện pháp nếu là thiên nữ có thể hỗ trợ tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi sao thần thiên nữ suy xét trong chốc lát sau đáp ta này thần niệm hình chiếu tuy rằng mạnh mẽ xuyên thấu hắc ám tinh vực nhưng cũng tồn tại không ở bao lâu thời gian nhiều nhất nửa ngày có cái gì muốn hỏi phải nắm chặt thời gian diệp hiên vừa nghe có nửa ngày thời gian tức khắc cao hứng tới làm thỉnh thủ thế nói thiên nữ bên này thỉnh đến long thần giới tàu bay ngồi ngồi hai người tiến vào long thần giới kỳ hạm tàu bay bởi vì diệp hiên thường xuyên đến dâu quai nón long thần tàu bay thượng uống rượu cho nên long vệ nhìn thấy diệp hiên không những không có ngăn trở còn cung kính hành lễ diệp hiên hướng long vệ phân phó nói đi bẩm báo các ngươi long thần còn có cấp hình thiên giới chủ cũng đệ một câu gọi bọn hắn lại đây một chuyến long vệ lĩnh mệnh tiến đến bẩm báo không bao lâu dâu quai nón long thần cùng hình thiên giới chủ liền đuổi trở về người còn không có vào cửa Thanh âm liền tới trước, Diệp lão đệ, ta trong quân đội sự tình còn không có an bài xong, liền chạy tới, rốt cuộc có cái gì việc gấp a? Hai người đi vào khung đỉnh đại sảnh, không cần Diệp Hiên trả lời, bọn họ nhìn đến Giao Thần Thiên Nữ liền biết là chuyện như thế nào, vội vàng chào hỏi nói, gặp qua Thiên Nữ. Bốn người ngồi xuống, người hầu thượng trà. Diệp Hiên nắm chặt thời gian hỏi, Thiên Nữ, chúng ta có một ít về Thiên Đế chi giai sự tình muốn dò hỏi, ta tưởng Thiên Nữ cùng quá hạo Thiên Đế quen biết hẳn là đối thiên đế chi giai không xa lạ. Giao thần thiên nữ rất có hứng thú nhìn Diệp Hiên liếc mắt một cái, hài hước nói, ngươi liền trường sinh giới đều còn không có hoàn thành, liền bắt đầu mơ ước thiên đế chi giai. Này có thể gọi là, đua đòi, sao? Diệp Hiên xấu hổ cười cười, nói ta chỉ là tò mò, cũng không có hy vọng xa vời lập tức bước lên thiên đế chi giai. Hình thiên giới chủ hòa dâu quai nón long thần cũng là dựng lên lỗ tai, không nghĩ lậu quá giao thần thiên nữ nói ra bất luận cái gì một chữ. Suốt cuộc này có thể là vạn giới vũ trụ trung tuyệt vô cận hữu cơ duyên, lập tức mất đi kỷ nguyên bên trong, còn không có ra thiên đế. Này cũng liền ý nghĩa, sở hữu về thiên đế tin tức đều là truyền thuyết, đương thời bên trong không có người biết thiên đế chi giai chân chính đại biểu cho cái gì. Duy độc giao thần thiên nữ là một cái ngoại lệ, nàng là duy nhất một cái gặp qua quá hạo thiên đế người. Bởi vậy, đương thời bên trong, chỉ có giao thần thiên nữ một người biết cái gì là thiên đế chi giai. Giao thần thiên nữ đánh giá ba người liếc mắt một cái, nói có chút nghe đồn là thật sự, xác thật có thiên đế chi giai tồn tại, đó là cao hơn thần đế cảnh giới tồn tại. Bất quá, nói thiên đế chi giai tồn tại, cũng hoàn toàn không chuẩn xác, bởi vì thiên đế chi giai không phải một loại cảnh giới. Ngày đó đế chi giai là cái gì? Ba người đều thập phần tò mò, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giao thần thiên nữ. Giao thần thiên nữ trầm ngâm một lát sau nói, thiên đế chi giai là một loại năng lực, cũng là một loại trách nhiệm. Thiên đế chi giai không có chuẩn xác cảnh giới cấp bậc, không giống thần đế tam đại bí cảnh, không gian bí cảnh, thời gian bí cảnh, trường sinh bí cảnh, mỗi một loại đều có chuẩn xác phân chia, hai cái cảnh giới chi gian. Tranh lệch thật lớn, nhưng mà thiên đế chi giai không có như vậy phân chia, đó là một loại cao hơn thần đế lực lượng, rồi lại hư vô mờ mịt. Quá hạo thiên đế bước lên thiên đế chi giai sao? Diệp Hiên truy vấn nói, đúng vậy, hắn bước lên thiên đế chi giai sao thần thiên nữ khẳng định nói diệp hiên suy nghĩ một chút lại hỏi ân kiệt la đâu ta nghe nói hắn đã siêu việt thần đế cực hạn sao thần thiên nữ trong mắt hiện lên một mặt đạm mạc ánh mắt nói hắn nhiều nhất chính là thấy được thiên đế chi giai đi xa không có bước lên kia bậc thang hình thiên giới chủ có chút kinh ngạc truy vấn nói ân kiệt la chỉ là nhìn đến thiên đế chi giai cũng đã như vậy cường đại rồi sao hắn chính là giơ tay gian là có thể diệt sát mười mấy tôn tử linh thần đế Sao thần thiên nữ ngữ khí bình đạm nói, này không có gì kỳ quái, cảnh giới tranh lệch, mặc dù chỉ kém một đường, cũng là cách biệt một trời. Diệt sát một cái tử linh thần đế, cùng diệt sát mười cái tử linh thần đế, bản chất không có gì khác nhau. Lời tuy nói như vậy, nhưng hình thiên giới chủ hòa dâu quai nón long thần mỗi lần nhớ tới ân kiệt la do tay gian diệt sát mười mấy tôn tử linh thần đế hình ảnh, vẫn là thập phần cảm khái. Diệp Hiên nghiêm túc tự hỏi sau một lúc lâu, lại hỏi, bước lên thiên đế chi dai cần thiết ngồi trên thiên đế bảo tỏa sao? Vấn đề này hỏi ra tới, sao thần thiên nữ trầm mặc xuống dưới? Về điểm này, Diệp Hiên vẫn luôn có phán đoán, từ ngạo thiên thần giới trọng lâm vạn giới vũ trụ bắt đầu, ân kiệt la liền vẫn luôn muốn xác nhập thất giới, thành lập thần quốc, ngồi trên thiên đế bảo tỏa. Hắn đối cái này mục tiêu quá chấp nhất, tổng cảm giác có nguyên nhân khác. Trường 1950 mấu chốt ba thiên bước lên thiên đế chi dai, hay không cần thiết ngồi trên thiên đế bảo tỏa. Diệp Hiên ba người nghe thấy cái này trả lời, tức khắc minh bạch vì cái gì ngạo thiên thần giới, vì cái gì kiên trì xác nhập thất giới, thành lập thần quốc. Từ quá hạo thiên đế trải qua tới xem, thiên đế chi giai là thuộc về thiên đế lực lượng, chỉ có ngồi trên thiên đế bảo tọa mới có thể đạt được này phân lực lượng. Bất quá, một cái mất đi kỷ nguyên chỉ ra một vị thiên đế, trong đó có bao nhiêu huyền bí, mặc dù là giao thần thiên nữ, cũng chưa chắc hoàn toàn hiểu biết. So với thiên đế chi giai, hình thiên giới chủ càng lo lắng trước mắt thất giới liên quân gặp phải khốn cảnh, ra tiếng dò hỏi, thiên nữ, hiện tại thất giới liên quân đã chịu thực ngày ma uyên tam ma thần ảnh hưởng, trật tự đại loạn, không biết thiên nữ hay không có khắc chế biện pháp. Ta ở quá hạo kỳ nguyên, cũng không nghe nói qua thực ngày ma uyên tam ma thần, cho nên không xác định hay không có biện pháp khắc chế. Bất quá, các ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Sao thần thiên nữ trả lời, nàng sinh ra thời đại là ở quá hạo kỳ nguyên, mà thực ngày Ma Uyên còn lại là này một thế hệ mất đi kỷ nguyên đồ vật, cho nên nàng tự nhiên không có nghe nói qua. Hình thiên giới chủ kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, này thực ngày Ma Uyên tam ma thần, giận sát, ngọa sát cùng tham sát, không chỉ có bản thân chiến lực cường hãn, hơn nữa có thể ảnh hưởng người ý chí, có thể gợi lên nhân tâm chung phẫn nộ, lười biếng cùng tham lam. Mặc dù là ta, có đôi khi đều cảm giác được dễ giận. Sao thần thiên nữ nghe xong lúc sau, nói, nghe người nói như vậy, đảo như là trưởng quản sinh linh ý chí ma thần. Quá hạo kỳ nguyên sắc thật tồn tại như vậy ma thần, chẳng qua là tên không giống nhau. Hình thiên giới chủ ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn nói, ngày đó nữ nhưng có khắc chế phương pháp. Giao thần thiên nữ suy xét một chút, giải thích nói, sở hữu cùng sinh linh có quan hệ lực lượng, đều nguyên tự sinh mệnh pháp tắc. Ở tứ đại cơ sở pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc trưởng quản sinh linh hết thảy. Phẫn nộ, lười biếng, tham lam, toàn bộ đều là sinh linh cảm xúc cho nên thực ngày ma uyên tam lực lượng của ma thần cũng tất cả đều nguyên tự sinh mệnh pháp tắc chính là chúng ta cũng không có sinh mệnh pháp tắc phải làm sao bây giờ hình thiên giới chủ họ ghi lại sao thần thiên nữ quay đầu nhìn về phía diệp hiên nói trên người hắn có khắc chế đồ vật ta diệp hiên có chút nghi hoặc đúng vậy ở trên người của ngươi chuẩn xác mà nói cũng không gọi khắc chế chỉ là có thể giảm bớt tam ma thần lực lượng ảnh hưởng sao thần thiên nữ đáp diệp hiên nhíu nhíu mày nói ta nhưng thật ra có thể luyện chế đan dược trợ giúp những cái đó thủ tam ma thần lực lượng ảnh hưởng người chẳng qua muốn đối kháng loại này pháp tắc tầng cấp lực lượng sở cần đan dược chân quý vô cùng dùng để trợ giúp một hai người còn có thể thượng trăm vạn người nói kia căn bản không có khả năng sao thần thiên nữ lắc đầu nói ta nói chính là thần thụ thần thụ có thể khắc chế tam lực lượng của ma thần kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là làm thất giới liên quân triệt đến một mảnh thần thụ lâm bên trong như vậy tam lực lượng của ma thần sẽ bị yếu bớt đến phi thường rất nhỏ nếu thật sự đến không được thần thụ lâm kia dùng thần thụ lá cây cũng có nhất định hiệu quả sâu quai nón long thần run rẩy sư tông ha ha cười nói diệp lão đệ nguyên lai thần thụ lá cây còn có loại này hiệu quả ta nói ta gần nhất tính tình càng lúc càng lớn ngược lại là ngươi một bộ bình tĩnh bộ dáng ta còn tưởng rằng ngươi tâm cảnh củng cố nguyên lai là thần thụ lá cây tác dụng, ha ha. Hảo, ở hắc ám tinh vực bên trong duy trì thần niệm hình chiếu cũng không dễ dàng, ta cần phải trở về. Giao thần thiên nữ nói xong, liền thu hồi thần niệm hình chiếu, thân hình chậm rãi tiêu tán không thấy. Biết được thần thụ đối thực ngày ma uyên tam lực lượng của ma thần có khắc chế tác dụng sau, Diệp Hiên lập tức đem lần này mang đến thần thụ lá cây toàn thu lấy ra tới, phân phát cho thất giới liên quân. Ở thần thụ lá cây dưới tác dụng, thất giới liên quân hỗn loạn trạng huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều tuy rằng còn có người đã chịu tam lực lượng của ma thần ảnh hưởng xuất hiện vấn đề bất quá cục diện đã khống chế được ngạo thiên thần giới quân đội thoát ly liên quân lúc sau thất giới liên quân từ hình thiên giới chỉ huy hình thiên giới chủ hạ lệnh quân đội tốc độ cao nhất hướng hắc ám tinh vực ngoại lui lại thất giới liên quân hỗn loạn trạng huống chuyển biến tốt đẹp lúc sau hành quân tốc độ nhanh hơn rất nhiều dựa theo cái này tốc độ còn có bốn ngày thời gian là có thể rời đi hắc ám tinh vực. Ba ngày lúc sau, thất giới liên quân khoảng cách hắc ám tinh vực biên giới đã phi thường gần. Mắt thấy liền phải thoát ly hắc ám tinh vực, tiến vào khu vực an toàn. Đúng lúc này, chín anh thánh nữ cùng ân vệ nô, mang theo một chi ngạo thiên thần giới quân đội, cùng với mất đi thần điện trưởng lão, đi vào hình thiên giới kỳ hạm tàu bay thượng, mệnh lệnh hình thiên giới chủ thả chậm tốc độ. Cái gì, thả chậm tốc độ, chúng ta thật vất vả chia tới rồi hắc ám tinh vực biên giới, các ngươi lại muốn ta thả chậm tốc độ, các ngươi nghĩ như thế nào? Hình thiên giới chủ thập phần khó hiểu, đồng thời cũng có chút phẫn nộ. Chín anh thánh nữ ngẩng đầu trắng nón cổ, cao ngạo nói, đây là ngạo thiên thần giới mệnh lệnh, ta cùng với ân tướng quân phụng thần tử mệnh lệnh, lưu lại giám sát các ngươi. Các ngươi nhiệm vụ là hấp dẫn thực ngày ma uyên tam ma thần, vì thần tử sáng tạo cũng đủ thời gian đánh bại hắc ám tinh vực chúa tể mà không phải hoảng sợ chạy ra hắc ám tinh vực. Hình thiên giới chủ nhíu mày nói, ta dưới trướng trong quân đội, hôm nay buổi sáng còn có binh lính bị tam lực lượng của ma thần ảnh hưởng, thuyết minh tam ma thần vẫn luôn truy ở quân đội mặt sau. Chín anh thánh nữ giơ tay ngắt lời nói, tuy rằng còn có người bị tam lực lượng của ma thần ảnh hưởng, nhưng loại này ảnh hưởng tại hạ hàng, thuyết minh tam ma thần khoảng cách càng ngày càng xa. Người cần thiết làm thất giới liên quân thả chậm tốc độ, dẫn tam ma thần đuổi theo. Muốn phóng nhiều chậm, hình thiên giới chủ nhíu mày hỏi ân vệ nô quay đầu lại nhìn thoáng qua hắc ám tinh vực trung tâm khu vực phương hướng nói dựa theo thời gian tính thần tử hẳn là đã bắt đầu tấn công hắc ám tinh vực chỉ cần lại có ba ngày thời gian liền có thể cho nên đem tốc độ của ngươi thả chậm xuống dưới lại kéo dài ba ngày thời gian ba ngày hiện tại chỉ cần một ngày thời gian là có thể đủ rời đi hắc ám tinh vực ngươi muốn ta kéo dài ba ngày đó chính là thả chậm gấp ba tốc độ như vậy chậm tử linh đại quân đều đuổi theo hình thiên giới chủ oán giận phản bác nói đây là mệnh lệnh ân vệ nô nghiêm khắc khiển trách nói đúng lúc này một thanh âm từ đại sảnh ngoài cửa truyền đến ai mệnh lệnh mọi người quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy diệp hiên cất bước đi vào đại sảnh cùng tiến vào còn có dâu quai nón long thần ân vệ nô quay đầu lại nhìn lại nhìn thấy là diệp hiên hai mắt híp lại lên nói đây là thần tử mệnh lệnh hắn mệnh lệnh thất giới liên quân muốn kéo dài 3 ngày thời gian, chúng ta nhất định phải kéo dài 3 ngày thời gian. Diệp Hiên lại lần nữa hỏi, đương nhiên, thần tử hủy diệt hắc ám tinh vực yêu cầu 10 ngày thời gian, hiện tại đã qua đi 3 ngày, thực ngày Ma Uyên phản hồi hắc ám tinh vực trung tâm khu vực cũng yêu cầu ba bốn thiên thời gian, cho nên các ngươi còn cần lại kéo dài 3 ngày thời gian. Vì thần tử tranh thủ đến diệt hắc ám tinh vực thời gian, ân vệ nô kỹ càng tỉ mỉ giải thích tính ra thời gian này phương pháp, tạm hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông ở kế bên, để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới, rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 1951 Trung tâm khu vực tình hình chiến đấu ân vệ nô ngạo nghệ đáp, đương nhiên, thần tử đã xuất lĩnh phục long kỵ binh đánh vào hắc ám tinh vực trung tâm khu vực. Hơn nữa lúc này đây không có các người này đàn trói buộc, hủy diệt hắc ám tinh vực sắp tới các ngươi chỉ cần vì thần tử nhiều tranh thủ ba ngày thời gian, như vậy đủ rồi. Nói không chừng không cần phải ba ngày đâu. Diệp Hiên cười hỏi, lấy thần tử thực lực, xác thật có năng lực làm được điểm này. Bất quá 10 ngày thời gian là ngay từ đầu kế hoạch, hiện tại có ba ngày chỗ hổng, các ngươi nhất định phải nhiều kiềm chế tam ma thần ba ngày thời gian. Đương nhiên, ta sẽ tùy thời cùng thần tử câu thông, chỉ cần hắc ám tinh vực một diệt, ta lập tức cho các ngươi tốc độ cao nhất rút lui. Ân vệ nô nói, Diệp Hiên mỉm cười nói, một khi đã như vậy, người hiện tại liền liên hệ nhìn xem, nói không chừng Ân Kiệt La đã đánh xong, như vậy thất giới liên quân cũng liền không có tất yếu tiếp tục kiềm chế. Ân Vệ Nô từ chối nói, chuyện này không có khả năng, đêm qua ta mới cùng thần giới quân đội câu thông quá, đêm qua mới đấu võ, đến bây giờ còn không đến nửa ngày thời gian. Mặc dù thần tử thực lực cái áp thiên địa, nhưng cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền đánh bại Hắc Ám tinh vực chúa tể. Diệp Hiên cười cười, phe phẩy ngón tay nói như vậy đoạn thời gian nội đánh bại hắc ám tinh vực chúa tể xác thật không có khả năng bất quá nếu là toàn quân tan tác đó chính là trong nháy mắt sự tình nửa ngày thời gian đủ rồi ngươi có ý tứ gì ân vệ nô tức khắc lộ ra vẻ mặt phẫn nộ quát hỏi nói diệp hiên buông tay trả lời ý tứ không đủ rõ ràng sao ta chính là muốn biết ân kiệt la bên kia tình hình chiến đấu như thế nào nếu đã đánh xong kia thất giới liên quân liền không cần tiếp tục kiềm chế tam ma thần Ân vệ nô tức giận hừ nói, ta đã nói rồi, thần tử mặc dù có được ngạo thế thực lực, cũng không có khả năng nửa ngày thời gian liền hủy diệt hắc ám tinh vực. Ta cũng nói qua, thủ thắng không nhanh như vậy, nhưng tan tác nói nửa ngày thời gian vậy là đủ rồi. Diệp Hiên buông tay nói, ân vệ nô hừ lạnh nói, không có các người này đó cho buộc, thần tử sao có thể sẽ bại. Thắng bại là binh ra chuyện thường, ai đều có khả năng bại. Người cảm thấy không có khả năng sự tình, vạn nhất đã xảy ra đâu. Nếu là ân kiệt la thật sự bại, thất giới liên quân còn ngây ngốc thả chậm tốc độ kiềm chế tam ma thần, người cảm thấy thích hợp sao? Diệp Hiên hỏi ngược lại, chín anh thánh nữ ra tiếng khiển trách N. Ôi, Diệp Hiên, ngươi cho rằng thần tử là ngươi. Kẻ hèn một cái hắc ám tinh vực, không có khả năng chống đỡ được thần tử tiến công. Ở đây thất giới liên minh cường giả cũng muốn biết ân kiệt la bên kia tình hình chiến đấu, cũng cùng căn cứ tình hình chiến đấu quyết định bước tiếp theo hành động hình thiên giới chủ ra tiếng nói ân tướng quân ta cho rằng diệp thần đế nói không sai muốn chúng ta kiềm chế tam ma thần có thể nhưng ít ra muốn cho chúng ta biết thần tử bên kia tình hình chiến đấu nếu là chiến đấu còn tại tiếp tục chúng ta tự nhiên hẳn là kiềm chế tam ma thần vạn nhất chiến đấu đã kết thúc vô luận thắng thua cũng chưa tất yếu tiếp tục kiềm chế đi đúng vậy các ngươi ngạo thiên thần giới quân đội thoát ly liên quân lúc sau liền liên hệ không thượng ít nhất đến làm chúng ta biết tình hình chiến đấu mới có thể yêu cầu chúng ta phối hợp các ngươi hành động đi còn lại thất giới liên minh cường giả cũng phụ họa nói yêu cầu này kỳ thật thực hợp lý ân vệ nô thấy ở đây thất giới liên minh cường giả đều kiên trì điểm này trầm giọng đáp ứng nói hảo ta khiến cho các ngươi tận mắt nhìn thấy đến ngạo thiên thần giới quân đội là như thế nào hủy diệt hắc ám tinh vực người tới đem khuy thiên kính nâng đi lên vừa dứt lời liền có hai gã ngạo thiên thần giới hộ vệ nâng một mặt thật lớn trên gương tới này mặt gương giống như là một mặt ảnh bích này thượng điêu long hỏa phượng khí thế phi phàm khuy thiên kính nâng đi lên sau đặt ở đại sảnh ở giữa ân vệ nô giơ tay ngưng tụ một cổ chân nguyên đánh vào khuy thiên kính bên trong khuy thiên kính thượng kích động ra từng vòng gợn sóng dần dần bày biện ra một bức hình ảnh một bức chiến đấu hình ảnh ngay từ đầu thời điểm hình ảnh còn có chút mơ hồ đang ở một chút biến rõ ràng tuy rằng còn không có hoàn toàn rõ ràng nhưng xem hình ảnh bối cảnh liền có thể nhìn ra được tới đó là một mảnh vô tận hắc ám thực hiện tại chiến đấu phát sinh ở hắc ám tinh vực bên trong ngay sau đó hình ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng có thể nhìn đến mặt trên là ngạo thiên thần giới quân đội đang ở đánh sâu vào cái kia hắc ám năng lượng cầu một người cường giả đứng ngạo nghễ vòm trời lấy thời không chi miêu dẫn hạ ngạo thiên thần giới thế giới lực lượng oanh kích hắc ám năng lượng cầu chiến đấu đánh đến kịch liệt vô cùng tiếng gầm rú, chấn tiếng vang chấn động mở ra, mặc dù cách xa nhau xa xôi khoảng cách, quan nhìn đến hình ảnh, phảng phất bên tai đều có thể nghe được kia kinh thiên động địa tiếng vang. Hắc ám năng lượng cầu trung bay ra tới chết phương pháp tắc, cũng bị không gian pháp tắc giam cầm, vô pháp đối phục long kỵ binh tạo thành uy hát iota. Ngạo thiên thần giới chung, mấy vạn tư tế, đồng thời mượn dùng thần thụ lá cây, thi triển thần thụ thánh pháp, chân áp hắc ám thần thụ tuy rằng ngạo thiên thần giới sử dụng không gian pháp tác cùng thần thụ thánh pháp hiệu quả đều không có diệp hiên hảo nhưng tập hợp mấy vạn người lực lượng vẫn là đạt tới đối kháng chết phương pháp tác cùng hắc ám thần thụ hiệu quả oanh lại một cái ngạo thiên thần giới thế giới lực lượng oanh kích ở hắc ám năng lượng cầu thượng kích động ra từng vòng pháp tác gợn sóng hắc ám năng lượng cầu đã bị oanh đến gập gành tiếp tục như vậy đánh tiếp nếu không bao lâu hắc ám năng lượng cầu liền sẽ bị đánh bạo chín anh thánh nữ cùng ân vệ nô thấy như vậy một màn, tức khắc tự tin mười phần, u can su ân vệ nô ngạo mạn nói, ta nói rồi, không có các người này đó trói buộc, thần tử thực lực mới nguyên vẹn phát huy ra tới. Không có các ngươi liên lụy, ngạo thiên thần giới hủy diệt hắc ám tinh vực, chỉ là vấn đề thời gian. chín anh thánh nữ cũng ngẩng cổ, quét diệp hiên liếc mắt một cái, cao ngạo cười lạnh nói, thấy được sao? Phía trước chân áp, chết phương pháp tắc, cùng, hắc ám thần thụ, người cho rằng thật là người công lao không có ngươi đồng dạng có thể thấy rõ ràng chính mình vị trí đi ngươi ở thần tử trước mặt cái gì đều không phải ở đây thất giới liên minh cường giả cũng sôi nổi chỉ vào khuy thiên kính thượng hình ảnh nghị luận lên nhìn dáng vẻ ngạo thiên thần giới là chiếm cứ thượng phong xem này tình hình chiến đấu xác thật có cơ hội a à. cái này hắc ám năng lượng cầu giống như căng không được bao lâu lại có thiên thời gian hẳn là là có thể thành công đúng vậy tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng không thể không nói ngạo thiên thần giới vẫn là cường đây là đương nhiên ngạo thiên thần giới ở trăm vạn năm trước thực lực liền sánh vai còn lại lục giới tổng hòa hiện tại có thể đánh bại hắc ám tinh vực cũng không có gì kỳ quái ân vệ nô nhìn quét một vòng ở đây thất giới liên minh cường giả trong mắt tràn đầy nhiệt thị hư lạnh nói hiện tại có thể chấp hành thần tử mệnh lệnh đi hình thiên giới chủ hòa còn lại thất giới liên minh sứ giả nhìn nhau thương lượng nói nếu là cái dạng này lời nói Mạo hiểm kéo dài Tam Ma Thần cũng là đáng giá. Chỉ cần kéo thượng 3 ngày thời gian, liền có thể hủy diệt Hắc Ám tinh vực, đến lúc đó hết thảy nguy cơ đều giải quyết dễ dàng. Nếu biết, còn không lập tức đi chấp hành, ân vệ nô no quát, mọi người ở đây chuẩn bị trở về chấp hành kiềm chế nhiệm vụ thời điểm, Diệp Hiên đột nhiên giơ tay ngắt lời nói, chờ một chút. Chương 1952 chiến cuộc đột nhiên thay đổi này thanh chờ một chút tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Di động đoan HTTPS ân vệ nô no hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hừ lạnh nói ngươi còn muốn nói cái gì. Mắt thấy thần tử liền phải tiêu diệt hắc ám tinh vực, người dám có mặt khác tâm tư. Người hiện tại phải làm, chính là thành thành thật thật chấp hành kiềm chế nhiệm vụ, còn dám phản đối, chờ thần tử trở về, nhất định lấy quân pháp xử trí ngươi. Diệp Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuy thiên kính thượng chiến đấu hình ảnh, nói lại chờ một chút. Diệp thần đế, còn phải đợi cái gì? ngạo thiên thần giới xác thật chiếm cứ thượng phong chúng ta muốn chạy nhanh nghĩ cách kiềm chế tam ma thần kiềm chế tam ma thần cũng phi thường nguy hiểm không làm chuẩn bị là không được minh thánh giới sứ giả dò hỏi chín anh thánh nữ châm chọc mỉa mai nói nhìn đến thần tử sắp thành công hắn trong lòng ghen ghét thôi Suốt cuộc thần tử mượn đi rồi hắn không gian pháp tắc trong lòng không cân bằng bái ân vệ nô trong mắt cũng hiện lên một mặt cười lạnh bất quá ngoài miệng vẫn là dùng bình thản ngữ khi nói người yên tâm cái này công lao sẽ ghi tạc ngươi trên đầu. Chờ một trận chiến này sau khi chấm dứt, tự nhiên sẽ cho ngươi nên được chiến công. Ta không cần điểm này chiến công." Diệp Hiên đáp lại nói, "Ta quản ngươi muốn hay không, lập tức đi chấp hành mệnh lệnh, nếu không chiến công không có, quân pháp chờ ngươi." Ân Vệ Nô Hừ lạnh nói, "Lại chờ một chút." Diệp Hiên như cũng nhìn chằm chằm khuy thiên kính thượng chiến đấu hình ảnh xem. Sau quay nón Long Thần cũng có chút nghi hoặc, tiến đến bên cạnh hỏi Diệp lão đệ: người muốn chờ cái gì? Diệp Hiên ngữ khí nghiêm túc trả lời chờ hắc ám năng lượng cầu bị đánh vỡ. Có cái gì hảo chờ? Người xem này chiến đấu thế cục, chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Hắc ám năng lượng cầu bức bách, ân vệ nô quát, chín anh thánh nữ phụ họa nói chính là A, à, kéo dài thời gian có ích lợi gì, đầu óc có vấn đề. Diệp Hiên giật nhẹ khóe miệng, trên mặt bảo trì nhàn nhạt biểu tình, nói xem tình hình chiến đấu, hắc ám năng lượng cầu nếu không bao lâu liền sẽ bị đánh vỡ, hà tất sốt ruột điểm này thời gian lại chờ một chút nhìn xem hắc ám năng lượng cầu bị đánh vỡ lúc sau tình huống lại nói kỳ thật ở đây thất giới liên minh cường giả cũng muốn biết hắc ám năng lượng cầu bị đánh vỡ lúc sau sẽ phát sinh cái gì từ lần đầu tiên đối hắc ám tinh vực thần phạt chi chiến bắt đầu trước sau đã tiến hành rồi ba lần thần phạt chi chiến nhưng mà đến bây giờ mới thôi còn không có nhìn đến hắc ám tinh vực chúa tể là cái dạng gì tồn tại cho nên ở đây thất giới liên minh cường giả cũng rất muốn biết hắc ám năng lượng cầu bên trong có cái gì, hắc ám tinh vực chúa tể có phải hay không ở bên trong. Vì thế, ở đây thất giới liên minh cường giả sôi nổ. Y phụ họa nói đúng vậy, xem tình hình chiến đấu, nhiều nhất nhất thời nửa khắc, hắc ám năng lượng cầu liền sẽ bị đánh vỡ, chờ nhìn đến hắc ám năng lượng cầu bị đánh vỡ lúc sau, chúng ta liền lập tức chấp hành kiềm chế mệnh lệnh. Ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy, ân tướng quân, vẫn là lại chờ một chút đi. Ân vệ nô thấy nhiều người như vậy đều muốn nhìn đến hắc ám năng lượng cầu bị đánh vỡ, cũng không hảo quá mức cường ngạnh, dù sao cũng muốn không được nhiều thời gian dài, vì thế đáp ứng nói hảo, vậy lại chờ một lát, chờ đến hắc ám năng lượng cầu bị đánh vỡ, ta xem các ngươi còn như thế nào có lệ. Vì thế, ở đây mọi người tất cả đều vây tới rồi khuy thiên kính phía trước, nhìn chằm chằm mặt trên chiến đấu hình ảnh xem. Nhìn hắc ám năng lượng cầu ở cường đại uy năng oanh kích hạ, một chút hỏng mất, tan giã, mắt thấy liền phải bị đánh bạo. Mọi người khẩn trương chờ, bởi vì một trận chiến này đem quyết định thất giới liên minh vận mệnh. Chiến đấu càng kịch liệt, mọi người cũng liền càng khẩn trương. Đợi không sai biệt lắm 30 phút, Hắc Ám năng lượng cầu cũng tới rồi bạo liệt bên cạnh. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn từ Hắc Ám năng lượng cầu trung truyền ra tới, lại không phải bạo liệt chấn vang, mà là gầm lên giận dữ. Một tiếng kinh thiên động địa giống giận, tiếng hô từ Hắc Ám năng lượng cầu trung chấn động mở ra, đục lỗ sở hữu không gian cùng bích trướng. Xuyên thấu hư không vạn giới, chấn triệt thần hồn. Tiếng hô một chỗ, vô số phục long kỵ binh loạn trảo từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Ngay sau đó, một cái thật lớn màu đen trường điều hình đồ vật từ hắc ám năng lượng cầu chung quét ngang ra tới, phanh một tiếng đem mấy trăm vạn ngạo thiên thần giới quân đội chụp thành bột mịn. Kia màu đen trường điều hình đồ vật tốc độ cực nhanh ném động chung, chụp tán ngạo thiên thần giới quân đội lúc sau, lại chiều ân kiệt la quét ngang qua đi. Ngay sau đó, tuôn ra phanh một tiếng vang lớn một cổ khủng bố sóng xung kích chấn động mở ra, thổi quét tứ phương thiên địa. Ngạo thiên thần giới quân đội bên kia có một khác mặt khuy thiên kính truyền lại hình ảnh, kia mặt khuy thiên kính nháy mắt bị sóng xung kích nổ nát. Mọi người trước mắt này mặt khuy thiên kính thượng chiến đấu hình ảnh nháy mắt biến mất. Hiện tại tức khắc trở nên yên tĩnh vô cùng, trầm rơi có thể nghe. Vừa rồi kia một màn hình ảnh quá mức đáng sợ, một cái thật lớn màu đen trường điều hình đồ vật từ hắc ám năng lượng cầu chung quét ngang ra tới một kích liền đem mấy trăm vạn ngạo thiên thần giới quân đội chụp thành bột mịn. Ở hình ảnh biến mất khoảnh khắc, ân kiệt la cũng bị kia màu đen trường điều hình sự vật quét chung, chấn động ra một vòng kinh thiên động địa sóng xung kích. Bởi vì hình ảnh trong tích tắc đó biến mất, cho nên ở đây thất giới liên minh cường giả cũng không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, cũng không biết cuối cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Bất quá, từ vừa rồi ngạo thiên thần giới mấy trăm vạn quân đội bị một kích chụp thành bột mịn hình ảnh tới xem, tình huống không thật là khéo này tình huống giống như không rất hợp a à. mọi người cho nhau nhìn nhau đều thấy được từng người trong mắt kinh ngạc cùng hoảng loạn chiến đấu hình ảnh biến mất trước xem kia tình huống tựa hồ tình hình chiến đấu không quá diệu a à. minh thánh giới sứ giả quay đầu nhìn về phía ân vệ nô nhíu mày hỏi xem tình huống này thần tử thật sự có thể diệt hắc ám tinh vực sao ân vệ nô cho mày không có trả lời vấn đề này chín anh thánh nữ dẫn đầu khiển trách nói người dám hoài nghi thần tử thực lực Minh Thánh giới sứ giả vội vàng cúi đầu giải thích nói ta không dám, con chẳng qua từ vừa rồi chiến đấu hình ảnh tới xem, tình huống xác thật không thật là khéo. Vạn nhất nếu là thần tử đánh không thắng, chúng ta còn cần thiết kiềm chế tam ma thần sao? Chín anh thánh nữ nổi giận nói các ngươi cũng xứng nghi ngờ thần tử thực lực. Chúng ta không phải nghi ngờ thần tử thực lực, chính là vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, hắc ám năng lượng cầu có một cái màu đen đồ vật quét ra tới. Một kích chụp tán phục long kỵ binh, lại một kích quét chung thần tử. Chiến đấu hình ảnh liền ở trong nháy mắt kia biến mất, mặt sau rốt cuộc tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết ha. À. Một người thất giới liên minh sứ giả khó xử nói, các ngươi thấy rõ ràng kia màu đen trường điều hình đồ vật là cái gì sao? Minh Thánh giới sứ giả nhìn xem bốn phía người, ra tiếng dò hỏi. Bởi vì sở hữu hình ảnh đều là thông qua khuy thiên kính truyền tới, mà cái kia màu đen trường điều hình sự vật ném động tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm là cái gì thực lực đạt tới thần đạo cảnh lúc sau mắt thường có thể thấy đồ vật là ở quá hữu hạn thần đạo cảnh phía trên cường giả càng có rất nhiều dựa vào thần niệm tới quan sát bởi vậy thông qua khuy thiên kính truyền tới chiến đấu hình ảnh chợt lóe lướt qua căn bản không kịp thấy không rõ sự vật bản chất hình ảnh cũng đã hiện lên đi một người thất giới liên minh cường giả suy đoán nói cái kia hẳn là hắc ám năng lượng ngưng tụ hình thành đồ vật đi một người khác phụ họa nói xác thật có loại này khả năng dù sao cũng là từ hắc ám năng lượng cầu quét ngang ra tới. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, đến không ra một cái thống nhất kết luận thời điểm. Diệp Hiên chậm rãi mở miệng, nói ra một cái làm mọi người kinh lăng đáp án không phải hắc ám năng lượng, đó là lòng đuôi, chương 1953 hắc ám tinh vực chúa tể là ai. Lòng đuôi, mọi người nghe thấy cái này đáp án, đều hơi có chút kinh ngạc. Vừa rồi cái kia trường điều hình hắc ảnh quét ngang ra tới thời điểm, tốc độ quá nhanh, ở vô pháp dùng thần niệm quan sát dưới tình huống, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng đen chợt lóe mà qua, căn bản nhận không ra đó là thứ gì. Diệp Hiên sở dĩ có thể nhận ra tới, là bởi vì đối này màu đen long đuôi có quen thuộc cảm, bởi vì này long đuôi rất giống là vạn giới ma long. Thật là long đuôi, chính là kia cũng quá lớn, nếu đó là một con rồng đuôi, kia này long chẳng phải là giống như một cái thượng vị thế giới như vậy đại. Minh thánh giới sứ giả nghi hoặc hỏi: từ hắc ám năng lượng cầu từ quét ngang ra tới trường điều hình hắc ảnh, xác thật phi thường thật lớn. Dựa theo nhìn ra, nếu cái này trường điều hình hắc ảnh là long đuôi, vậy ý nghĩa này long chiếm cứ lên, có thể chiếm mãn một cái thượng vị thế giới. Hơi tưởng tượng, liền có thể nghĩ vậy long có bao nhiêu đại. Long thần giới chung có như vậy nhiều long tộc sinh sôi nảy nở, cũng chưa có thể đem long thần giới chiếm mãn. Nhưng mà, này giấu ở hắc ám năng lượng cầu chung hắc long chiếm cứ lên, là có thể chiếm mãn một cái long thần giới toàn bộ không gian đổi mà nói chi nếu đây là một cái hắc long như vậy này hắc long đem so dâu quai nón long thần đại vô số lần không có khả năng đi trên đời có lớn như vậy long một người thất giới liên minh cường giả nghi hoặc nhìn về phía dâu quai nón long thần dâu quai nón long thần cũng có chút nghi hoặc lắc đầu nói long thần giới chưa từng có lớn như vậy long ta cũng không biết nhưng xem vừa rồi kia đạo bóng đen ném động quỹ đạo xác thật có điểm giống long đuôi long tộc thần long bái vĩ không sai biệt lắm chính là loại này hình thái chính là hắc ám tinh vực chúa tể không phải bất tử yêu hoàng sao hắc ám năng lượng cầu hẳn là bất tử yêu hoàng mới đúng vậy như thế nào sẽ là một con rồng bởi vì cái này cách nói lại khiến cho càng nhiều nghi vấn hình thiên giới chủ suy tư một lát sau hỏi diệp thần đế người xác định đó là một con rồng đuôi diệp hiên gật đầu nói ta xác định hơn nữa ta còn biết đó chính là Vạn Giới Ma Long. Kỳ thật, Diệp Hiên trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Vạn Giới Ma Long phía trước đã bị cửu tiêu đế hồn quyết luyện hóa rất, như thế nào lại sẽ đột nhiên xuất hiện? Cẩn thận tự hỏi lúc sau, Diệp Hiên nghĩ tới một loại khả năng. Nếu kia màu đen long đuôi thật là Vạn Giới Ma Long, vậy ý nghĩa Vạn Giới Ma Long không có thật sự bị luyện hóa. Bị luyện hóa kia bộ phận, chỉ là Vạn Giới Ma Long bộ phận thần hồn. Cái này suy đoán thực hợp lý. Bởi vì vạn giới Ma Long thần hồn là sáng tạo ma. Long nguyên thai mấu chốt, ở quá khứ 10 vạn năm đã từng buông xuống quá rất nhiều cái Ma Long nguyên thai. Nói cách khác, này đó buông xuống Cửu Châu giới vạn giới Ma Long, kỳ thật đều là một sợi phân hồn. Từ đầu đến cuối, vạn giới Ma Long đều là lấy phân hồn buông xuống Cửu Châu giới, cũng không có thân thể xuất hiện. Hiện tại, Hắc Ám tinh vực trung tâm khu vực xuất hiện vạn giới Ma Long long đuôi, nói cách khác vạn giới ma long chân thân kỳ thật vẫn luôn ở kia viên hắc ám năng lượng cầu. Nếu là cái dạng này lời nói, sự tình liền nói đến thông. Chỉ là, suy đoán ra cái này kết luận lúc sau, lại xuất hiện một cái tân nghi vấn. Nếu hắc ám năng lượng cầu chúa tể là vạn giới ma long, kia bất tử yêu hoàng đi đâu vậy? Cho tới nay, biết nói hắc ám tinh vực chúa tể là bất tử yêu hoàng. Chủ cũng minh xác nói qua điểm này, hắn cùng bất tử yêu hoàng đấu lâu như vậy, không có khả năng nhận sai hắc ám tinh vực chúa tể hẳn là bất tử yêu hoàng không có sai chẳng lẽ bất tử yêu hoàng chân thân là một con rồng tuy rằng cái này khả năng tính không thể hoàn toàn bài trừ nhưng diệp hiên cảm thấy khả năng tính cực thấp đương nhiên cũng có một loại khác khả năng hắc ám năng lượng cầu đích xác thật là vạn giới ma long mà bất tử yêu hoàng đến bây giờ còn không có trồi lên mặt nước nếu là cái dạng này lời nói kia sự tình liền càng đáng sợ tuy rằng diệp hiên tự hỏi rất nhiều đồ vật nhưng kỳ thật này chỉ là trong nháy mắt ý niệm, không có quá khứ bao lâu thời gian. Xác định kia thật lớn trường điều hình hắc ảnh là long đuôi lúc sau, Diệp Hiên càng thêm xác định Ân Kiệt La không có khả năng thắng. Vạn giới ma long chỉ là nhẹ nhàng ném giật mình long đuôi, ngạo thiên thần giới quân đội đã bị đánh đạt được băng phân ly. Một trận chiến này sao có thể thắng? Huống chi, đến bây giờ mới thôi, bất tử yêu hoàng còn không có xuất hiện. Một khi Ân Kiệt La bị thua, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Diệp Hiên đột nhiên quay đầu nhìn thẳng ân vệ nô, lớn tiếng quát hỏi nói, lập tức liên hệ các người ngạo thiên thần giới quân đội, do hỏi tình hình chiến đấu, nếu là bại, kế tiếp xui xẻo chính là thất giới liên quân. Ở đây thất giới liên minh cường giả cũng lập tức phản ứng lại đây, chậm rãi vây đi lên, truy vấn nói, đúng vậy. Người mau cùng các người thần tử liên hệ, do hỏi tình hình chiến đấu, mau a. À. Ân vệ nô sắc mặt thật không đẹp, liền ở một lát phía trước, ngạo thiên thần giới còn chiếm hết thượng phong, mắt thấy liền phải đem hắc ám tinh vực tiêu diệt, nhưng mà liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, cái kia màu đen long đuôi quét ngang ra tới, nháy mắt đem ngạo thiên thần giới quân đội đánh tan. Cái loại này thực lực khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ân vệ nô trong lòng còn giữ lại có cuối cùng một phân hy vọng, bởi vì khuy thiên kính biểu hiện chiến đấu hình ảnh chung, ân kiệt la chỉ là bị màu đen long đuôi quét chung cũng không có nhìn đến kết quả cuối cùng. Nói cách khác, kia chỉ là đỉnh cường giả một lần va chạm, com rốt cuộc ai sẽ thắng còn không biết chín anh thánh nữ sắc mặt có không quá đẹp nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến tình hình chiến đấu sẽ đột nhiên phát sinh lớn như vậy chuyển biến nàng càng không nghĩ tới ân kiệt la cầm không gian pháp tắc cùng thần thụ thánh pháp đều không có nghiền áp hắc ám tinh vực mau a à, ngươi lại làm gì chúng ta phải biết rằng kết quả mới có thể làm tiếp theo giai đoạn ứng đối hình thiên giới chủ ép hỏi nói diệp hiên trầm giọng nói không thể lại trì hoãn mặc kệ thắng thua, trước truyền lệnh ra lệnh đi, lập tức tốc độ cao nhất rút lui hắc ám tinh vực. Đối, không sai, trước làm ứng đối lại nói, ở đây thất giới liên minh cường giả đều tỏ vẻ tán đồng, sôi nổi lấy thần niệm hướng chính mình quân đội truyền lại mệnh lệnh, lập tức tốc độ cao nhất rút lui hắc ám tinh vực. Dưới chân hình thiên giới kỳ hạm tàu bay cũng bắt đầu ra tốc, phát ra rất nhỏ chấn động. Ân vệ nô thấy vậy, lạnh giọng nổi giận nói các ngươi làm gì các ngươi sứ mệnh là kiềm chế thực ngày ma uyên tam ma thần, vì thần tê. Ở tranh thủ thời gian, hắn còn muốn kiên trì hoàn thành ân kiệt la giao cho mệnh lệnh của hắn, duỗi tay bắt lấy hình thiên giới chủ cánh tay, muốn làm hắn mệnh lệnh thất giới liên quân dừng lại. Hình thiên giới chủ ném ra hắn tay, nói, ngươi hiện tại liên hệ ân kiệt la, nếu hắn bên kia còn không có bại, chúng ta có thể thả chậm tốc độ kiềm chế tam ma thần. Nếu là hắn bại, liền thứ khó tòng mệnh, tàng không thánh tôn hướng huyền nguyên giới quân đội truyền lại xong mệnh lệnh lúc sau, quay đầu tới, phụ họa nói, không có sai, người hiện tại liên hệ ân kiệt la, hắn nếu là còn không có bại, chúng ta tiếp tục chấp hành kiềm chế mệnh lệnh. Nếu hắn đỉnh không được, vậy đừng nghĩ làm chúng ta chôn cùng. Ân vệ nô không có cách nào thuyết phục mọi người, chỉ có thể lấy ra một kiện bảo khí, thác ở trong lòng bàn tay, nói, hảo, ta hiện tại liền liên hệ thần tử, các ngươi chờ. Thần tử không có khả năng bại, hắn nói liền đem một đạo chân nguyên đánh vào bảo khí bên trong, khởi động bảo khí, chương 1954 chiến dịch kết quả truyền tin bảo khí khởi động lúc sau, ân vệ nô đối với bảo khí nói chuyện, do hỏi ngạo thiên thần giới quân đội tình hình chiến đấu, trong thanh âm lộ ra một chút khẩn trương. Do hỏi một lần lúc sau, cũng không có được đến đáp lại. Hắn lại lặp lại một lần vấn đề, lính liên lạc, trả lời ta. Trả lời ta, thần tử tình hình chiến đấu như thế nào? Hiển nhiên, hắn sở liên hệ không phải ân kiệt la, mà là ngạo thiên thần giới quân đội lính liên lạc. Hơi tưởng tượng cũng liền minh bạch là chuyện như thế nào, lấy ân kiệt la như vậy thân phận, tự nhiên sẽ không tự mình phụ trách loại này quân đội truyền tin nhiệm vụ. Ân vệ nô lặp lại hai lần vấn đề lúc sau, truyền tin bảo khí chung rốt cuộc truyền quay lại đáp lại. Ân, ân tướng quân, thanh âm nứt quáng, hiển nhiên truyền tin bảo khí liên tiếp một khắc đầu chính ở vào kịch liệt năng lượng dao động khu vực. Mau nói, Thần tử tình hình chiến đấu như thế nào? Hay không đánh bại hắc ám tinh vực chúa tể? Ân vệ nô lớn tiếng quát hỏi nói, ta, chúng ta không có nhìn đến hắc ám tinh vực chúa tể. Lính liên lạc đáp, kia thần tử đâu, thần tử hiện tại cùng ai ở chiến đấu? Ân vệ nô tiếp tục truy vấn, truyền tin bảo khí trung truyền ra đứt quãng lời nói, không, không có, thần tử đã chịu một con rồng đuôi đòn nghiêm trọng, tình huống không ổn, đã hướng nơi xa bỏ chạy, đồng thời hạ lệnh toàn quân lui lại. Từ linh đại quân đuổi giết lại đây, ta muốn chạy trốn mệnh đi." Này đoạn lời nói truyền quay lại tới, tức khắc làm ân vệ nô Trinh Lăng trụ. Ngạo thiên thần giới quân đội tan tác, ân kiệt la đào tẩu. Trong đại sảnh không khí động lại một cái chớp mắt, ngay sau đó, hình thiên giới chủ xoay người hét lớn, "Mau!" Tốc độ cao nhất rút lui hắc ám tinh vực, tốc độ cao nhất rút lui. Lúc này đây, ân vệ nô không có lại ngăn trở. Bởi vì ân kiệt la bên kia đã chiến bại lui lại, lại làm thất giới liên quân kiềm chế tam ma thần, đã không có ý nghĩa. Hơn nữa, thất giới liên quân cũng không có khả năng lại nghe hắn. Thất giới liên quân bộc phát ra bản năng cầu sinh, dùng gần đây khi mau thượng vài lần tốc độ nhanh chóng hướng hắc ám tinh vực ngoại bay đi. Diệp Hiên đi đến tàu bay mũi tàu thượng, nhắm mắt lại, chậm rãi nâng lên bàn tay, mở ra năm ngón tay, nhắm ngay hắc ám tinh vực trung tâm phương hướng. Sau đó nín thở ngưng thần, thả ra thần niệm, Cẩn thận cảm ứng không gian pháp tắc tồn tại. Tuy rằng cách xa nhau rất xa khoảng cách, nhưng này đối với không gian pháp tắc tới nói, cũng không tính vô pháp vượt qua kịch liệt. Diệp Hiên dùng nửa năm thời gian, tìm hiểu không gian pháp tắc huyền bí, tại đây một khắc rốt cuộc nổi lên hiệu quả. Không sai biệt lắm 15 phút lúc sau, thần niệm chung rốt cuộc được đến không gian pháp tắc đáp lại. Diệp Hiên thần niệm lập tức truy tung qua đi, cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, cách không một trảo, nắm lấy không gian pháp tắc lôi kéo trở về. Ngàn vạn dặm ở ngoài, ân kiệt la đột nhiên phát hiện không gian pháp tắc bay đi ra ngoài, hắn ánh mắt một ngưng, duỗi tay bắt lấy không gian pháp. Tắc, đồng thời quát hỏi nói ai, ai dám cướp đoạt ta, không gian pháp tắc, không gian pháp tắc thượng truyền ra Diệp Hiên thần niệm lời nói, đồ vật là cho ngươi mượn, dùng xong rồi đương nhiên đến còn. Ngươi, ân kiệt lo tần khi giận dữ, mắng chửi nói ta còn không có dùng xong, còn không có tiêu diệt hắc ám tinh vực. Diệp Hiên lắc đầu khẽ cười nói, nếu là bất diệt hắc ám tinh vực liền không cần còn, kia, không gian pháp tắc ngươi có thể lấy cả đời. Ngươi, ân kiệt la giận tới cực điểm, được rồi, ta đã sớm nói qua, ngươi diệt không xong hắc ám tinh vực, mặc dù đem, không gian pháp tắc cùng, thần thụ thánh pháp cho ngươi mượn cũng vô dụng. Sự thật xác minh ta suy đoán, nhận mệnh đi, ngươi thật không được, Diệp Hiên nói xong bàn tay nắm hợp lại trở về, dùng sức lôi kéo không gian pháp tắc bay vụt đi ra ngoài, biến mất ở chân trời. Ân Kiệt la bàn tay hư chảo, muốn bắt lấy không gian pháp tắc, nhưng hắn kia nói không gian pháp tắc thời gian quá ngắn, còn vô pháp khống chế không gian pháp tắc, cho nên căn bản lưu không xuống dưới. Ngàn vạn dặm ở ngoài, một đạo quang mang nhàn nhạt bay vào Diệp Hiên bàn tay. Diệp Hiên chậm rãi mở to mắt, nhìn thoáng qua trong tay không gian pháp tắc, bàn tay vừa lật thu lên. Lúc này, dâu quai nón long thần từ trong đại sảnh đi ra, nhìn thấy diệp hiên ở mũi tàu vị trí liền đi lên tới nói diệp lão đệ ngươi ở chỗ này a à? ngạo thiên thần giới bại cái này chúng ta hẳn là làm sao bây giờ không có gì hảo biện pháp làm tốt nghênh đón bão tố chuẩn bị đi diệp hiên trả lời sơ quai nón long thần minh bạch là chuyện như thế nào ân kiệt la bên kia một bại, cũng liền ý nghĩa hiện tại hắc ám tinh vực có thể toàn lực đối phó thất giới liên quân không cần tưởng cũng biết Thực ngày mà Uyên Tam ma thần thực mau liền sẽ mang theo Tử Linh đại quân đuổi giết đi lên. Đúng lúc này, tàu bay khung đỉnh trong đại sảnh truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh, tựa hồ lại nổi lên xung đột. Diệp Hiên cùng dâu quay nón Long thần chạy tới nơi, liền nhìn thấy Ân vệ nô đang ở cùng hình thiên giới chủ Khắc khẩu. "Ta mệnh lệnh các ngươi, lập tức đi tiếp ứng thần tử. Hiện tại, lập tức, Ân vệ nô quát, dựa vào cái gì muốn chúng ta đi mạo hiểm như vậy?" nếu là các ngươi ngạo thiên thần giới có thể diệt hắc ám tinh vực, chúng ta thất giới liên quân nhưng thật ra nguyện ý mạo hủy diệt nguy hiểm kiềm chế tam ma thần. Hiện tại, các ngươi ngạo thiên thần giới chiến bại đào tẩu, còn muốn chúng ta cho các ngươi thần tử chôn cùng. Hình thiên giới chủ thái độ phi thường cường ngạnh, con rốt cuộc đây là chịu chết sự tình, ai đều không muốn đi. Đây là mệnh lệnh, ân vệ nô quát, đi mệnh lệnh các ngươi ngạo thiên thần giới quân đội, đừng tới ra lệnh cho ta. Cho các ngươi thần tử chôn cùng, không phải ngay từ đầu liền quân sự sách lược thứ ta không thể đáp ứng hình thiên giới chủ trực tiếp cự tuyệt ân vệ nô đột nhiên rút ra chiến đao chỉ vào hình thiên giới chủ cả giận nói người dám cãi lời mệnh lệnh sơ quai nón long thần đi vào tới muốn giảm bớt một chút không khí ra tiếng hỏi sao lại thế này hình thiên giới chủ quét ân vệ nô liếc mắt một cái giải thích nói hẳn là ân kiệt la cho hắn truyền lại tin tức muốn cho thất giới liên quân tiến đến tiếp ứng hắn vị kia thần tử sơ quai nón long thần còn chưa nói lời nói, một bên tàng không thánh tôn liền trước hử lạnh nói, điên rồi đi. Chính chúng ta còn tự thân khó bảo toàn đâu, nào có sức lực đi cứu người vị kia thần tử, nếu không phải hắn tự cho là thông minh, một hai phải thoát ly liên quân, đi đánh bất ngờ hắc ám tinh vực, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng. Việc này có thể trách không được chúng ta, chúng ta chính là toàn lực phối hợp, muốn, không gian pháp tắc, cấp, không gian pháp tắc, muốn, thần thụ thánh pháp cấp, thần thụ thánh pháp. Hiện tại đánh không thắng, còn muốn chúng ta chôn cùng. Thật đương các ngươi đã ngồi trên thiên đế bảo tỏa, ngươi, ân vệ nô quay đầu căm tức nhìn tàng không thánh tôn, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tê. Ơi, xem ta vô dụng, ta không năng lực đi cứu các ngươi vị kia thần tử. Kỳ thật chúng ta ai đều không ngốc, ngươi làm chúng ta đi tiếp ứng các ngươi vị kia thần tử, còn không phải là tưởng đem chúng ta đương pháo hôi, hấp dẫn cường địch, làm cho các ngươi thần tử đào tẩu sao? Xin lỗi, hắn là các ngươi thần tử, không phải chúng ta thần tử, phải vì hắn đi tìm chết, người đi, ta không đi. Tàng không thánh tôn nói xong trực tiếp xoay người, hô to làm huyền nguyên giới quân đội tiếp tục nhanh hơn tốc độ, đem có thể ném xuống đồ vật toàn bộ ném xuống, tốc độ cao nhất rút lui hắc ám tinh vực. Trường 1955 nhân sinh như diễn toàn giữa kỹ thuật diễn ân vệ Novo Pháp nói động thất giới liên quân chung bất luận cái gì một người, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi hình thiên giới kỳ hạm tàu bay. Hắn đi vào mất đi thần điện tàu bay trước, trầm mặc hồi lâu lúc sau, mới ra tiếng hô ân vệ nô cầu kiến thánh nữ. Mất đi thần điện hư không tàu bay. Chín anh thánh nữ nghe được ân vệ nô tiếng la, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng biểu tình, nhìn về phía một bên mất đi thần điện trưởng lão, hỏi, hắn lại đây làm gì? Tên này mất đi thần điện trưởng lão lắc đầu, trả lời, không biết, bất quá vừa rồi ta nghe được hắn ở hình thiên giới bên kia yêu cầu thất giới liên quân tiến đến tiếp ứng ân kiệt la thất giới liên quân không ai chịu đi hắn rời đi hình thiên giới tàu bay lúc sau liền tới đây chín anh thánh nữ nhíu nhíu mày nói hắn sẽ không muốn kêu ta bồi hắn đi cứu ân kiệt la đi này không phải kêu ta đi chịu chết sao hắn có phải hay không đầu óc có bệnh lúc này tàu bay ngoại lại lần nữa chuyển đến ân vệ nô tiếng la cầu kiến thánh nữ xin hỏi thánh nữ nhưng ở tàu bay bên trong mất đi thần điện trưởng lão suy xét một chút, nói, nếu không ta đi ra ngoài nói cho hắn, thánh nữ thân thể không khỏe, yêu cầu tính dưỡng. Chín anh thánh nữ suy xét một chút, giơ tay nói, không được, trang bệnh quá giả. Ta đi ra ngoài trông thấy hắn, nàng nói liền đi ra tàu bay, thân thiện hô, tướng quân mau mời tiến vào, người hầu thông báo chưa nói rõ ràng, không biết là tướng quân tới. Ân vệ nô xua tay nói, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể lâu đãi, cùng thánh nữ nói nói mấy câu liền phải rời đi. Chín anh thánh nữ nghe hắn trong lời nói ý tứ, không có kéo chính mình đi chịu chết ý tứ, tức khắc yên tâm rất nhiều, cười nói tướng quân có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần chín anh có thể làm được, chỉ cần tướng quân một câu, chín anh nguyện ý vượt lửa quá sông, cho dù là cùng chịu chết, cũng không tiếc. Ân vệ nô cảm thán nói, không nghĩ tới thất giới liên quân chung nhiều như vậy người, lại không bằng thánh nữ một giới nữ tử vũ dũng. Rốt cuộc ra chuyện gì, tướng quân mau nói người muốn cấp chết ta không thành chín anh thánh nữ lộ ra vẻ mặt nôn nóng biểu tình ân vệ nô trầm giọng nói thần tử gặp nạn ta yêu cầu đi tiếp ứng thần tử cho nên muốn tạm thời rời đi đặc tới cùng thánh nữ cáo biệt chín anh thánh nữ vội vàng hỏi thần tử gặp nạn cần phải ta cùng với tướng quân cùng tiến đến cứu viện ân vệ nô vội vàng xua tay nói không cần thánh nữ có này phân tâm như vậy đủ rồi ta đường đường nam nhi còn không đến yêu cầu làm thánh nữ đi mạo hiểm nông nỗi chín anh thánh nữ suy nghĩ một chút nhéo khăn tay che mặt khẽ nấc nói chín anh biết tướng quân khẳng định là ghét bỏ chín anh là cái trói buộc không muốn mang chín anh cùng đi trước ân vệ nô nhìn thấy nàng che mặt khẽ nấc tức khắc luống cuống tay chân vội vàng xua tay nói không phải không phải thánh nữ không cần nghĩ nhiều vệ nô chỉ là không muốn thánh nữ mạo hiểm chín anh có tự mình hiểu lấy tự thân thực lực vô dụng không dám liên lụy tướng quân Chín anh thánh nữ nói, lấy ra một kiện bảo khí đưa qua đi, nói tiếp, chỉ có thể lấy một thanh bảo đao tương tặng, hy vọng có thể trợ giúp tướng quân giết địch, cũng coi như là chín anh bồi tướng quân cùng chinh chiến xa trường. Ân vệ nô hai mắt phiếm hồng, trong lòng có chút kích động, đôi tay tiếp nhận bảo đao, nói, đa tả thánh nữ lấy bảo đao tương tặng. Nếu vệ nô còn có thể tồn tại trở về, nhất định báo đáp thánh nữ hiểu nhau tri ân. Tướng quân đi thông thả, chín anh mong người đắc thắng trở về chín anh thánh nữ nói xong phất tay từ biệt ân vệ nô hoài nhiệt huyết sôi trào tâm tình mang theo một chi ngàn kỵ phục long kỵ binh chiều hắc ám tinh vực thân ở bay đi chín anh thánh nữ phất tay từ biệt thẳng đến ân vệ nô biến mất ở chân trời mới buông tay thu hồi trên mặt kia phúc thương cảm đưa tiến biểu tình khôi phục lạnh băng khinh thường biểu tình vị kia mất đi thần điện trưởng lão đi tới nói thánh nữ này ân vệ nô đi cứu ân kiệt la chỉ sợ là không về được thánh nữ phía trước bố trí xem như uổng phí. Chín anh thánh nữ vẻ mặt không sao cả nói, đúng vậy, xác thật có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới ân kiệt la như vậy phế, thế nhưng thật sự bại. Đến nỗi cái này ân vệ nô, coi như làm hắn trước khi chết bảo chỉ một chút tốt đẹp ảo tưởng đi. Thất giới liên quân bắt đầu tốc độ cao nhất lui lại. Ngày hôm sau sáng sớm, thực ngày ma uyên ma thần cùng tử linh đại quân rốt cuộc xuất hiện, bắt đầu đuổi giết thất giới liên quân. Bất quá, xuất hiện cổ ma thần chỉ có một nọa sát. Diệp Hiên bằng vào dung hợp không gian pháp tác vô hình kiếm vực, miễn cưỡng ngăn cản ở nọa sát tiến công. Còn lại tử linh đại quân, thất giới liên quân có thể đối phó. Bởi vậy, thất giới liên quân tao ngộ áp lực cũng không phải rất lớn. Hình thiên giới kỳ hạm tàu bay chung, lại đánh lui một lần nọa sát cùng tử linh đại quân tiến công, thất giới liên minh cường giả tụ tập đến hình thiên giới tàu bay chung, thảo luận tình hình chiến đấu, cùng với bước tiếp theo hành quân kế hoạch. Bởi vì đã đánh lui ba lần tử linh đại quân tiến công, hơn nữa không có đã chịu bao lớn tổn thất bởi vậy các quân cường giả tâm tình đều cũng không tệ lắm nhìn dáng vẻ tử linh đại quân lấy chúng ta không có biện pháp lại có một ngày thời gian chúng ta là có thể đủ rời đi hắc ám tinh vực đến lúc đó hẳn là liền an toàn minh thánh giới sứ giả nói trước đừng cao hứng đến quá sớm con đến bây giờ mới thôi chỉ xuất hiện nọa sát một cái thực ngày mà uyên mặt khác hai đầu cổ ma thần đến bây giờ còn không có xuất hiện mặt khác một người thất giới liên minh cường giả ra tiếng nhắc nhở nói minh thánh giới sứ giả xua tay nói lâu như vậy đều không có xuất hiện dẫn sát cùng tham sát khẳng định là đi vây đổ ân kiệt la nói cũng là nếu là tam ma thần đều ở đuổi giết chúng ta không có khả năng không xuất hiện nếu không có xuất hiện kia hơn phân nửa là đi vây sát ân kiệt la nhìn dáng vẻ lần này ngạo thiên thần tử là giữ nhiều lành ít ta nói ngươi không cần thiết thế ân kiệt la lo lắng nhân ra chính là ngạo thiên thần giới thần tử sẽ dễ dàng như vậy chết dù sao ta không tin minh thánh giới sứ giả vẫn là cảm thấy ngạo thiên thần giới hẳn là không ngừng chút thực lực ấy cũng đúng chúng ta vẫn là quản hảo tự mình đi trước rút khỏi hắc ám tinh vực lại nói mọi người nghị luận đề tài càng ngày càng nhiều sơ quai nón long thần không có hứng thú tham dự quay đầu nhìn đến diệp hiên ở nhíu mày suy tư liền thò lại gần hỏi diệp lão đệ người suy nghĩ cái gì đâu Diệp Hiên ngẩng đầu liếc hắn một cái, trả lời, cho tới bây giờ, không chỉ có là giận sát, tham sát không có xuất hiện, ngay cả thương viêm giới chủ hắc ám thần thụ đều không có xuất hiện. Ta tổng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, sâu quai nón long thần chẳng hề để ý nói, còn dùng tưởng sao. Khẳng định là đuổi theo giết ân kiệt la đi, ân kiệt la mệnh, khẳng định so với chúng ta quan trọng. Nếu ta là hắc ám tinh vực chúa tể, ta cũng sẽ vây sát ân kiệt la, phóng rất thất giới liên quân. Diệp Hiên lắc đầu nói, muốn vây sát ân kiệt la, phái giận sát cùng tham sát qua đi như vậy đủ rồi. Phái thương viêm giới chủ qua đi liền có điểm kỳ quái. Phía trước, bao gồm thương viêm giới chủ ở bên trong mười mấy tôn tử linh thần đế, chính là bị ân kiệt la một trưởng toàn bộ trục diệt. Cho nên, thương viêm giới chủ hẳn là sẽ không đi vây sát ân kiệt la. Khá vậy không có tiến, đến chặn lại chúng ta, việc này có điểm kỳ quái. Chương 1956 vi diệu bảy giới cách cục hai ngày lúc sau, Thất giới liên quân rốt cuộc rút khỏi Hắc Ám tinh vực. Rời đi Hắc Ám tinh vực bên trong, mọi người treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Hơn nữa, trong quân đội binh lính cũng dần dần không chịu Tam Ma thần ý chí ảnh hưởng. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Tam Ma thần khoảng cách đã rất xa, hẳn là không có đuổi theo. Bởi vậy, Thất giới liên quân cũng thả chậm một ít tốc độ, rốt cuộc phía trước là tốc độ cao nhất lui lại đối quân đội tới nói là một loại rất lớn phụ tải thoát ly nguy hiểm lúc sau tự nhiên là muốn thả chậm một ít tốc độ bước tiếp theo như thế nào làm trực tiếp phản hồi hình thiên giới sao hình thiên giới kỳ hạm tàu bay thượng minh thánh giới sứ giả dẫn đầu vấn đề bằng không đâu còn chờ cái gì mặt khác một người thất giới liên minh cường giả hỏi ngược lại ta ý tứ là muốn hay không từ từ ngạo thiên thần giới vạn nhất ân kiệt la thoát vây đã trở lại đâu Minh Thánh giới sứ giả giải thích nói, còn lại Thất giới Liên Minh sứ giả cũng phụ họa nói, đúng vậy. Nếu là Ân Kiệt La thoát phây phản hồi, chúng ta muốn hay không chờ hắn. Trận này thần phạt chi chiến đều đánh thành như vậy, chờ hắn có ích lợi gì? Lần này là không có thua, chính là về sau còn muốn hay không đánh. Nếu muốn đánh, còn không phải muốn cùng Ngạo Thiên thần giới liên hợp. Minh Thánh giới sứ giả ở Thất giới Liên Minh bên trong là tương đối duy trì Ngạo Thiên thần giới. Bởi vì Minh Thánh giới kỳ thật ở trăm vạn năm trước tiếp nhận rồi một bộ phận Ngạo Thiên Thần giới thế lực. Trăm vạn năm trước, Ngạo Thiên Thần giới đi trước bờ đối diện thời điểm, tự nhiên có một bộ phận thế lực không muốn đi trước, rốt cuộc ai cũng không biết bờ đối diện hay không tồn tại. Này đó không muốn đi trước bờ đối diện Ngạo Thiên Thần giới thế lực, cuối cùng đều hối vào Minh Thánh giới. Bởi vậy, ở thất giới liên minh bên trong, Minh Thánh giới cùng Ngạo Thiên Thần giới quan hệ là gần nhất. Ở không ảnh hưởng tự thân ích lợi dưới tình huống, minh thánh giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giúp ngạo thiên thần giới thuyết lời nói lần này đều thua còn như thế nào đánh một người không nghĩ lại đánh thất giới liên minh sứ giả thở dài nói không đánh chẳng lẽ phải đợi chết sao mất đi hạo kiếp buông xuống ai đều thoát được quá liền tính mặc kệ mất đi hạo kiếp chỉ nói hắc ám tinh vực hiện tại thế lực nếu là không chấn áp về sau nói không chừng có thể đem thất giới đều tiêu diệt minh thánh giới sứ giả vẫn là kiên trì muốn đánh chính là lần này thất giới liên quân thực lực đã không sai biệt lắm đến cực hạt, còn hơn nữa ngạo thiên thần giới, như vậy cũng chưa có thể tiêu diệt hắc ám tinh vực, còn có thể như thế nào đánh. Tên kia tâm sinh lưu ý thất giới liên minh sứ giả thở dài nói. Hình thiên giới chủ kiến hai người sắp xảo lên, ra tiếng nói, hai vị trước đừng xảo, nghe một chút ta kiến nghị như thế nào. Hình thiên giới chủ mời nói, minh thánh giới sứ giả nói, hình thiên giới chủ hút một hơi, chậm rãi nói, không cần ta nói, chư vị cũng biết, thương viêm giới đã hoàn thành phi thăng. Hiện tại vạn giới vũ trụ thượng vị thế giới số lượng đã vượt qua hạn mức cao nhất, dựa theo tính toán, mất đi hạo kiếp sẽ ở trong vòng trăm năm buông xuống. Cho nên, trận này đối hắc ám tinh vực thần phạt chi chiến, không đánh cũng đến đánh. Vấn đề là đều trước sau đánh ba lần, hắc ám tinh vực quá mức cường đại, hơn nữa ngạo thiên thần giới đều đánh không lại, còn có thể làm sao bây giờ. Đừng có gấp, trước sau ba lần thần phạt chi chiến thất lợi, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là không nhận rõ hắc ám tinh vực thực lực. Ngay từ đầu cho rằng tùy tiện phái một chi thần phạt quân là có thể giải quyết, nhưng chân chính đấu võ thời điểm mới phát hiện hắc ám tinh vực khó đối phó. Sau lại mỗi một lần thần phạt chi chiến, đều phát hiện hắc ám tinh vực một lần so một lần cường. Hình thiên giới chủ dừng một chút, nói tiếp tỉ như lần này đi. Ngạo thiên thần giới gia nhập liên quân, nguyên bản cho R. Ăn có thể nắm chắc, ai có thể nghĩ đến, hắc ám tinh vực trung tâm khu vực sẽ có như vậy một cái hắc ám năng lượng cầu mà kia hình cầu bên trong thế nhưng có một con rồng này hết thảy đều là ngay từ đầu không biết cho nên mới dẫn tới chiến tranh thất lợi tuy rằng một trận chiến này không có đạt tới muốn mục tiêu nhưng ít ra chúng ta đã thấy được hắc ám tinh vực bên trong rốt cuộc tồn tại cái dạng gì tồn tại chỉ cần tìm được khắc chế biện pháp vẫn là có hy vọng đánh thắng trận này thần phạt chiến tranh tàng không thánh tôn nhìn thoáng qua hình thiên giới chủ lạnh giọng nói, nói đến đơn giản, liền ngạo thiên thần giới đều không đối phó được tồn tại, thất giới bên trong, có ai có thể đối phó. Hình thiên giới chủ, người kiên trì muốn đánh, ta có thể lý giải. Suốt cuộc các người hình thiên giới chủ khoảng cách hắc ám tinh vực gần nhất, nếu giải quyết không được hắc ám tinh vực, cái thứ nhất tao ương chính là hình thiên giới. Chính là, có một số việc vẫn là muốn lượng sức mà đi. Hình thiên giới chủ nghe được lời này, có chút sinh khí, hư nói, chiếu người ý tứ, trận này thần phạt chiến tranh liền không đánh. Kia mất đi hạo kiếp buông xuống làm sao bây giờ? Cùng hủy diệt sao? Tàng không thánh tôn không có trả lời vấn đề này, mà là ngó ở đây thất giới liên minh cường giả liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra phi thường nguy hiểm tin tức. Trên thực tế, không chỉ có là hắn lộ ra loại này ánh mắt, mặt khác thượng vị thế giới cường giả cũng đều nghĩ tới hắn trong lòng suy nghĩ sự tình. Bất quá, chuyện này không thể phóng tới bên ngoài đi lên nói. Bởi vì, việc này một khi nói ra thất giới liên minh rất có thể sẽ lập tức sụp đổ diệp hiên cảm giác được trong đại sảnh không khí trở nên cổ quái ngẩng đầu nhìn quét một vòng lập tức minh bạch là chuyện như thế nào từ ở đây mọi người biểu tình thượng liền nhìn ra được tới mỗi người trong lòng đều nghĩ tới tương đồng sự tình com nhưng không ai lấy ra tới nói diệp hiên hơi tưởng tượng liền minh bạch bọn họ đều không nói sự tình là cái gì mất đi hạo kiếp sở dĩ sẽ ở trong vòng trăm năm buông xuống nguyên nhân chính là vạn giới vũ trụ trung thượng vị thế giới số lượng đã vượt qua hạn mức cao nhất. Muốn ngăn cản mất đi hạo kiếp buông xuống, biện pháp rất đơn giản, đó chính là giảm bớt thượng vị thế giới số lượng. Thần phạt chi chiến mục đích cũng ở chỗ này, thương viêm giới phi thăng thành thượng vị thế giới, cho nên muốn chấn áp hắc ám tinh vực, hủy diệt thương viêm giới, ngăn cản mất đi hạo kiếp. Nhưng là, hiện tại hắc ám tinh vực quá mức cường đại, rất khó đối phó, vô pháp hủy diệt thương viêm giới. Kia làm sao bây giờ đâu? rất đơn giản, ngăn cản mất đi hạo kiếp biện pháp, đều không phải thế nào cũng phải phá hủy thương viêm giới không thể, chỉ cần giảm bớt thượng vị thế giới số lượng là được. Đến nỗi cái này thượng vị thế giới là cái nào, vậy khó mà nói. Hình thiên giới chủ sở dĩ nhất kích động là bởi vì hình thiên giới khoảng cách hắc ám tinh vực gần nhất. Nếu có một cái thượng vị thế giới muốn hủy diệt, kia có khả năng nhất chính là hình thiên giới. Diệp Hiên nghĩ vậy một chút đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì, cửu châu giới cùng hình thiên giới giống nhau, cùng thuộc tuyên cổ ngân hà đệ nhất khu vực. Hắc ám tinh vực cũng ở đệ nhất khu vực bên trong. Bởi vậy, khoảng cách hắc ám tinh vực gần nhất thượng vị thế giới là hình thiên giới chủ, khoảng cách đệ nhị gần chính là cửu châu giới. Hơn nữa, cửu châu giới là tân phi thăng thượng vị thế giới, phá hủy lên khẳng định càng dễ dàng. Bởi vậy, hình thiên giới có bao nhiêu nguy hiểm, cửu châu giới liền có bao nhiêu nguy hiểm. Kế tiếp thảo luận thanh tương đối thiếu, không có nhân tâm đều có trầm trọng tâm sự. Tất cả mọi người rời khỏi sau, Diệp Hiên chủ động dùng thần niệm cùng Hình Thiên Giới chủ đối thoại nói, chúng ta nói chuyện hảo sao? Hình Thiên Giới chủ ngẩng đầu trông lại, hai người ánh mắt tiếp xúc sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng đáp ứng nói, hảo, chúng ta nói nói chuyện. Chương 1957 kế, Tê Minh Hình Thiên Giới kỳ hạm tàu bay chung. Diệp Hiên cùng Hình Thiên Giới chủ tương đối mà ngồi, cho nhau đánh giá, ai đều không có trước mở miệng nói chuyện. Sơ quai nón long thần ở một bên nhìn lo lắng xuông, nhưng cũng không có ra tiếng quấy rầy hai người. Tàu bay chung chỉ có ba người, còn lại thân vệ, người hầu đều bị bình lui. Sau một lúc lâu lúc sau, hình thiên giới chủ dẫn đầu mở miệng hỏi, chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, Diệp thần đế cảm thấy ta người này như thế nào? Đáng giá tương giao người, Diệp Hiên cấp ra một cái thực đúng trọng tâm đánh giá. Cái này đánh giá ở Diệp Hiên bình phán tiêu chuẩn, đã là rất cao đánh giá ở diệp hiên tới xem thất giới liên minh thần đế cường giả bên trong chân chính đáng giá tương giao người cũng không nhiều cẩn thận một số liền biết mất đi thánh tôn liền không nói khí lượng nhỏ hẹp tàng không thánh tôn tuy rằng không phải phi thường chán ghét nhưng người này tương đối hiệu quả và lợi ích đối đãi bất luận cái gì sự đều từ tự thân ích lợi xuất phát không thích hợp thâm giao khuyết phân đạo tôn làm người không tồi nhưng này bản thân lý niệm vẫn luôn ở vào đám mây phía trên trên thực tế diệp hiên cảm thấy khuyết phân đạo tôn là có thể thâm giao nhưng lại rất khó thâm giao bởi vì đối đãi sự tình cái nhìn lý niệm tranh lệch khá lớn bởi vậy cùng khuyết phân đạo tôn quan hệ chỉ có thể bảo trì ở lẫn nhau thưởng thức nhưng cũng không thân thiện trình độ sâu quai nón long thần còn lại là tương đối hợp ý tính tình hợp nhau tựa hồ trời sinh nên trở thành lão bằng hữu hình thiên giới chủ tắc tương đối bình thường một chút có thể tương giao nhưng từng người có chuyện muốn vội ở chung khi quan hệ không tồi phân biệt sau rất ít tưởng niệm bằng hữu. Mỗi người trong lòng đều có một cây cân, có đem ích lợi đặt ở cân thượng, có đem tính tình đặt ở cân thường. Diệp Hiên chưa bao giờ sẽ vì ích lợi mà chịu thiệt chính mình tính tình, cho nên chỉ có thể cùng hợp ý người tương giao. Hình thiên giới chủ chính là cái loại này ở chung khi hợp ý, phân biệt khi lẫn nhau nói trân trọng quan hệ. Hình thiên giới chủ trầm mặc một lát sau, nói, vừa rồi mọi người trầm mặc, các hoài tâm tư thời điểm, nói vậy Diệp thần đế biết là chuyện như thế nào. Diệp Hiên gật đầu đáp, đúng vậy, đã đoán được. Thất giới liên minh rốt cuộc không phải một cái chỉnh thể, lẫn nhau trong vòng không có như vậy đoàn kết. Chính là như vậy, kỳ thật mỗi người trong lòng đều rõ ràng đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng không có người lấy ra tới nói. Chẳng qua, chúng ta không giống nhau, bởi vì chúng ta đều ở vào nguy hiểm nhất bên cạnh, điểm này ngươi không phản đối đi." Hình Thiên giới chủ dò hỏi. Diệp Hiên tán đồng nói, đây cũng là ta chủ động tưởng cùng ngươi nói nguyên nhân một khi thất giới liên minh bên trong xuất hiện náo động, kia nguy hiểm nhất chính là cửu châu giới cùng hình thiên giới. Nói đến nơi đây, kỳ thật đã không cần tiếp tục giải thích càng nhiều, hai bên đều đã minh bạch là chuyện như thế nào. Vạn giới vũ trụ thượng vị thế giới số lượng quá nhiều, khiến cho mất đi hạo kiếp đem ở trong vòng trăm năm buông xuống. Vì ngăn cản mất đi hạo kiếp, nhất định phải giảm bớt thượng vị thế giới số lượng. Thất giới liên minh nguyên bản mục tiêu là trấn áp hắc ám tinh vực, phá hủy thương viêm giới, ngăn cản trận này hạo kiếp nguy cơ. Nhưng mà, hiện tại hắc ám tinh vực thực lực vượt qua thất giới liên minh đoán trước, thậm chí đã tới rồi thất giới liên minh hợp lực đều khó có thể trấn áp trình độ. Bởi vì hắc ám tinh vực quá mức cường đại, khiến cho thất giới liên minh chung một ít thượng vị thế giới tâm sinh lưu ý, không nghĩ tiếp tục đánh thần phạt chiến tranh. Không nghĩ đánh thần phạt chiến tranh, lại muốn giảm bớt thượng vị thế giới số lượng, không đối hắc ám tinh vực xuống tay, tự nhiên chỉ có thể làm thất giới liên minh chung thượng vị thế giới biến mất tuy rằng không có người đem chuyện này đặt tới bên ngoài đi lên nói, nhưng mỗi cái thượng vị thế giới cường giả đều biết điểm này. Bởi vậy, hiện, tại thất giới liên minh bên trong quan hệ phi thường vi diệu, mà thất giới liên minh chung nguy hiểm nhất thượng vị thế giới, tự nhiên chính là khoảng cách hắc ám tinh vực gần nhất hình thiên giới cùng cửu châu giới. Hai người lại trầm mặc một lát, hình thiên giới chủ mở miệng hỏi, Diệp thần đế đối chuyện này có ý kiến gì không? Diệp Hiên suy nghĩ một chút, nói, đứng ở ta lập trường đi lên nói, ta là nhất định sẽ kiên trì trấn áp hắc ám tinh vực, đây là hóa giải nguy cơ tốt nhất biện pháp. Cho nên, ta sẽ kiên trì đề nghị thất giới liên minh tiếp tục phát động thần phạt chiến tranh. Đối với Diệp Hiên tới nói, kỳ thật không có lựa chọn khác. Trấn áp hắc ám tinh vực không chỉ là vì cửu châu giới, cũng là vì tần thái A. Mặc dù không có mất đi hạo kiếp cái này nguy cơ, cũng chắc chắn muốn đối mặt bất tử yêu hoàng, cho nên từ lúc bắt đầu liền không có lựa chọn, chỉ có thể một cái đường đi đến hắc. Bởi vậy, Tại đây sự kiện thượng, ai duy trì đối hắc ám tinh vực phát động thần phạt chiến tranh, đó chính là Minh Hữu Dừng một chút, Diệp Hiên nói tiếp, tại đây sự kiện thượng, hình thiên giới ích lợi hẳn là cùng ta là không sai biệt lắm. Thẳng thắn giảng đi, nếu hình thiên giới không duy trì tiếp tục chấn áp hắc ám tinh vực, như vậy hình thiên giới có thể vượt qua trận này nguy cơ biện pháp, cũng chỉ có thể là cửu châu giới hủy diệt. Khiến cho hình thiên giới có thể tạm thời bảo toàn xuống dưới Lời này nói được thực trắng ra đã là đem sở hữu quan khiếu đều đặt tới bên ngoài lên đây. Hình thiên giới chủ thân là một giới chi chủ, tự nhiên suy xét quá sở hữu khả năng tính. Mà Diệp Hiên theo như lời loại này khả năng tính, là duy nhất một cái có thể ở không tiếp tục đánh thần phạt chiến tranh dưới tình huống, làm hình thiên giới vượt qua trận này nguy cơ biện pháp. Hình thiên giới chủ thở dài nói, Diệp thần đế trắng ra trình độ, làm ta xấu hổ a. À? Diệp Hiên cười cười, nói ta cảm thấy người đáng giá tương giao, đó chính là bắt người đương bằng hiếu. Nếu là bằng hiếu, vậy không cần kiêng kỵ cái gì. Sự tình vốn dĩ chính là như thế, mặc dù không nói, cũng khẳng định ở trong lòng nghĩ tới. Đương nhiên, thân là một giới chi chủ, mỗi một loại khả năng tính đều phải suy xét, cho nên này không có gì kỳ quái. Nếu ta đứng ở ngươi vị trí thượng, ta cũng sẽ nghĩ vậy chút. Hình thiên giới chủ gật đầu nói, biện pháp này kỳ thật cũng áp dụng với cửu châu giới, cửu châu giới muốn vượt qua trận này nguy cơ, đồng dạng cũng có thể chờ hình thiên giới hủy diệt, cửu châu giới cũng liền có thể ở nguy cơ chung tạm thời bảo toàn xuống dưới, không phải sao. Diệp Hiên gật đầu nhận đồng nói, nếu chỉ là suy xét cửu châu giới, kia lời này xác thật như thế, chẳng qua, ta có không thể không diệt hắc ám tinh vực lý do. Cho nên, biện pháp này ở ta nơi này, không thể thực hiện được. Về chuyện này, Diệp Hiên rất ít đối người khác nhắc tới, nhưng này cũng không tính cái gì bí mật thất giới liên minh trung thần đế cường giả mỗi một cái đều không đơn giản, không ngừng một lần gặp qua tần thái A, tự nhiên có thể nhìn ra tần thái A trạng thái. Là bởi vì tần thần tướng sao? Hình thiên giới chủ chủ động hỏi. Diệp Hiên thản nhiên thừa nhận nói, đối, ta cũng không che giấu, nói thẳng đi, đối với ta tới nói, mấu chốt nhất mục tiêu kỳ thật không phải hắc ám tinh vực, mà là bất tử yêu hoàng. Bất quá, bất tử yêu hoàng là hắc ám tinh vực chúa tể, khiến cho này hai việc kỳ thật là một sự kiện. Đổi mà nói chi, mặc dù thất giới liên minh không đánh hắc ám tinh vực, ta chính mình cũng đến đánh. Diệp Hiên dừng một chút, nói tiếp, đối với hình thiên giới tới nói, thúc đẩy thế cục làm cửu châu giới hủy diệt, tuy rằng có thể cho hình thiên giới tạm thời vượt qua nguy cơ, nhưng hắc ám tinh vực như cũ tồn tại, hình thiên giới liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Hình thiên giới chủ nghe xong lời này, gật đầu nói, xác thật như thế, vậy ngươi có tính toán gì không? Hóa giải chúng ta chi gian ngừa vực, sau đó kết minh, thỉnh dâu quai nón lão ca làm chứng kiến. Diệp Hiên đề nghị nói, hảo, liền thỉnh dâu quai nón, long thần làm chứng kiến, từ giờ khắc này bắt đầu, hình thiên giới cùng cửu châu giới cộng tiến thối. Hai người vươn tay, cho nhau vỗ tay, đạt thành minh ước. Trường 1958 chẳng biết đi đâu ma thần cùng tử linh thần đế thất giới liên quân rút khỏi hắc ám tinh vực sau ngày thứ bảy, một chi quân đội từ phía sau đuổi theo. Nhìn đến này chi quân đội đuổi theo, thất giới liên quân cũng không có kinh hoàng, bởi vì đuổi theo chính là Phục Long Kỵ Binh. Phục Long Kỵ Binh đuổi theo thất giới liên quân sau, ân kiệt la từ kim lân thánh giá trung bay ra tới, nhảy vào hình thiên giới tàu bay chung, tới gần đến hình thiên giới chủ trước mặt, trên cao nhìn xuống quát hỏi nói, cho các người tiếp ứng ta, các người cũng dám cự tuyệt, là cảm thấy ta không về được phải không? Ở đây thất giới liên minh cường giả nhìn thấy ân kiệt la xuất hiện, trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Hình thiên giới chủ xác thật không nghĩ tới ân kiệt la có thể trở về, rốt cuộc đuổi giết thất giới liên quân chỉ có nọa sát một cái. Nói cách khác, ân kiệt la hẳn là lọt vào giận sát, tham sát hai đầu thực ngày ma uyên ma thần đuổi giết, hơn nữa tử linh đại quân, thương viêm giới chủ những cái đó tử linh thần đế, lý luận thượng ân kiệt la rất khó chạy ra tới. Huống chi ân kiệt la còn bị vạn giới ma long long đuôi quét chung, đã chịu bị thương nặng, nếu là một đầu thực ngày ma uyên ma thần đuổi giết, có lẽ còn có thể chạy ra tới, hai đầu cùng nhau đuổi giết nói, hẳn là cũng chưa về. Ân Kiệt La chạy thoát thực ngày Ma uyên ma thần đuổi giết lúc sau, tụ tập chạy tứ tán ngạo thiên thần giới quân đội, lập tức chiều thất giới liên minh phương hướng đuổi lại đây. Hình thiên giới chủ nghi hoặc hỏi, không nghĩ tới thần tử có thể nhanh như vậy trở về. Hừ, kẻ hèn một cái thực ngày Ma uyên ma thần, có thể lấy ta thế nào? Ân Kiệt La lãnh ngạo nói, Diệp Hiên nghe thế câu nói, cau mày, truy vấn nói, đuổi giết người thực ngày ma uyên ma thần chỉ có một. Người có ý tứ gì? Ân Kiệt la quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt ẩn hàm tức giận. Bởi vì phía trước Diệp Hiên đem không gian pháp tắc lấy về đi, tuy rằng ngay từ đầu nói là mượn, nhưng tới tay đồ vật bị lấy về đi, trong lòng thập phần bất mãn. Diệp Hiên trầm giọng hỏi, chuyện này thực mấu chốt, đuổi giết người thực ngày ma uyên ma thần chỉ có một. Không sai, chỉ có giận sát một cái, có cái gì vấn đề? Ân Kiệt La hai mắt híp lại lên, không minh bạch Diệp Hiên vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Diệp Hiên biểu tình trở nên ngưng trọng lên, cùng Dâu quay nón Long Thần, Hình Thiên giới chủ nhìn nhau, cũng thấy được bọn họ trong mắt nghi ngờ, tình huống có chút không đúng. Diệp Hiên nhíu mày nói, Hình Thiên giới chủ cũng cảm giác sự tình không thích hợp, suy tư nói, như thế nào sẽ thiếu một cái đâu. Suốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ân Kiệt La bị ba người trên mặt biểu tình làm ngốc mặt lạnh truy vấn các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì hình thiên giới chủ lúc này mới giải thích nói sự tình không thích hợp phía trước đuổi giết thất giới liên minh ma thần chỉ có nọa sát một cái ta vốn dĩ cho rằng mặt khác hai cái thực ngày ma uyên ma thần đuổi theo giết thần tử ngươi chính là ngươi lại nói chỉ thấy được giận sát nói như vậy tham sát liền không biết đi đâu ân kiệt la suy nghĩ một chút nói này có cái gì hảo kỳ quái chẳng lẽ tam ma thần cần thiết đều có động tác mới được sao Diệp Hiên không có đáp lại nghi vấn của hắn, lại lần nữa truy vấn nói, thương viêm giới chủ kia mấy tôn tử linh thần đế, ngươi gặp được sao? Ân Kiệt La Hừ lạnh nói, những cái đó tử linh thần đế, dám xuất hiện ở trước mặt ta sao? Sơ tay là có thể chụp diệt đồ vật, Diệp Hiên nghe thấy cái này trả lời, càng thêm cảm giác sự tình không thích hợp. Tình huống càng thêm không thích hợp, tham sát cùng thương viêm giới chủ kia mấy tôn tử linh thần đế đều không có xuất hiện. Ở đây còn lại thất giới liên minh cường giả cũng nghe minh bạch, Bắt đầu tham dự thảo luận. Nguyên Thánh giới sứ giả suy đoán nói, có hay không có thể là ở chỗ nào đó phục kích chúng ta. Nói khôn, gờ chừng chúng ta hiện tại đã rơi vào bẫy dập, tham sát cùng những cái đó từ linh thần đế tùy thời khả năng lao tới khởi xướng công kích. Diệp Hiên lắc đầu, phủ định cái này suy đoán, không quá khả năng, nếu muốn phục kích chúng ta, tốt nhất phục kích địa điểm hẳn là ở Hắc Ám tinh vực, mà không phải ở chúng ta rời đi Hắc Ám tinh vực lúc sau lại tiến hành. Hơn nữa chúng ta rời đi hắc ám tinh vực đã 7 ngày thời gian, đã ly thật sự xa. Lúc này lại tiến hành phục kích, khả năng tính thực tiểu. Hình thiên giới chủ tán đồng nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, chúng ta rời đi hắc ám tinh vực lúc sau, hành quân lộ tuyến cũng không cố định, tử linh đại quân căn bản không có khả năng mai phục. Ân kiệt la lần này trở lại thất giới liên quân, là muốn hương sư vấn tội, kết quả bị mấy người một gián đoạn, đề tài bị mang chạy. Hắn nổi giận nói, ta hiện tại hỏi các ngươi, phía trước là ai cãi lời ta ngạo thiên thần giới mệnh lệnh. Diệp Hiên liếc hắn một cái, thanh âm đạm mạc nói, việc này liền không cần thiết đề ra, người một hai phải truy cứu, ta đây trực tiếp nói cho ngươi, thất giới liên minh mỗi một cái đều có phân kháng mệnh, người chỉ tội đi. Ân Kiệt la sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Bởi vì hắn không có biện pháp trị như vậy nhiều người tội, hắn nhất tưởng chính là trảo ra một người tới, trừng phạt một đốn, gian đe cảnh cáo. Bất quá, Diệp Hiên những lời này, trực tiếp làm hắn tính toán thất bại. Ân Kiệt la hai mắt híp lại lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên đôi mắt, hừ lạnh nói, ngươi làm chuyện tốt, ta còn không có tính sổ với ngươi. Diệp Hiên buông tay cười hỏi, ta làm cái gì chuyện tốt, ta như thế nào không biết. Ở chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, ngươi dám can đảm đem không gian phát tắc lấy đi, là muốn hại chết ai? Ân Kiệt la đề cao thanh âm, quát hỏi nói. Diệp Hiên buông tay cười nói, nói chuyện vẫn là thành thật điểm hảo người đánh hắc ám tinh vực trận chiến ấy, chúng ta chính là ở quy thiên kính xem đến rõ ràng. Bị một con rồng đuôi chiều phi, sau đó liền trực tiếp trốn xa. Ta thu hồi, không gian pháp tắc, thời điểm, người ở địa phương nào, trong lòng không điểm số sao. Ân kiệt la sắc mặt hắc như đáy nồi, thật mạnh hư một tiếng, nói trận này thần phạt chi chiến còn không có đánh xong, vậy không có kết thúc. Thôi đi, ngay từ đầu nói giơ tay gian có thể diệt hắc ám tinh vực, còn muốn mượn Không Gian Pháp Tắc cùng Thần Thụ Thánh Pháp. "Hảo, ta hai dạng đều cho ngươi mượn, kết quả thế nào còn dùng ta nói sao?" Ngươi thậm chí liền Hắc Ám Tinh Vực Chúa Tể Giả đều không có nhìn đến, liền thua. "Ta không thể tưởng được, ngươi còn có thể như thế nào thắng?" Diệp Hiên nhàn nhạt cười nói, Ân Kiệt La trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun trào ra tới, khiển trách nói, "Ngạo Thiên Thần Giới thực lực, không phải ngươi có thể suy đoán." Ngươi chỗ đã thấy chẳng qua là ngạo thiên thần giới một phần người không đến thực lực nhớ kỹ ngươi hôm nay nói ta tất diệt hắc ám tinh vực hảo a à, ta đây chờ xem diệp hiên mỉm cười nói hừ ân kiệt la hừ lạnh vừa chuyển mang theo thân vệ rời đi hình thiên giới chủ nhìn ân kiệt la phẫn nộ rời đi bóng dáng thở dài nói diệp thần đế ngươi hà tất chọc giận hắn đâu diệp hiên trên mặt vẫn duy trì nhàn nhạt ý cười nói như vậy không phải thực hảo sao Ngạo Thiên Thần giới kiên trì muốn đánh Hắc Ám tinh vực, đối chúng ta càng có lợi không phải sao?" Hình Thiên giới chủ cũng không khỏi lộ ra ý cười, nói, "Điều này cũng đúng, người ta hai giới khẳng định là muốn kiên trì đánh Hắc Ám tinh vực, hiện tại có Ngạo Thiên Thần giới duy trì, đối xác thật đối chúng ta càng có lợi." Chương 1959 chiến cuộc đột nhiên thay đổi Ngạo Thiên Thần giới người đều rời khỏi sau, trong đại sảnh trầm mặc xuống dưới. Diệp Hiên ở suy tư sự tình, sau một lúc lâu lúc sau hình thiên giới chủ hỏi, Diệp thần đế, ngươi suy nghĩ cái gì? Diệp hiên ngẩng đầu liếc hắn một cái, đáp vẫn là suy nghĩ kia tôn chẳng biết đi đâu thực ngày ma huyên ma thần, ta tổng cảm giác, tham sát cùng thương viêm giới chủ kiêm mấy tôn tử linh thập. N đế hành tung có cổ quái, tham sát cùng thương viêm giới chủ đã không có tới đuổi giết thất giới liên quân, cũng không có đi vây đổ ân kiệt la, sự tình rất kỳ quái. Hình thiên giới chủ gật đầu tán đồng nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, không có nhìn thấy phía trước, cũng đoán không ra hắc ám tinh vực ở mưu hoa cái gì lại nghĩ như thế nào cũng vô dụng đích xác như thế chỉ có thể nhìn xem thế cục như thế nào phát triển lại tiến hành bước tiếp theo kế hoạch diệp hiên nói bên kia ân vệ nô trở lại thất giới liên quân lúc sau lại lần nữa đi vào mất đi thần điện tàu bay trước lễ phép tới cửa bái phỏng chín anh thánh nữ biết được ân vệ nô phản hồi thời điểm hơi có chút kinh ngạc nguyên bản nàng cho rằng ân vệ nô là đi chịu chết không có khả năng hồi đến tới không nghĩ tới hắn thế nhưng tồn tại đã trở lại ân vệ nô đưa ra bái phòng thỉnh cầu sau không bao lâu liền có mất đi thần điện đệ tử ra tới thỉnh hắn đi vào hắn đi vào mất đi thần điện tàu bay đại sảnh lúc sau chín anh thánh nữ liền tiếu ngữ doanh doanh ninh ra tới nói tướng quân ngươi đã trở lại ta còn lo lắng tướng quân ra cái gì ngoài ý muốn trong lòng xem kỹ lo âu cái này hảo treo tâm rốt cuộc có thể buông xuống ân vệ nô cảm thán nói đa tạ thánh nữ lo lắng lúc này đây xác thật thập phần mạo hiểm, may mắn cuối cùng tiếp ứng tới rồi thần tử, hữu kinh vô hiểm đã trở lại. Chín anh thánh nữ suy nghĩ một chút, hỏi ta nghe nói các ngươi đã chịu thực ngày ma uyên ma thần đuổi giết, là như thế nào thoát phây? Chỉ là giận sát đuổi giết đi lên, cấu không thành bao lớn uy hát yêu ta, thần tử lấy đại pháp lực tiếp dẫn hạ ngạo thiên thần giới thế giới lực lượng. Đem giận sát bước lui, sau đó liền thuận lợi thoát mệt nhọc. Ân vệ nô nói đơn giản một chút quá trình. Chín anh thánh nữ trong mắt chuyển động, lại hỏi, hiện tại thần tử như thế nào tính toán? Còn muốn đánh hắc ám tinh vực sao? Đương nhiên, thần tử nói, bất diệt hắc ám tinh vực, quyết không bỏ qua. Ân vệ nô đáp, chín anh thánh nữ trong lòng hiện lên một cái độc kế, thử nói chính là hắc ám tinh vực như thế khó đối phó. Ta nghe trưởng lão nói, muốn ngăn cản mất đi hạo kiếp buông xuống, cũng không phải không đánh hắc ám tinh vực không thể. Kỳ thật có thể tưởng mặt khác biện pháp, ân vệ nô nhíu nhíu mày, nói thánh nữ y tứ là muốn giảm bớt thất giới liên minh thượng vị thế giới sao. Chín anh thánh nữ biểu tình ngẩn ra, làm ra một bộ thập phần khổ sở biểu tình, đáp ta, ta xác thật có như vậy nghĩ tới, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cửu châu giới, nếu là cửu châu giới từ trên đời biến mất, kia hết thảy nguy cơ đều giải quyết dễ dàng. Ta có phải hay không tâm nhãn quá xấu rồi? Chính là ta tưởng tượng đến người kia, trong lòng hận liền mặt diệt không xong. Ân vệ nô lắc đầu nói, này không phải thánh nữ sai, nếu ta là thánh nữ, cũng khẳng định sẽ như vậy tưởng. Cái kia Diệp Hiên cũng xác thật đáng giận, ba lần bốn lượt cãi lời ngạo thiên thần giới mệnh lệnh. Nếu không phải xem ở thất giới liên minh phân thượng, ta khẳng định sẽ cho hắn một chút giáo huấn. Chín anh thánh nữ vội vàng đè lại ân vệ nô tay, nói tướng quân đừng tức giận, Diệp Hiên thực lực quá cường, ta không nghĩ liên lụy tướng quân, tướng quân vẫn là không cần cùng hắn khởi xung đột hảo. Ân vệ nô nghe được lời này, trong lòng tức khắc bốc lên khởi một cổ tức giận, nói hắn liền tính lại cường dám cùng ngạo thiên thần giới là địch sao thánh nữ ngươi yên tâm người này sớm hay muộn sẽ đã chịu giáo huấn chín anh thánh nữ trầm ngâm một lát nói sang chuyện khác nói thần tử hiện tại có tính toán gì không sao thần tử đang ở chuẩn bị tiếp dẫn ngạo thiên thần giới càng cường đại quân đội buông xuống đến lúc đó trực tiếp đẩy bình hắc ám tinh vực ân vệ nô bàn tay vung lên thập phần tự tin nói chín anh thánh nữ thử nói thật sự có thể làm được sao phía trước thần tử cũng chưa có thể thành công ân vệ nô ngẩng đầu lộ ra ngạo nghễ thần thái nói thánh nữ yên tâm hảo ngạo thiên thần giới cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi ngươi chứng kiến đến p Cục long kỵ binh bất quá là ngạo thiên thần giới một phần người không đến thực lực nếu là cái dạng này lời nói ta đây liền an tâm rồi hy vọng thần tử cùng tướng quân có thể một trận chiến công thành vì vạn giới vũ trụ hóa giải nguy cơ chín anh thánh nữ khen tặng nói hai ngày lúc sau ân kiệt la lấy thời không chi miêu lại lần nữa tiếp dẫn tiếp theo chi ngạo thiên thần giới quân đội hơn nữa lúc này đây cùng buông xuống còn có ba gã ngạo thiên thần giới cường giả ân kiệt la trọng chỉnh quân đội sau chuẩn bị lại một lần tấn công hắc ám tinh vực cùng ngày liền triệu tập thất giới liên minh sứ giả thảo luận bước tiếp theo chiến lược kim lân thánh điện trung ba gã ngạo thiên thần giới cường giả phân loại ân kiệt la hai bên chỉ là đứng ở nơi đó liền có vô cùng kỳ thật khuếch tán mở ra ân kiệt la trở đến thất giới liên minh sứ giả đều đến đông đủ lúc sau dùng chân thật đáng tin ngữ khi nói ta ngạo thiên thần giới cường đại nhất ma thương long kỵ đã buông xuống ngày mai liền thay đổi phương hướng một lần nữa sát hồi hắc ám tinh vực các ngươi hiện tại liền trở về chuẩn bị đi bởi vì phía trước một trận chiến ngạo thiên thần giới bị thua cho nên ở đây thất giới liên minh sứ giả trong lòng nhiều ít có chút hoài nghi hỏi thần tử việc này có phải hay không hẳn là bàn bạc kỹ hơn hắc ám tinh vực thực lực là ở là vượt qua chúng ta ngay từ đầu đoán trước. Hừ, hắc ám tinh vực lại cường, có thể cùng ta ngạo thiên thần giới so sao. Cho các người trở về chuẩn bị khai chiến, liền mau đi chuẩn bị. Ân Kiệt La không kiên nhẫn mệnh lệnh nói, chính là, không có chính là, đây là mệnh lệnh. Ân Kiệt La khiển trách nói, ở đây thất giới liên minh sứ giả, cảm nhận được kia tam tôn ngạo thiên thần giới cường giả hơi thở, không dám cãi lời mệnh lệnh, chỉ có thể dùng thương lượng ngữ khí hỏi thần tử chúng ta lại nói tiến công chi tiết để tránh tái xuất hiện phía trước tình huống mọi người chính thương lượng thời điểm một người hình thiên giới thân vệ vội vội vàng vàng chạy tiến kim lân thánh điện đi vào hình thiên giới chủ bên tai com thấp giọng bẩm báo khẩn cấp tình báo cái gì hình thiên giới chủ nghe được thân vệ bẩm báo tức khắc sắc mặt đại biến này thanh kêu quá lớn thanh cả kinh ở đây tất cả mọi người quay đầu vọng lại đây hình thiên giới chủ ra chuyện gì một người chủ động dò hỏi hình thiên giới chủ sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng thanh âm run rẩy nói hình thiên giới lọt vào tử linh đánh bất ngờ lại là giống thượng một lần đánh bất ngờ thất giới truyền tống trận giống nhau đi điểm này việc nhỏ không cần như vậy khẩn trương đi minh thánh giới sứ giả ngữ khí nhẹ nhàng nói hình thiên giới chủ sắc mặt càng thêm ngưng trọng nói không lúc này đây là tới thật sự hiện tại tham sát thương viêm giới chủ đế phi thiên kia mấy tôn tử linh thần đế tất cả đều ở hình thiên giới hình thiên giới còn sinh trưởng ra hắc ám thần thụ không được ta cần thiết phải về hình thiên giới mọi người nghe được lời này tức khắc minh bạch sự tình rất nghiêm trọng bất quá vẫn là có người cảm thấy cổ quái dò so hỏi tình báo chuẩn xác sao tình báo tuyệt đối sẽ không sai ta không thể tại đây trì hoãn ta cần thiết lập tức xuất quân hồi viện hình thiên giới bằng không hình thiên giới chủ sẽ rơi vào hắc ám tinh vực trong tay Hình thiên giới chủ nói liền bước nhanh đi ra ngoài, chuẩn bị lập tức cầm binh hồi viện hình thiên giới. chương 1960 hồi viện hình thiên giới đứng lại. Nhìn đến hình thiên giới chủ hướng ngoài điện đi, ân kiệt la lập tức ra tiếng quát hỏi, ta cho phép người phản hồi hình thiên giới sao? Hình thiên giới chủ cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài, đáp lại nói, hồi viện hình thiên giới là chuyện của ta, không cần bất luận kẻ nào cho phép. Người dám tự mình thoát ly liên quân, chính là trốn chạy. Ân Kiệt la đỉnh đầu chụp mũ đắp lên đi, đem sự tình nghiêm trọng hóa. Hình thiên giới chủ cũng không để ý cái gì trốn chạy không trốn chạy, hư lạnh nói, nói được giống như ngươi nhóm ngạo. Thiên thần giới quân đội không có thoát ly quá liên quân dường như. Ân Kiệt la phía trước mới vừa thoát ly liên quân, một mình xuất quân tiến đến tấn công hắc ám tinh vực, kết quả chiến bại mà hồi. Hiện tại ta mới là liên quân thống soái. Ân Kiệt la hét lớn một tiếng, phát tay mệnh lệnh ngạo thiên thần giới hộ vệ ngăn trở hình thiên giới chủ. Cửa điện ngoại ngạo thiên thần giới hộ vệ lập tức giơ lên chiến mâu, giao nhau hoành ở hình thiên giới chủ trước mặt, ngăn cản hắn đi ra ngoài. Ngươi làm ngươi thống soái, ta hồi ta hình thiên giới, ai đều đừng nghĩ ngăn trở ta. Hình thiên giới chủ Tả Hữu nhìn thoáng qua ngăn trở hắn hộ vệ, liền chuẩn bị động thủ đem chiến mâu chấn khai. Ân Kiệt la quát, ngươi còn dám đi ra ngoài một bước, liền coi làm trốn chạy, lập tức trục xuất thất giới liên minh. Hình thiên giới chủ giật nhẹ khóe miệng, cười lạnh nói nếu là hình thiên giới không có đồng giảng sẽ rời khỏi thất giới liên minh có cái gì khác nhau ngươi lấy cái này yêu iota không đến ta hắn nói xong giơ tay ngăn hộ vệ chiến mâu sải bước đi ra ngoài hắn đi đến cửa điện ngoại quay đầu lại chiều diệp hiên nhìn thoáng qua hỏi diệp thần đế phía trước minh ước còn tính toán sao diệp hiên cái gì cũng chưa nói trực tiếp cất bước cùng hắn cùng nhau đi ra đại điện hình thiên giới chủ trong mắt hiện lên một tia kiên định ánh mắt cùng Diệp Hiên cùng giá khởi độn quang, chiều hình thiên giới quân đội phương hướng bay đi. Phanh, ân kiệt la phẫn nộ một trưởng chụp toái ngồi xuống bảo ghế. Chín anh thánh nữ trong mắt chuyển động, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía ân vệ nô. Ân vệ nô nhìn thấy nàng ánh mắt, do so dự một chút, quay đầu hướng ân kiệt la bẩm báo nói, thần tử, này hai người cãi lời quân lệch, tự mình trốn chạy, cần thiết nghiêm trị, nếu không về sau liên quân còn có ai sẽ nghe mệnh lệnh dâu quai nón long thần nguyên bản sốt ruột không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo nghe được ân vệ nô nói vội vàng giải thích nói thần tử sự tình không phải như thế ta cho rằng hiện tại hẳn là chia quân tác chiến thần tử có thể tiếp tục xuất lĩnh liên quân tấn công hắc ám tinh vực ta cùng hình thiên giới chủ cùng hồi viện hình thiên giới ân kiệt la ánh mắt âm trầm nhìn dâu quai nón long thần hừ lạnh nói ngươi cũng tưởng trốn chạy không phải trốn chạy thần tử ngươi ngẫm lại xem Hắc ám tinh vực lúc này đánh bất ngờ hình thiên giới, khẳng định là có nguyên nhân. Thuyết minh hắc ám tinh vực muốn chiếm lĩnh hình thiên giới, từ hắc ám tinh vực lần đầu tiên khuếch trương bắt đầu, mỗi một lần hành động đều có chuẩn xác mục tiêu. Lúc này đây đánh bất ngờ hình thiên giới, khẳng định là muốn được đến hình thiên giới. Nếu làm hắc ám tinh vực chiếm lĩnh hình thiên giới, như vậy về sau muốn diệt hắc ám tinh vực liền càng khó khăn. Sơ Quai Nón Long thần dừng một chút, tiếp theo tổng kết nói, cho nên chúng ta yêu cầu hồi viện hình thiên giới, huống hồ thực ngày ma uyên tam ma thần chi nhất tham sát, cùng với thương viêm giới chủ chờ chết linh thần đế đô ở hình thiên giới. Nếu hồi viện quân đội, có thể đem tham sát cùng những cái đó tử linh thần đế đều kiềm chế ở hình thiên giới, chẳng phải là vì thần tử tấn công hắc ám tinh vực chia sẻ rất lớn áp lực. Ân kiệt la trong lòng phẫn nộ nguyên nhân là có người dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, hình thiên giới chủ hồi viện hình thiên giới, Xác thật có thể kiềm chế tham sát cùng thương viêm giới chủ chờ chết linh thần đế đối với chiến cuộc cũng có trợ giúp. sâu quai nón long thần thấy ân kiệt la lâm vào trầm tư, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói: long thần giới, hình thiên giới, cửu châu giới xin hồi viện. chiến cơ hơi túng lướt qua, ta đây liền thống quân đi. hắn nói xong liền hiện ra chân thân hóa thân thành long, bay ra đại biệt, triều long thần giới quân đội phương hướng bay đi. ân kiệt la muốn ngăn trở cũng không kịp, hắn nếu phi thường ngăn trở cũng chỉ có thể đem long thần giới, hình thiên giới cùng cửu châu giới toàn bộ định vì trốn chạy. Nếu chỉ là một cái thượng V, thì thế giới còn chưa tính, hiện tại là ba cái thượng vị thế giới, nếu toàn bộ trở thành trốn chạy xử lý, kia thất giới liên minh liền hoàn toàn rối loạn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhịn xuống tới, đơn giản tam giới hồi viện hình thiên giới, cũng xác thật có thể kiềm chế hắc ám tinh vực bộ phận quân lực, đối với cục diện chiến đấu có lợi. Hình thiên giới chủ trở lại kỳ hạm tàu bay thượng, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất phát phản hồi hình thiên giới phía dưới binh tướng còn không biết đã xảy ra chuyện gì bất quá ra mệnh lệnh tới vẫn là lập tức dựa theo mệnh lệnh hành động chỉnh chi quân đội đều động lên bắt đầu thoát ly thất giới liên quân chiều hình thiên giới phương hướng tiến lên hình thiên giới quân đội thoát ly liên quân không bao lâu long thần giới quân đội cũng theo đi lên sơ quai nón long thần vô cùng lo lắng vọt vào tàu bay chung hỏi vừa rồi sự tình khẩn cấp cũng chưa tới kịp hỏi chi tiết hình thiên giới hiện tại rốt cuộc thế nào hình thiên giới chủ thần tình ngưng trọng đáp mới nhất truyền đến tin tức hình thiên giới chung đã có hắc ám thần thụ sinh trưởng ra tới hơn nữa nhanh chóng lan tràn thành đàn tử linh từ dưới nền đất bò ra tới tình huống thực không xong sơ quai nón long thần sốt ruột nói nói như vậy trận này đánh bất ngờ không phải đùa giỡn hắc ám tinh vực là thật muốn muốn hình thiên giới a hình thiên giới chủ thở dài quay đầu xem diệp hiên liếc mắt một cái nói diệp thần đế trong lòng ta có cái nghi vấn, con không có nghĩ thông suốt, nhưng lại không biết có nên hay không nói. Diệp Hiên nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, đại khái có thể đoán được hắn muốn nói cái gì, bất quá vẫn là muốn cho chính hắn nói ra, không quan hệ, ta nếu có thể cùng ngươi cùng ra tới, điểm này tín nhiệm vẫn phải có đi. Hình Thiên giới chủ gật đầu nói, đây cũng là ta thưởng thức ngươi địa phương. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây có cái gì cũng chỉ nói. Ta tưởng không rõ theo lý thuyết hắc ám tinh vực nếu muốn chiếm lĩnh một cái thượng vị thế giới mục tiêu đệ nhất hẳn là cửu châu giới mới đúng tranh cãi độ tới xem công chiếm hình thiên giới khó khăn hẳn là lớn hơn nữa mới đúng diệp hiên tán đồng nói xác thật là như thế này nếu đơn luận thực lực nói cửu châu giới mới phi thăng thành thượng vị thế giới không bao lâu thực lực cùng hình thiên giới so không được nếu đơn thuần công chiếm nói cửu châu giới hẳn là càng dễ dàng một ít kỳ thật ta ngay từ đầu cho rằng hắc ám tinh vực nếu muốn tiến công, cái thứ nhất mục tiêu khẳng định là cửu châu giới, trước nay không nghĩ tới trước hết đã chịu tiến công hình thiên giới. Hình thiên giới chủ trên mặt tràn đầy nghi hoặc, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Diệp Hiên gật đầu nói, vấn đề này ta vừa rồi cũng suy nghĩ, cuối cùng đến ra kết luận là, hắc ám tinh vực muốn phát huy tiến công ưu thế, khẳng định muốn vận dụng hắc ám thần thụ. Nếu hắc ám tinh vực lựa chọn tiến công cửu châu giới, như vậy sẽ phát sinh thần thụ cùng hắc ám thần thụ chính diện giao phong, mà như vậy giao phong, thương viêm giới chủ không có tất thắng nắm chắc. Ta tưởng hẳn là nguyên nhân này mới làm hắc ám tinh vực buông tha cửu châu giới, lựa chọn tiến công hình thiên giới. Hình thiên giới chủ nghe xong cái này giải thích, nghiêm túc gật đầu nói, nguyên lai like là nguyên nhân này, ta nhưng thật ra xem nhẹ thần thụ cái này nhân tố, tạm hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quen nhấn quả chuông ở kế bên, để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 1961 ám lưu dũng động đương hình thiên giới chủ xuất quân hồi viện thời điểm, thất giới liên quân bên trong cũng phát sinh tranh luận. Huyền nguyên giới, minh thánh giới chờ thưởng vị thế giới sứ giả lén tụ ở bên nhau, tranh luận hẳn là như thế nào ứng đối hiện tại cục diện. Hình thiên giới đã xảy ra chuyện, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Chư vị có ý kiến gì không? Minh thánh giới sứ giả nhìn chung quanh một vòng, dẫn đầu đờ ưa ra vấn đề, có thể ở làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi theo hình thiên giới chủ cùng nhau hồi viện, hoặc là liền đi theo ngạo thiên thần giới tiếp tục tiến công hắc ám tinh vực. Một người thượng vị thế giới sứ giả buông tay nói, xác thật chỉ có này hai lựa chọn, nhưng hiện tại vấn đề chính là nên như thế nào tuyển. Minh Thánh giới sứ giả cường điệu nói, khuyết vân đạo tôn vẫn luôn đều trầm mặc không nói, lúc này mở miệng nói, sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Hắc ám tinh vực đột nhiên làm ra tiến công động tác. Này liền ý nghĩa vạn giới vũ trụ thế cục muốn đại biến. Phía trước Hắc ám tinh vực vẫn luôn là phòng thủ tư thái, hiện tại đột nhiên bắt đầu tiến công, hơn nữa vừa ra tay chính là bảy đại thượng vị thế giới chi nhất hình thiên giới, loại này bá đạo cách làm, rất giống là muốn xưng bá hư không vạn giới ý tứ. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng cảm giác được một loại vô hình áp lực treo ở đỉnh đầu. Đạo Tôn không nói ta còn không có chú ý tới. Như vậy vừa nói, sự tình xác thật là như thế này, chẳng lẽ nói Hắc Ám Tinh vực thật sự muốn quét ngang hư không vạn giới sao? Minh Thánh giới sứ giả gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Hắc Ám Tinh vực rốt cuộc muốn làm gì? Quét ngang hư không vạn giới, đối Hắc Ám Tinh vực có chỗ tốt gì? Có hay không khả năng Hắc Ám Tinh vực vị kia chúa tể cũng muốn thống nhất hư không vạn giới, tranh thiên đế chi vị? Một người suy đoán nói, cái này ý tưởng vừa nói ra tới, mọi người đều cảm thấy rất có khả năng như vậy vừa nói, xác thật có loại này khả năng. Ngạo thiên thần giới muốn thống nhất vạn giới vũ trụ, thành lập thần quốc, vì cũng là thiên đế chi vị. Hiện tại hắc ám tinh vực vị kia chúa tể hành động, cũng như là muốn tranh thiên đế chi vị. Này thế cục tưởng bất động đáng đều không thể, kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Chúng ta muốn hay không hồi viện hình thiên giới, vạn nhất hình thiên giới luân hãm, hắc ám tinh vực đã có thể có hai cái thượng vị thế giới. Hơn nữa tuyên cổ ngân hà đệ nhất khu vực, còn có một cái khác phi thăng không bao lâu thượng vị thế giới hình thiên giới một khi luân hãm cửu châu giới cũng khẳng định đỉnh không được đến lúc đó toàn bộ đệ nhất khu vực liền tất cả đều rơi vào hắc ám tinh vực trong khống chế minh thánh giới sứ giả nghiêm túc phân tích thế cục tàng không thánh tôn trầm ngâm sau một lúc lâu nói nếu là cái dạng này lời nói so với tiến công hắc ám tinh vực hồi viện hình thiên giới càng quan trọng một khi hình thiên giới luân hãm kiệt tiếp theo cái chính là cửu châu giới lại tiếp theo cái liền đến phiên chúng ta đúng vậy không thể làm hắc ám tinh vực tiếp tục khuếch trương tiếp tục như vậy đi xuống thật sự ngăn chặn không được minh thánh giới sứ giả tán đồng nói ở đây thất giới liên minh sứ giả bên trong càng ngày càng nhiều người cho rằng hồi viện hình thiên giới càng quan trọng chính là ngạo thiên thần giới vẫn là muốn đánh hắc ám tinh vực chúng ta liền tính tưởng hồi viện cũng không có biện pháp đi có thể cùng đi cùng ân kiệt la thương lượng chúng ta nhiều người như vậy nếu đều cho rằng hẳn là hồi việt ân kiệt la nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý một khi đã như vậy vậy ngày mai đi ngày mai chúng ta cùng đi thấy ân kiệt la đến lúc đó lại thương thảo mọi người định ra thương nghị liền từng người tan đi ban đêm chín anh thánh nữ ở mất đi thần điện tàu bay chung đi qua đi lại hôm nay các lớn hơn vị thế giới sứ giả thảo luận thời điểm nàng cũng ở đây tuy rằng nàng từ đầu đến cuối đều không có phát biểu ý kiến nhưng vẫn luôn nghiêm túc nghe hôm nay thảo luận kết quả làm nàng rất không vừa lòng nàng do dự sau một lúc lâu đi tới tàng không thánh tôn tàu bay trước tới cửa bái phòng tàng không thánh tôn thỉnh nàng tiến vào làm người hầu thượng trà sau chủ động hỏi thánh nữ tiến đến bái phòng là có chuyện gì sao chín anh thánh nữ cười cười một lát sau mới hỏi nói thánh tôn thật sự muốn hồi viện hình thiên giới sao đương nhiên nếu không trở về viện hình thiên giới hậu quả rất nghiêm trọng ân tàng không thánh tôn đương nhiên đáp, chín anh thánh nữ thưởng thức chén trà, trầm mặt sau một lúc lâu mới nói nói, thánh tôn có hay không nghĩ tới, nếu là diệt không xong hắc ám tinh vực làm sao bây giờ. Tàng không thánh tôn mày nhân lại, hỏi ngược lại, thánh nữ cảm thấy lấy thất giới liên minh cùng ngạo thiên thần giới liên thủ thực lực, đều diệt không xong hắc ám tinh vực sao. Chín anh thánh nữ lắc đầu cười nói, ta không nói như vậy, bất quá thánh tôn cẩn thận tưởng một chút, bằng ngạo thiên thần giới thật sự có thể thắng sao. Nếu là có thể thắng, không có gì đến bây giờ cũng chưa thắng này tàng không thánh tôn nhất thời nghẹn lời không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này ngay từ đầu ngạo thiên thần giới trọng lâm vạn giới vũ trụ thời điểm mỗi người đều cảm thấy có ngạo thiên thần giới ở có thể động động ngón tay liền có thể diệt hắc ám tinh vực nhưng mà đương chân chính đánh lên tới thời điểm tình huống cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau ân kiệt la thậm chí bị đánh đến chật vật trốn hồi lại một lần tiếp dẫn hạ ngạo thiên thần giới ma thương long kỵ chuẩn bị lại đánh một lần nhưng có lần đầu tiên thất bại lần thứ hai có thể hay không thủ thắng đó chính là cái không biết bao nhiêu đương nhiên tàng không thánh tôn ở nhìn thấy ma thương long kỵ cùng với ngạo thiên thần giới xuống dưới kia tam tôn thần giới cường giả lúc sau cảm thấy hy vọng rất lớn chín anh thánh nữ thấy tàng không thánh tôn ở nhíu mày suy tư lại tiếp tục thêm chú nói thánh tôn người đến bây giờ nhìn thấy quá hắc ám tinh vực chúa tể giả sao không còn không có Tàng không thánh tôn nhíu mày đáp, đúng vậy, này đều đã là lần thứ ba thần phạt chi chiến, đánh tới loại trình độ này, liền hắc ám tinh vực chúa tể giả đều không có nhìn đến, người cảm thấy liền loại này chiến cuộc, thật sự có thể thắng sao. Chín anh thánh nữ tiếp tục thúc đẩy đề tài, này, tàng không thánh tôn lại lần nữa nghẹn lời, hắn không thể không thừa nhận, chiến cuộc xác thật so dự đoán muốn không xong. Nguyên bản cho rằng cường đại vô địch ngạo thiên thần tử, kết quả đại chiến một hồi, liền hắc ám tinh vực chúa tể giả đều bước không ra. Tiếp tục như vậy đánh tiếp, thật sự có thắng khả năng sao? Tàng không thánh tôn nhíu mày nhìn chầm chầm chín anh thánh nữ, trầm giọng hỏi thánh nữ rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta là tưởng nói, nếu hắc ám tinh vực quá cường đại, vì cái gì không đánh không thể. Muốn ngăn cản mất đi hạo kiếp buông xuống, giảm bớt thượng vị thế giới số lượng thì tốt rồi. Hiện tại cục diện bất chính hảo sao, hình thiên giới lọt vào hắc ám tinh vực tiến công, chờ bọn họ đem hình thiên giới đập nát, mất đi hạo kiếp nguy cơ tự nhiên liền giải trừ, hà tất cực cực khổ khổ đánh hắc ám tinh vực. Chín anh thánh nữ nói ra câu này ác độc vô cùng lời nói. Tàng không thánh tôn khóe mắt run rẩy vài cái, hắn phát hiện trước mặt nữ nhân này, so nàng phụ thân càng ác độc. Bất quá, hắn lại không thể không thừa nhận, nàng nói biện pháp này, xác thật có thể giải quyết hạo kiếp nguy cơ, hơn nữa chỉ cần bàng quan liền có thể. Tàng không thánh tôn tự hỏi một lát sau, Hỏi, vạn nhất hình thiên giới không có bị đập nát, mà là bị Hắc Ám tinh vực chiếm lĩnh đâu? Nói vậy, Hắc Ám tinh vực liền có được hai cái thượng vị thế giới, hạo kiếp nguy cơ vẫn là không có giải trừ. Chương 1962 hình thiên giới chi nguy nghe được mất đi thánh tôn nhắc nhở vấn đề này, chín anh thánh nữ lạnh lùng cười, nói, thánh tôn hà tất lo lắng cái này, người ngẫm lại xem, hình thiên giới không có bị đập nát, tuyên cổ ngân hà đệ nhất khu vực không phải còn có một cái khác thượng vị thế giới sao? Người cảm thấy hắc ám tinh vực chiếm lĩnh hình thiên giới lúc sau, sẽ tại bên người lưu một cái không chịu khống chế thượng vị thế giới sao? Tàng không thánh tôn mày một chọn, nói thánh nữ vẫn là muốn trả thù cửu châu giới A. Chín anh thánh nữ hừ lạnh nói, này có cái gì vấn đề sao? Ta chính là muốn cửu châu giới cùng cái kia hạ vị thế giới xuất thân đê tiện nhân tộc từ trên đời này biến mất. Tàng không thánh tê, ôn rất có hứng thú đánh giá nàng, nói người so phụ thân người tàn nhẫn chín anh thánh nữ hừ nói kia giống như gì ta chỉ hỏi thánh tôn một câu ta theo như lời biện pháp có phải hay không có thể không cần tốn nhiều sức giải quyết hạo kiếp nguy cơ tàng không thánh tôn bản thân không tính là ác độc nhưng đối đãi bất luận cái gì sự tình đều phi thường hiệu quả và lợi ích nếu có thể không cần tốn nhiều sức hóa giải nguy cơ kia tự nhiên sẽ không do dự hắn nhàn nhạt cười nói thánh nữ nói đều đối chẳng qua chỉ bằng vào ta một người như vậy tưởng chưa chắc có thể thay đổi thất giới liên minh ý chí Chín anh thánh nữ nghe thế câu nói, liền biết chính mình hôm nay du thuyết thành công, đắc ý cười nói, cái này thánh tôn yên tâm, ta đợi lát nữa liền đi bái phỏng minh thánh giới sứ giả. Ta đây liền không tiến thánh nữ, tàng không thánh tôn tỏ vẻ tiến khách chi ý. Chín anh thánh nữ mục đích đã đạt tới, không có hứng thú tiếp tục đãi đi xuống, liền đứng dậy cáo từ, chiều minh thánh giới tàu bay phương hướng bước vào. Hình thiên giới quân đội tốc độ cao nhất hồi viện, kỳ hạm tàu bay thượng, hình thiên giới chủ mỗi ngày thu tới tay hạ bẩm báo chiến báo đều là lo lắng sốt ruột hình thiên giới tình hình chiến đấu càng ngày càng bất lợi hắn chỉ có thể đem dâu quai nón long thần cùng diệp hiên đều mời đi theo thương nghị diệp hiên cùng dâu quai nón long thần đi vào đại sảnh thời điểm nhìn thấy hình thiên giới chủ vô cùng lo lắng ở trong đại sảnh dạo bước liền ra tiếng dò hỏi lại tới tân chiến báo hình thiên giới chủ gật đầu đáp đúng vậy vừa mới thu được truyền đến mới nhất chiến báo chiến cuộc như thế nào thực không ổn hắc ám thần thụ đã bao trùm hình thiên giới một phần tư mặt đất còn như vậy đi xuống hắc ám thần thụ chiến cuộc toàn bộ hình thiên giới chỉ là vấn đề thời gian hình thiên giới chủ đầy mặt khuôn mặt u sầu sơ quai nón long thần nhíu mày hỏi hình thiên giới thượng lưu thủ quân đội không có phản kích sao hình thiên giới chủ bất đắc dĩ thở dài nói long thần ngươi là biết đến trước sau ba lần đối hắc ám tinh vực thần phạt chi chiến đều là ta chủ đạo rốt cuộc hình thiên giới khoảng cách Hắc Ám tinh vực gần nhất. Lúc này đây thần phạt chi chiến, hình thiên giới cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, tuy rằng để lại quân đội thủ vệ hình thiên giới, nhưng là Hắc Ám tinh vực sinh trưởng quá địa phương, sẽ không ngừng có tử linh cường giả từ dưới nền đất bò ra tới, lưu thủ về điểm này quân đội, căn bản đỉnh không được tử linh đại quân tiến công. Hắn nói xong lúc sau, dừng một chút dò hỏi, ta kêu hai vị lại đây, chính là muốn thương nghị một chút, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Diệp Hiên suy nghĩ một chút, hỏi, lấy quân đội tốc độ, còn muốn bao lâu mới có thể trở lại hình thiên giới? Ít nhất 10 ngày, hình thiên giới chủ lập tức xác nhận hồi viện thời gian. Hắc ám thần thụ sinh trưởng tình huống đâu? Diệp Hiên lại lần nữa vấn đề, lấy hiện tại hình thiên giới thế cục, mấu chốt nhất địa phương chính là hắc ám thần thụ sinh trưởng tình huống. Một khi hắc ám thần thụ mọc đầy hình thiên giới, đến lúc đó mặc dù trở lại hình thiên giới, cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Hình Thiên Giới chủ nhìn phía sau thân vệ liếc mắt một cái, thần niệm giao lưu sau, đáp, nếu này đây 10 ngày thời gian tính toán, đến lúc đó Hắc Ám Thần Thụ ít nhất có thể chiếm cứ Hình Thiên Giới 70% mặt đất. Nhanh như vậy, Diệp Hiên hơi có chút kinh ngạc, lúc trước Cửu Châu Giới phi thăng thời điểm, thần thụ sinh trưởng tốc độ đều không có nhanh như vậy, Hắc Ám Thần Thụ sinh trưởng tốc độ so thần thụ mau quá nhiều. Chính là quá nhanh, khiến cho chiến cuộc đã không chịu khống chế. Hình Thiên Giới chủ thập phần sốt ruột, mỗi ngày nghe chiến báo, rõ ràng biết hình thiên giới ở vào hủy diệt bên cạnh, lại cái gì đều làm không được, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Dựa theo hắc ám thần thụ cái này sinh trưởng tốc độ, 10 ngày thời gian là có thể chiếm cứ hình thiên giới 70% mặt đất. Như vậy liền tính 10 ngày sau hồi viện quân đội đến hình. Thiên giới, triển khai đại chiến, cũng không có khả năng lại ngăn cản hắc ám thần thụ sinh trưởng. Đổi mà nói chi, nếu là 10 ngày sau lại trở lại hình thiên giới, kia hình thiên giới tất nhiên luân hãm trở thành hắc ám thế giới. Diệp Hiên trầm ngâm một lát sau nói, nếu là cái dạng này lời nói, không thể lại trì hoãn. Làm quân đội tiếp tục hồi viện, chúng ta ba cái đi về trước đi. Trước tiên ngăn cản hắc ám thần thụ, còn có hy vọng. Mười ngày thời gian, này đây quân đội tốc độ tính toán. Thần đế cường giả tốc độ, tự nhiên không phải quân đội có thể so sánh. Bởi vậy, nếu Diệp Hiên ba người thoát ly quân đội, dẫn đầu phản hồi hình thiên giới, là có thể trước tiên rất nhiều thiên đến hình thiên giới. Chẳng qua, chỉ bằng vào ba người, hay không có thể ngăn cản tham sát, thương viêm giới chủ cùng hắc ám thần thụ, liền rất khó nói. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm chế, hiện tại liền lên đường. Hình thiên giới chủ cũng thập phần quyết đoán, lập tức làm ra quyết định. Hắn sở dĩ đem Diệp Hiên cùng dâu quai nón long thần kêu lên tới, ngay từ đầu cũng là nghĩ tới biện pháp này. Chẳng qua, chỉ bằng vào hắn một người, Mặc dù trở lại hình thiên giới, cũng vô pháp ngăn cản hắc ám thần thụ, bởi vậy hắn mới muốn kêu lên Diệp Hiên cùng Dâu Quai Nón Long Thần. Vì thế, ba người liền thoát ly quân đội, bằng mau tốc độ chạy về hình thiên giới. Ba ngày lúc sau, hình thiên giới trên không, Diệp Hiên, Dâu Quai Nón Long Thần cùng hình thiên giới chủ rốt cuộc về tới nơi này, www.com cách xa nhau hình thiên giới trăm dặm khoảng cách thời điểm, đã có thể rõ ràng nhìn đến hình thiên giới lúc này tình huống toàn bộ hình thiên giới đã lâm vào trong hỗn loạn nhìn ra dưới hình thiên giới mặt đất đã bị hắc ám thần thụ chiếm cứ một nửa toàn bộ thế giới hữu nửa bên biến thành màu đen tả nửa bên tắc có thể nhìn đến sơn xuyên con sông bởi vì khoảng cách còn khá xa cho nên liếc mắt một cái xem qua đi chỉ có thể nhìn đến màu đen nhưng dùng thần niệm một quan sát là có thể rõ ràng nhìn đến kia thành phiến màu đen thình lình đúng là hắc ám thần thụ hình thiên giới hữu nửa bên đại địa thượng mọc đầy màu đen cành khô cùng bộ rễ, hình thành che trời đại thụ. Trừ bỏ nhan sắc ở ngoài, hình ảnh này cùng cửu châu giới thần thụ là cỡ nào tương tự. Khác nhau chỉ là, cửu châu giới là thanh thúy màu xanh lục, sinh cơ giạt rào. Mà hiện tại hình thiên giới, mãn nhãn đều là dày đặc màu đen, tử khí trầm trầm. Hình thiên giới bên trong, như cũ phát sinh chiến đấu, thường thường truyền đến chấn tiếng vang. Hình thiên giới phòng giữ quân ở hắc ám thần thụ bên cạnh ngoan cường chống cự lại, cùng tử linh đại quân chém giết. Nhưng mà, theo hắc ám thần thụ nhanh chóng sinh trưởng, hình thiên giới phòng giữ quân không thể không chậm rãi lui về phía sau, chỉ cần hơi chút lui đến chậm một chút, quân đội liền bị sẽ hắc ám thần thụ nuốt hết, bị đoạt đi sinh mệnh, sau đó hóa thân thành tử linh, hướng tới nguyên lai cùng bảo dơ lên binh khí huy chém qua đi. Trường 1963 Thượng vị thế giới nguyên tội mắt thấy hắc ám thần thụ đang ở nhanh chóng nuốt hết hình thiên giới, hình thiên giới chủ không đợi quan sát rõ ràng thế cục, lập tức bằng nhanh tốc độ sông lên đi, đối hắc ám thần thụ cùng tử linh đại quân khởi xướng công kích. Giờ phút này, hình thiên giới chung quanh quần một khúc công phạt nhân tâm cầm khúc. Chanh chanh chi âm, thanh thanh lọt vào tai, làm người không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Hình thiên giới chủ nghe được tiếng đàn, tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp được thương viêm giới chủ. Hắn tức giận nói, quả nhiên là ngươi, thương viêm giới chủ ở trên bầu trời khoanh chân mà ngồi, động tác su dương vỗ về cầm, trên mặt biểu tình phong khinh vân đạm, nhưng đầu ngón tay bắn ra lại là có thể đoạt nhân tâm phách đáng sợ ma âm. Ngươi đã trở lại, Thương Viêm giới chủ chậm rãi mở miệng nói một câu, Phảng Phất vẫn luôn đang chờ đợi đối phương dường như. Hình Thiên giới chủ hai mắt híp lại, tức giận hừ nói, ta sớm nên nghĩ đến, đuổi giết thất giới liên quân cùng đùa. Y giết Ân Kiệt La trong đội ngũ đều không có ngươi, ngươi khẳng định là có khác hành động. Nghĩ đến lại có thể thế nào? Hình Thiên giới trung quy vẫn là muốn trở thành hắc ám thần thụ một bộ phận. Thương viêm giới chủ nói chuyện đồng thời, đánh đàn động tác cũng không có dừng lại. Hình thiên giới chủ chất vấn nói, ta có chút xem không hiểu, tấn công hình thiên giới là người ý nguyện, vẫn là hắc ám tinh vực chúa tể ý nguyện. Này quan trọng sao, thương viêm giới bị thần phạt hủy diệt thời điểm, hình thiên giới không cũng có tham dự sao. Đây là ngươi nên được, các ngươi dùng thần phạt hủy diệt như vậy nhiều thượng vị thế giới, chung quy phải vì này đoạn nhân quả trả giá đại giới. Thương viêm giới chủ nói lời này thời điểm, trong mắt lộ ra một đạo lạnh băng ánh mắt này nói lạnh băng ánh mắt chỉ là chợt lóe mà qua một lát sau hắn lại khôi phục đảm mạc biểu tình hỏi biết vì cái gì tuyên cổ ngân hà đệ nhất khu vực chung có hai cái thượng vị thế giới cuối cùng đã chịu tấn công chính là hình thiên giới sao hình thiên giới chủ nhíu mày nói bởi vì ngươi không dám đối mặt chân chính thần thụ thương viêm giới chủ lắc đầu cười nhạo nói sai rồi sở dĩ hình thiên giới trước hết bị tấn công đó là bởi vì hình thiên giới tồn tại nguyên tội Quá vãng mỗi một lần thần phạt chiến tranh, hình thiên giới đều có tham dự. Hủy diệt ở trong tay các người phi thăng thế giới, đã vô số kể. Cửu châu giới không giống nhau, bọn họ còn không có tham dự quá thần phạt, còn không có phi thăng thế giới vô duyên vô cớ hủy ở bọn họ trong tay. Vạn giới vũ trụ quy tắc chính là như thế tàn khốc. Cũng không phải mỗi một cái thượng vị thế giới đều muốn đối các thế giới khác dáng xuống thần phạt, đối với đại bộ phận người tới nói, hủy diệt một cái thế giới cũng không phải cái gì vui sướng sự tình nhưng là, thần phạt lại không thể không tiến hành. Ở mất đi hạo kiếp trước mặt, hình thành liên minh thượng vị thế giới, chỉ có thể ở hủy diệt muốn phi thăng thế giới, cùng cùng ở mất đi hạo kiếp chung hủy diệt chung làm ra lựa chọn. Trên thực tế đây là một cái không có lựa chọn lựa chọn đề. Muốn sinh tồn đi xuống, cũng chỉ có thể lựa chọn người trước. Một đám thể có thể bởi vì thiện lương, mà buông tha một cái sinh linh, hoặc là một cái thế giới. Nhưng là, ở một cái quần thể trước mặt, vì sinh tồn, liền không khả năng xuất hiện loại này lựa chọn. Bởi vậy, vì ngăn cản mất đi hảo kiếp buông xuống, hình thành liên minh thượng vị thế giới, liền yêu cầu ngăn cản tân thượng vị thế giới xuất hiện. Hình thành liên minh thượng vị thế giới, định ra quy tắc, chỉ có kia nói thiên vị lệnh, được đến phi thăng tư cách thế giới, mới có thể phi thăng. Quy tắc đã định ra, không có dựa theo quy tắc tranh đoạt thiên vị lệnh, trực tiếp nếm thử phi thăng, tất nhiên lọt vào thần phạt. Thương viêm giới chính là một cái ở thần phạt trung hủy diệt thế giới thương viêm giới chủ mang theo thù hận sống lại, sở làm hết thảy, đều là vì báo thù. Bởi vậy, cái thứ nhất lọt vào tiến công chính là hình thiên giới, nguyên nhân không phải Diệp Hiên suy đoán như vậy, chỉ là bởi vì hình thiên giới tham dự quá đối thương viêm giới thần phạt, bản thân tồn tại nguyên tội. Hình thiên giới chủ cực lực ngăn cản hắc ám thần thụ lan tràn, không ngừng đối với hắc ám thần thụ công kích. Nhưng mà, hắc ám thần thụ đã chiếm cứ hình thiên giới một nửa mặt đất, chỉ bằng vào hình thiên giới chủ một người, đã vô pháp ngăn cản như thế khổng lồ hắc ám thần thụ. Diệp Hiên cùng dâu quai nón long thần cũng theo đi lên, cùng hình thiên giới chủ cùng nhau, công kích hắc ám thần thụ cùng tử linh đại quân. Diệp Hiên lấy ra thần thụ lá cây, phủi tay ném đi, thúc giục thần thụ thánh pháp, chân áp hắc ám thần thụ. Thần thụ thánh pháp chân áp hạ, phạm vi ngàn giảm hắc ám thần thụ đều như là gặp khắc tinh giống nhau, vô lực đổ trên mặt đất, mất đi sở hữu sinh trưởng lực lượng. Chẳng qua, hắc ám thần thụ đã mọc đầy nửa cái hình thiên giới, khắp hắc ám thần rừng cây chừng mấy chục vạn dặm trường, dựa vào vài miếng thần thụ lá cây, là căn. Bản chấn áp bất quá tới, Diệp Hiên chấn áp hắc ám thần thụ đồng thời, một tiếng giết gào truyền đến. Thực ngày Mạo uyên tam ma thần chi nhất tham sát, nhào lên tới khởi xướng công kích. Diệp Hiên rút kiếm nghênh chiến, dung nhập không gian pháp tác huyền bí vô hình kiếm vực, ngoan cường đứng vững tham sát công kích. Trong lúc nhất thời, hình thiên giới lâm vào kịch liệt đại chiến chung. Diệp Hiên, sâu quai nón long thần cùng hình thiên giới chủ ra sức sung phong liều chết, đem tử linh đại quân, hắc ám thần thụ giết được rơi rất tan tác. Nhưng mà, như vậy sung phong liều chết, căn bản ảnh hưởng không được chiến cuộc. Diệp Hiên có thể chấn áp ngàn giảm phạm vi hắc ám thần thụ, dùng hết toàn lực có thể chấn áp vạn giảm phạm vi hắc ám thần thụ, nhưng không có khả năng bằng bản thân chi lực, chấn áp mấy chục vạn giảm lớn lên hắc ám thần thụ, Hắc Ám Thần Thụ còn tại nhanh chóng sinh trưởng một chút cắn nuốt hình thiên giới Tử Linh Đại Quân quy mô càng ngày càng khổng lồ hình thiên giới phòng giữ quân căn bản đỉnh không được Tử Linh Đại Quân tiến công một lui lại lui con Dâu quay nón Long Thần bất đắc dĩ nói như vậy đánh tiếp không phải biện pháp chúng ta lại như thế nào xung phong liều chết cũng ngăn cản không được Hắc Ám Thần Thụ cắn nuốt hình thiên giới a à, hình thiên giới chủ phẫn nộ cuồng oanh Hắc Ám Thần Thụ ở trên mặt đất oanh ra một đám hố to. Thành phiến thành phiến hắc ám thần thụ ở hắn công kích hạ hóa thành bột mịn. Nhưng mà, này căn bản không làm nên chuyện gì, một mảnh hắc ám thần thụ hóa thành bột mịn, lại sẽ có nhiều hơn hắc ám thần nhánh cây làm, bộ rễ sinh trưởng ra tới. Hắc ám thần thụ sinh trưởng tốc độ so thần thụ còn muốn mau mấy chục lần, căn bản không phải ba người có thể ngăn cản được. Cuống chi còn có tham sát cùng thương viêm giới chủ chờ chết linh thần đế ở, Diệp Hiên ba người mặc dù chạy về hình thiên giới, cũng vô pháp xoay chuyển thế cục hình thiên giới chủ phát hiện chính mình vô lực xoay chuyển chiến cuộc chỉ có thể phẫn nộ không ngừng công kích dùng hết toàn lực muốn ngăn cản đồng thời cũng là một loại phát tiết bởi vì ba người là thoát ly quân đội gấp trở về cho nên không có dẫn quân đội mà hình thiên giới phòng giữ quân lại đỉnh không được tử linh đại quân thế công khiến cho như vậy chiến đấu dần dần đảo hướng về phía tử linh đại quân một phương hình thiên giới chủ mãnh công một đốn đưa mắt nhìn bốn phía phát hiện bốn phía đã bị hắc ám thần thụ nuốt hết hắc ám thần thụ còn ở hướng chỗ xa hơn lan tràn. Diệp Hiên nhíu mày nhìn sắp nuốt hết hình thiên giới hắc ám thần thụ, nhíu mày nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp, ta có một cái biện pháp có thể bảo nửa cái hình thiên giới, người có nguyện ý hay không nếm thử. Chưa 1964 phân cách thế giới biện pháp gì hình thiên giới chủ hiện tại đã cố không được nhiều như vậy biện pháp gì đều nguyện ý nếm thử nghe được Diệp Hiên nói vội vàng quay đầu lại nhìn qua. Diệp Hiên trầm giọng nói tựa như 33 trọng thiên như vậy, Ta dùng không gian pháp tắc đem hình thiên giới tua nhỏ thành hai trọng không gian, đem bị hắc ám thần thụ nuốt hết bộ phận cùng không có bị nuốt hết bộ phận ngăn cách, ngăn cản hắc ám thần thụ tiếp tục lan tràn. Nói tới đây, Diệp Hiên dừng một chút, nói tiếp bất quá, nói như vậy, cũng liền ý nghĩa muốn đem bị hắc ám thần thụ nuốt hết này bộ phận từ bỏ rớt. Cho nên, biện pháp này chỉ có thể bảo nửa cái hình thiên giới, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Hình thiên giới chủ nghe thấy cái này biện pháp, nhíu mày trầm tư lên hắn đã không nhớ rõ chấp trưởng hình thiên giới đã bao lâu thế giới này chính là hắn hết thảy thuộc sở hữu hắn không mang tất cả gấp trở về mục đích chính là muốn cứu vớt hình thiên giới hắn muốn cứu vớt chính là toàn bộ hình thiên giới mà không phải nửa cái hình thiên giới chính là hắn thuộc sở hữu nơi mỗi một tấc thổ địa đều khác ở hắn trong trí nhớ hắn không nghĩ muốn từ bỏ bất luận cái gì một tấc nhưng mà hiện tại cái này hắn trong lòng nhất thần thánh địa phương đã bị hắc ám thần th cũng nuốt sống hơn phân nửa nếu tìm không thấy xoay chuyển thế cục biện pháp như vậy toàn bộ hình thiên giới đều sẽ bị hắc ám thần thụ nuốt hết hình thiên giới chủ thần tình mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy kia vô biên vô hạn đại địa thượng nguyên bản sinh trưởng chính là thanh quý thảm thực vật hiện tại lại biến thành đen nhánh quỷ dị nhan sắc hắn không muốn nhìn đến thế giới của chính mình biến thành cái dạng này nhưng mà hắn lại vô lực ngăn cản diệp hiên không có thúc giục hắn mà là an tĩnh chờ đợi quyết định của hắn sơ quai nón long thần tắc tương đối sốt ruột, ra tiếng nói người ở suy xét cái gì có thể giữ được nửa cái hình thiên giới, tổng so cái gì đều không có hảo. Bảo hạ nửa cái hình thiên giới, về sau có lẽ còn có phản công cơ hội. Hiện tại nếu không làm ra quyết định, không ngăn cản hắc ám thần thụ tiếp tục lan tràn, kia toàn bộ hình thiên giới cũng chưa. Hình thiên giới chủ chậm rãi nắm chặt nắm tay, cắn răng nói hảo vậy làm ơn. Diệp Hiên được đến hắn hồi đáp, không hề trì hoãn thời gian, Keng một tiếng rút ra côn bằng kiếm, cao cao dơ lên, triển khai vô hình kiếm vực, đem suốt đời tu luyện kiếm đạo toàn bộ ngưng tụ tại đây nhất kiếm phía trên. Đồng thời thả ra không gian pháp tác dung nhập đến này nhất kiếm bên trong. Diệp Hiên huyền đình trời cao bên trong, dơ kiếm nhắm ngay phía dưới đại địa. Ánh mắt từ thân kiếm hai sườn xem đi xuống, nhìn phía dưới đại địa. Kiếm bên phải là màu đen, là bị hắc ám thần thụ nuốt hết đại địa. Kiếm bên trái còn có thể nhìn đến hoàn hảo sơn xuyên cùng con sông cùng cái thế giới, hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh tượng hiện ra ở kiếm hai bên. Phảng phất này nhất kiếm cắt ra chính là hai cái thế giới, một bên thiên đường, một bên địa ngục. Diệp Hiên đem không gian pháp tắc dung nhập kiếm đạo lúc sau, hét lớn một tiếng, nhất kiếm chém xuống đi. Kiếm quang từ nam chí bắc thiên địa chém xuống, đem toàn bộ thế giới bổ ra. Không gian pháp tắc cùng kiếm đạo phách chém xuống, toàn bộ hình thiên giới ở không gian mặt phân cách thành hai bộ phận. Ầm 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 không gian vỡ vụn đại địa vỡ ra. Đại địa vỡ ra một cái thật lớn khe hở, hai bên mặt đất phân cách mở ra, càng phân càng xa. Ở không gian pháp tác dưới tác dụng, hai bên thế giới đồng thời từ đối diện thế giới trong tầm mắt biến mất. Toàn bộ hình thiên giới hình thành hai tầng không gian, một tầng núi sông như cũ, một khác tầng tắc bị hắc ám thần thụ nuốt hết. Bởi vì hình thiên giới hình thành hai tầng không gian, hai tầng không gian đã không ở cùng mặt, lẫn nhau chi gian đã nhìn không tới hắc ám thần thụ nuốt hết đến không gian bên cạnh liền rốt cuộc vô pháp tiếp tục về phía trước lan tràn thương viêm giới chủ huyền ngừng ở không gian bên cạnh ánh mắt đạm mạc nhìn không gian cuối kia chỉnh tề mặt vỡ đôi tay còn tại đánh đàn chẳng qua tiếng đàn từ len ken sát phạt biến thành du dương bi thương tựa hồ là ở cảm thán một cái thế giới chia lìa tả nửa bên hình thiên giới chung hình thiên giới chủ đứng ở không gian cuối nhìn trước mắt kia chỉnh tề mặt vỡ duỗi tay ấn ở không gian mặt vỡ mặt trên trong mắt ẩn hàm nhiệt lệ chậm rãi quỳ xuống hướng lâm vào địa mục mặt khác nửa bên hình thiên giới cáo biệt ở kia nửa bên bị hắc ám thần thụ nuốt hết trong thế giới có vô số hình thiên giới con dân những cái đó bình phàm sinh linh không có bất luận cái gì năng lực phản kháng ở hắc ám cùng tử linh buông xuống kia một khắc trừ bỏ chờ đợi tử vong cái gì đều làm không được hình thiên giới chủ bàn tay ấn ở không gian mặt vỡ thược muốn xuyên thấu qua không gian mặt vỡ lại xem một cái kia nửa bên bị từ bỏ hình thiên giới ánh mắt xuyên thấu qua không gian mặt vỡ, hắn thấy được một bóng người hiện lên ở không gian mặt vỡ thượng. Đó là thương viêm giới chủ, hai người cách không gian mặt vỡ, cho nhau nhìn nhau. Hai tầng không gian, một bên là sinh linh, một bên là tử linh, phảng phất là thiên đường cùng địa ngục, cách hà tương vọng. Thương viêm giới chủ ánh mắt như cũ đạm mạc, nhìn hình thiên giới chủ kia cực kỳ bi ai bộ dán. G. Nhàn nhạt mở miệng nói, người cũng cảm nhận được thế giới bị hủy diệt thống khổ sao các ngươi giáng xuống thần phạt thời điểm, có từng nghĩ tới, ta chết trận thương viêm giới kia phân không cam lòng hình thiên giới chủ ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm thương viêm giới chủ, quạt ở mất đi hạo kiếp trước mặt, ai có lựa chọn quyền lực đúng vậy, ai đều không có lựa chọn quyền lực, cho nên ta sẽ không yêu cầu các ngươi đình chỉ thần phạt, mà là muốn đem ta sở trải qua quá thống khổ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn cho các ngươi. Không chỉ có là ngươi thất giới liên minh mỗi một cái thượng vị thế giới đều phải trải qua một lần thương viêm giới chủ nguyên bản đạm mạc thanh lãnh hai mắt, lộ ra một cổ thù hận ánh mắt. Hình thiên giới chủ phẫn nộ giống to, một quyền đánh vào không gian mặt vỡ thượng. Không gian mặt vỡ không gian vốn là không vững chắc, một quyền đi xuống, không gian tắc tắc vỡ vụn, thương viêm giới chủ ảnh hưởng cũng theo không gian vỡ vụn mà biến mất. Sâu quai nón long thần đi lên trước, khuyên giải nói không cần như vậy khổ sở, ít nhất còn bảo vệ nửa cái hình thiên giới chờ đến chúng ta quân đội gấp trở về còn có thể nếm thử phản công đem đình trệ nửa cái thế giới đoạt lại hình thiên giới chủ trầm mặc hồi lâu mới quay đầu lại nhìn về phía dâu quai nón long thần hỏi chúng ta đã từng giáng xuống thần phạt đều là sai sao dâu quai nón long thần ngẩn ra không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy nghi vấn dâu quai nón long thần tính cách ngay thẳng www com chưa bao giờ suy nghĩ như vậy vấn đề ở hắn xem ra sở dĩ giáng xuống thần phạt chính là vì ngăn cản mất đi hạo kiếp. Không ngăn cản mất đi hạo kiếp, kia toàn bộ vạn giới vũ trụ đều sẽ ở hạo kiếp chung quay về hư vô. Cho nên, ở hắn xem ra, vấn đề này không có gì hảo tưởng, muốn sinh tồn đi xuống, nhất định phải đối muốn phi thăng thế giới giáng xuống thần phạt. Đây là vạn giới vũ trụ cách sinh tồn, chỉ cần mất đi hạo kiếp còn tồn tại, thần phạt liền vĩnh viễn không có khả năng đình chỉ. Đến nỗi, những cái đó ở thần phạt trung hủy diệt thế giới, những cái đó ở thần phạt trung tiêu vong sinh linh, đó là vận mệnh chú định kết cục, không ai có thể đủ thay đổi. Trừ phi có người có thể hoàn thành cái kia không có khả năng hoàn thành sự tình, chân áp mất đi hạo kiếp. Bất quá, chân áp mất đi hạo kiếp trước nay đều chỉ là một cái truyền thuyết, quá hạo thiên đế đứng ở thiên đế chi vị thượng tay cầm tứ đại cơ sở pháp tắc cũng chưa có thể làm được sự tình, có lẽ đây là một kiện không có khả năng làm được sự tình chương 1965 hạ một cái mục tiêu hình thiên giới tả nửa bên thành hắc ám thần thụ thế giới. Thương viêm giới chủ ngồi ở tối cao trên ngọn núi, ngón tay như bão tố vỗ về cầm. Suy nghĩ của hắn phiêu về tới thương viêm giới thời đại, phiêu về tới cái kia hắn tình nguyện chết trận, cũng không muốn sống tạm thời đại. Trong tay hắn tiếng đàn cũng theo suy nghĩ của hắn biến hóa, khi thì cao chót vót sát phạt, khi thì bi thương hối hận. Hình thiên giới là hắn báo thù một cái thế giới, mặt sau còn có sáu cái thế giới mỗi một cái đều phải vì thương viêm giới hủy diệt trả giá đại giới. Hắn lấy tử linh trạng thái sống lại, chỉ vì báo thù mà đến. Ở bên cạnh hắn, một cây hắc ám thần thụ bộ dễ chui từ dưới đất lên mà ra, nảy mầm ra tân mầm, mọc ra phiến lá, nở rộ ra một đóa hoa, một đóa màu đen hoa. Thương viêm giới chủ duỗi tay khẽ chạm này đóa hoa, từ từ nói, người cũng nhớ rõ kia đoạn thù hận, đúng không? Hắc ám thần dễ cây hệ trung vươn một cây gai nhọn, đâm vào hắn bàn tay bên trong. Tử Linh không có cảm giác đau, thương viêm giới chủ cũng không có phản kháng, tùy ý càng ngày càng nhiều bộ dễ đâm vào cánh tay hắn, tứ chi. Hồi lâu lúc sau, một bóng người từ nơi xa bay ra tới. Hắc ám thần thụ nhanh chóng lui về bùn đất, thương viêm giới chủ dừng lại tiếng đàn, tĩnh chờ người này ảnh rơi xuống trước mặt hắn. Người tới thình linh đúng là đế phi thiên, đế phi thiên không có nói chào hỏi linh tinh nói, nói thẳng nói, hình thiên giới đã giải quyết nên đến phiên tiếp theo cái đi giải quyết s ao thương viêm giới chủ thanh âm đạm mạc thanh lãnh hỏi ngược lại nơi này đã mọc đầy hắc ám thần thụ mục đích của ngươi đã đạt thành nên đến phiên mục tiêu của ta đế phi thiên nhìn chung quanh bốn phía đập vào mắt chỗ toàn là hắc ám thần thụ mục tiêu của ngươi là cái gì thương viêm giới chủ tiếp tục hỏi đương nhiên là cửu châu giới ta nói rồi bao nhiêu lần ngay từ đầu ta liền nói muốn trước hủy diệt cửu châu giới ngươi kiên chỉ muốn trước đánh hình thiên giới Ta đồng ý, hiện tại đánh xong hình thiên giới, nên đến phiên cửu châu giới." Đế Phi Thiên thanh âm lãnh lệ nói. Thương Viêm giới chủ gợi lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng, nói, "Vì ngươi kia minh cổ giới báo thù." Đế Phi Thiên từ hắn trong giọng nói nghe ra chê cười chi ý, ánh mắt lạnh lùng, nổi giận nói, "Ngươi không phải cũng là giống nhau sao?" "Vì Thương Viêm giới báo thù?" Thương Viêm giới chủ lắc lắc ngón tay, sửa đúng nói, "Không cần đem ta và ngươi đặt ở cùng nhau tương đối, chúng ta không giống nhau." Có cái gì không giống nhau, đồng ý là nguyên sinh thế giới bị hủy diệt, vì báo thù mà sống lại, có cái gì không giống nhau? Đế Phi Thiên sắc mặt trầm xuống dưới, thập phần bất mãn. Thương Viêm Giới chủ cười nhạo nói, đương nhiên không giống nhau, Thương Viêm Giới là bị bảy đại thượng vị thế giới liên thủ giáng xuống thần phạt hủy diệt. Mà ngươi Minh Cổ Giới là bị một cái hạ vị thế giới ở chính thức trong chiến tranh hủy diệt. Ngươi bại là bởi vì ngươi nhược, chưa nói tới báo thù. Ngươi Đế Phi Thiên mặt lộ vẻ vẻ mặt phẫn nộ, muốn mắng chửi vài câu, lại không biết nên nói như thế nào. Sự thật xác thật cùng thương viêm giới chủ nói giống nhau. Thương viêm giới hủy diệt, không phải bởi vì thương viêm giới nhược, mà là vạn giới vũ trụ trung cường đại nhất bảy cái thượng vị thế giới liên thủ giáng xuống thần phạt. Cho nên thương viêm giới chủ chết trận thời điểm, không cam lòng. Minh cổ giới lại không giống nhau, minh cổ giới không phải bị thất giới liên minh hủy diệt, mà là cùng cửu châu giới tiến hành rồi chính thức chiến tranh hai bên cùng nhau tuyên chiến, ai đều không có cưỡng bách ai, thua một phương chỉ có một nguyên nhân, chính là nhược. Đế phi trời giận quát, chúa tể mệnh lệnh là chiếm lĩnh, hủy diệt sở hữu thượng vị thế giới, hiện tại đánh xong hình thiên giới, mục tiêu kế tiếp nhất định phải là cửu châu giới, người dám cãi lời mệnh lệnh, hậu quả là cái gì ngươi hẳn là rõ ràng. Thương viêm giới chủ không nhanh không chậm nói, sốt ruột cái gì? Hình thiên giới đánh xong sao? Còn có nửa cái hình thiên giới không có giải quyết. Đế Phi Thiên duỗi tay chỉ vào không gian mặt vỡ, nói, mặt khác nửa cái hình thiên giới đều đã bị phân cách đến một khác tầng không gian đi, căn bản đánh không được. Đến loại trình độ này chẳng khác nào đánh xong, hiện tại hẳn là lập tức chuyển hướng cửu châu giới. Thương viêm giới chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, muốn đi ngươi liền đi a, à. Ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ta cần thiết hoàn toàn tiêu diệt hình thiên giới, mới đến phiên mục tiêu kế tiếp. Ngươi, đế phi thiên phẫn nộ đã cực, nhưng mà hắn lại không thể đơn độc đi đánh Cửu Châu giới. Bởi vì, Hắc Ám Thần Thụ mới là mấu chốt, mà Hắc Ám Thần Thụ chỉ nghe lệnh với Thương Viêm giới chủ. Cho nên, hắn muốn đánh Cửu Châu giới, nhất định phải nói động Thương Viêm giới chủ. Thương Viêm giới chủ trước sau biểu tình đạm mạc thanh lãnh, thậm chí không nhiều lắm xem Đế Phi Thiên liếc mắt một cái. Đế Phi Thiên hít sâu một hơi, nhịn xuống tức giận hỏi, vậy ngươi muốn tới khi nào mới bằng lòng đánh Cửu Châu giới? Hoàn toàn tiêu diệt hình thiên giới tự nhiên liền đến phiên tiếp theo cái thượng vị thế giới. Thương viêm giới chủ ngữ khí đạm mạc trả lời, hiện tại hữu nửa bên hình thiên giới đã bị phân cách đến một khác tầng không gian, còn như thế nào đánh? Đế phi thiên lại hỏi, 33 trọng thiên đều có thể một tầng không gian một tầng không gian vượt qua đi, này chẳng qua là phân cách ra một tầng không gian, có cái gì không thể đánh? Thương viêm giới chủ hỏi lại, kia muốn đánh tới khi nào? Đờ, đế phi thiên trầm giọng hỏi, vậy muốn xem các ngươi khi nào có thể mở ra không gian thông đạo thương viêm giới chủ đáp đế phi thiên suy tư một lát sau uy hát yêu ta nói ngươi chớ quên ngạo thiên thần giới còn muốn đánh hắc ám tinh vực hiện tại ngươi hẳn là lập tức đi tiêu diệt cửu châu giới sau đó hồi viện hắc ám tinh vực thương viêm giới chủ cười lạnh nói ngươi suy nghĩ nhiều quá chúa tể giả nếu phái ta ra tới chiếm lĩnh thượng vị thế giới đó chính là không cần ta hồi viện đến nỗi ngươi ở đâu đều không ảnh hưởng chiến cuộc Ngươi, Đế Phi Thiên ba lần bốn lượt bị chọc giận, biểu tình thập phần khó coi. Nhưng mà, hắn lại xác thật lấy thương viêm giới chủ không có biện pháp, trừ bỏ nhịn xuống khẩu khí này, cái gì đều làm không được. Thương viêm giới chủ ánh mắt hài hước nhìn hắn, nói, ngươi nếu là tưởng báo thù, vì cái gì không tìm Diệp Hiên? Hắn hiện tại liền ở hình thiên giới, cái kia mới là diệt ngươi minh cổ giới đầu sỏ gây tội. Ngươi muốn báo thù, hẳn là tìm hắn a, à. vẫn là bởi vì không dám cho nên chỉ có thể tìm mềm quả hồng niết. Ngươi, đế phi thiên nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay, bị nghẹn đến nói cái gì đều nói không nên lời. Thương viêm giới chủ cười lạnh nói, bất quá này cũng không kỳ quái, lấy thực lực của ngươi, liền tính ngươi có thể gấp trăm lần phân thân, chỉ sợ cũng thương không đến Diệp Hiên một cây hào phi trời giận cực phản cười, nói, không ngừng là ta chống lại không được Diệp Hiên đi. Ngươi không cũng giống nhau sao? Chẳng lẽ ngươi liền dám cùng hắn chính diện đánh giá sao? Thương Viêm giới chủ cười nhạo nói, ta có thể hay không cùng hắn chính diện đánh giá Jollier, ta lại không cần tìm hắn báo thù, muốn tìm hắn báo thù chính là ngươi, nhưng ngươi lại không dám đi, này liền rất có ý tứ. Đế Phi Thiên hai mắt híp lại, ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời. Thương Viêm giới chủ nói tiếp, bất quá, lại nói tiếp cũng không kỳ quái, đường đường một cái chuẩn thượng vị thế giới, bị một cái hạ vị thế giới hủy diệt, này đại khái là vạn giới vũ trụ trăm vạn năm qua lớn nhất chê cười. Nguyên cổ giới hủy diệt không phải ta một người vấn đề mà là trói buộc quá nhiều. Đế phi trời giận nói, Thương viêm giới chủ lắc đầu khẽ cười nói, trốn tránh trách nhiệm vô dụng. Một cái thế giới hủy diệt nguyên nhân chỉ có một, đó chính là giới chủ quá phế vật. Người đây là đang nói chính mình là cái phế vật. Đế phi thiên cười lạnh hỏi lại, không sai, ta chính là cái phế vật. Một cái vô pháp chống lại bảy đại thượng vị thế giới phế vật, mà ngươi lại là một cái bại cấp hạ vị thế giới thương viêm giới chủ nói tới đây, không có lại phát ra âm thanh, mà là nhìn hắn, dùng khẩu hình nói ra cuối cùng hai chữ. chương 1966 Ma Long tái hiện bốn ngày lúc sau, hồi viện quân đội đến hình thiên giới, nhìn đến lại là bị phân cách thành hai nửa hình thiên giới. Hình thiên giới chủ tướng quân đội tiếp nhập tả nửa bên hình thiên giới chung, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội, kế hoạch muốn đem hắc ám thần thụ nuốt hết mặt khác nửa bên hình thiên giới đoạt lại. Bất quá, Hắc ám thần thụ nuốt hết nửa bên hình thiên giới Không chỉ có có hắc ám thần thụ Còn có thực ngày ma uyên tam ma thần chi nhất tham sát Cùng với đếm không hết tử linh đại quân Muốn đem này nửa bên hình thiên giới đoạt lại Không dễ dàng như vậy Hình thiên giới chủ minh bạch điểm này Cho nên không có tùy tiện xuất kích Mà là nghiêm túc chủ tính, tích lũy thực lực Đồng thời không ngừng phái ra sứ giả Cùng thất giới liên minh chung mặt khác thượng vị thế giới câu thông Hy vọng có thể mời đến viện quân Chẳng qua được đến đáp lại thập phần vi diệu, trừ bỏ các biệt thượng vị thế giới nguyện ý tương trợ ở ngoài, quá nửa thượng vị thế giới đều ở có lệ. Sử dụng lý do tất cả đều là, thất giới liên quân đang ở chấn áp hắc ám tinh vực, phòng giữ quân thực lực bạc nhược, vô pháp cung cấp càng nhiều trợ giúp. Hình thiên giới chủ có thể rõ ràng cảm giác được, thất giới liên minh bên trong vấn đề bắt đầu hiển lộ ra tới. Lúc này, hình thiên giới chủ mới rõ ràng nhận thức đờ. In phía trước cùng Diệp Hiên đạt thành minh ước quyết định là cỡ nào sáng suốt. Nếu phía trước không có cùng Diệp Hiên đạt thành minh ước, như vậy hiện tại hình thiên giới chỉ có thể một mình đối mặt hắc ám thần thụ, cũng căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ, đã sớm bị hắc ám thần thụ nuốt sống. Hình thiên giới không gian mặt vỡ chỗ, Diệp Hiên đứng ở không gian mặt vỡ huyền nhai trước, cách không gian phay đứt gãy nhìn bên kia bị hắc ám thần thụ nuốt hết nửa cái hình thiên giới. Từ đến hình thiên giới bắt đầu, Diệp Hiên mỗi ngày đều sẽ tới xem một lần. Bởi vì chỉ cần xác nhận thương viêm giới chủ còn ở bên kia hình thiên giới, như vậy cửu châu giới chính là an toàn. Sau một lúc lâu, hình thiên giới chủ cũng đi vào này chỗ huyền nhai trước. Diệp thần đế, lần này hình thiên giới nguy nan, ít nhiều có ngươi. Hình thiên giới chủ ngữ khí chung mang theo cảm kích, không cần cảm tạ ta, chúng ta nếu đính minh ước, ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Hơn nữa, giúp hình thiên giới, kỳ thật cũng là ở bảo hộ cửu châu giới chỉ cần hình thiên giới còn ở cửu châu giới chính là an toàn diệp hiên nói hình thiên giới chủ đi đến diệp hiên bên cạnh song song mà đứng đồng dạng nhìn bên kia hình thiên giới trong mắt cảm xúc càng thêm phức tạp hắc ám tinh vực bên kia thế nào đấu võ sao diệp hiên đang ở hình thiên giới có thể thu được tình báo rất có hạn cho nên tương quan tin tức chỉ có thể thông qua hình thiên giới được biết hình thiên giới chủ gật đầu đáp đấu võ Ân Kiệt La xuất lĩnh ngàn vạn cấp bậc ma thương long kỵ, cùng thất giới liên quân cùng nhau, công vào Hắc Ám tinh vực. Lại quá mấy ngày, hẳn là liền đến Hắc Ám tinh vực trung tâm vị trí. Không biết lần này lại là cái gì kết quả, Diệp Hiên cảm thán nói, hình thiên giới chủ nghiêng đầu xem qua đi, hỏi, ngươi là hy vọng Ân Kiệt La thắng, vẫn là thua. Đương nhiên là thắng, Diệp Hiên đáp, nếu là hắn thắng, thất giới liên minh đã có thể ngăn cản không được hắn xác nhập thất giới yêu cầu, Ngạo Thiên Thần giới đã có thể ngồi trên Thiên Đế bảo tọa. Hình Thiên giới chủ nói: "Kia không cũng khá tốt sao?" Diệp Hiên nữ khí nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi liền lo lắng sao? Nói vậy, Ân Kiệt La đã có thể ngồi trên Thiên Đế bảo tỏa, ngươi hy vọng hắn ngồi trên Thiên Đế bảo tỏa. Hình Thiên giới chủ hỏi. Diệp Hiên biểu tình đạm nhiên nói: "Hắn nếu là có năng lực ngồi trên Thiên Đế bảo tỏa, đó chính là hắn nên được." Hình Thiên giới chủ kiến hắn như vậy rộng rãi, cũng không có nói cái gì nữa nói lại nói tiếp ta cũng hy vọng ân kiệt la có thể thắng ít nhất hắn thắng lúc sau hắc ám tinh vực hủy diệt hình thiên giới cũng liền bảo vệ cùng lúc đó ngạo thiên thần giới ma thương long kỵ buông xuống lúc sau ân kiệt la lại lần nữa thống quân đánh vào hắc ám tinh vực bên trong lúc này đây có thần giới cường giả ở lại mất đi rất nhiều trói buộc ân kiệt la đối hắc ám tinh vực là nhất định phải được một trận chiến này đánh đến sau trước một lần càng thêm kịch liệt là trăm vạn năm trước vạn giới vũ trụ bùng nổ quy mô lớn nhất chiến tranh ngạo thiên thần giới cùng thất giới liên minh toàn bộ vào bàn trấn áp hắc ám tinh vực có thể nói vạn giới vũ trụ trung cường đại nhất thế giới đều tham dự trận chiến tranh này cơ hồ đem toàn bộ tuyên cổ ngân hà đệ nhất khu vực đều đập nát diệp hiên thân ở hình thiên giới bên trong đều có thể cảm nhận được không gian chấn động đặc biệt là ở không gian pháp tác cảm ứng hạ mỗi một lần chấn động đều rõ ràng chiếu rọi ở trong đầu từ hắc ám tinh vực truyền quay lại tới chiến báo mỗi ngày đều sẽ đưa tới hình thiên giới chủ trong tay, sau đó lại truyền tới Diệp Hiên cùng dâu quai nón long thần trong tay. Bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, Diệp Hiên cùng dâu quai nón long thần đơn giản mỗi ngày đều đến hình thiên giới quân cơ đại điện chung, nghe hình thiên giới ám vệ bẩm báo. Ngày hôm qua ban đêm, ma thương long kỵ đánh vào hắc ám tinh vực trung tâm khu vực, dẫn hạ ngạo thiên thần giới thế giới lực lượng, bắt đầu oanh kích hắc ám năng lượng cầu. Tử linh đại quân, từ hắc ám năng lượng cầu trung lao ra, cùng ma thương long kỵ, thất giới liên quân triển khai hỗn chiến, đại chiến một đêm, chưa phân thắng bại. Ngạo thiên thần giới cường giả ra tay cùng thực ngày ma uyên hai tôn cổ ma thần giao thủ, lấy ba người chi lực ngăn chặn hai tôn cổ ma thần. Ngạo thiên thần tử toàn lực công kích hắc ám năng lượng cầu, hắc ám năng lượng cầu tùy thời có bị đánh bạo khả năng. Diệp Hiên nghe này đó chiến báo, trong đầu trả lại nguyên trạng quá trình chiến đấu, suy đoán một trận chiến này kết quả. Tuy rằng phía trước cùng ân kiệt La Chi Gian đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, nhưng Diệp Hiên trong lòng vẫn là hy vọng ngạo thiên thần giới có thể thắng. Bởi vì một khi lúc này đây ngạo thiên thần giới thua, hậu quả đem phi thường nghiêm trọng. Đến lúc đó, đem không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắc ám tinh vực. Hắc ám tinh vực tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương, hoặc là trực tiếp dùng hắc ám thần thụ chiếm lĩnh thượng vị thế giới, cửu châu giới tất nhiên vô pháp sợ bị hắc ám thần thụ nuốt hết kết cục hình thiên giới chủ nghe xong ám vệ bẩm báo trầm giọng hỏi nhìn thấy hắc ám tinh vực chúa tể sao ám vệ cung kính đáp còn không có vạn giới ma long đâu hắc ám năng lượng cầu vạn giới ma long bị buộc ra tới sao hình thiên giới chủ hỏi lại còn không có bất quá xem chiến cuộc hắc ám năng lượng cầu đã kiên trì không được bao lâu giống như lần trước giống nhau nói vạn giới ma long hẳn là thực mau liền sẽ xuất hiện ám vệ đáp thượng một lần vạn giới ma long long đuôi từ hắc ám năng lượng cầu chung quét ngang mà ra, một kích liền đánh tan ngạo thiên thần giới quân đội. Sâu quai nón long thần ở biết được đó là một con rồng đuôi lúc sau, liền vẫn luôn phi thường tò mò, thế gian như thế nào sẽ có như vậy thật lớn một con rồng. Hắn nghe nói vạn giới ma long liền sắp xuất hiện, ra tiếng đề nghị nói, nếu không chúng ta qua đi nhìn xem đi. Hắn theo như lời quá khứ nhìn xem, chỉ tự nhiên này đây thần niệm hình chiếu buông xuống hắc ám tinh vực, gần gũi quan khán trận này đại chiến. Chẳng qua, muốn dùng thần niệm hình chiếu buông xuống hắc ám tinh vực trung tâm khu vực, khó khăn phi thường đại. Chỉ bằng dâu quai nón long thần chính mình, rất khó làm được. Hình thiên giới chủ kỳ thật cũng muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả, bởi vì này liên quan đến hình thiên giới vận mệnh. Hắn nhìn về phía Diệp Hiên, hỏi, Diệp thần đế cảm thấy như thế nào? Trường 1967 thần long thấy đuôi không thấy đầu trên thực tế, ba người bên trong, Cùng vạn giới Ma Long quan hệ nhất chặt chẽ người là Diệp Hiên. Diệp Hiên thậm chí thiếu chút nữa biến thành Ma Long nguyên thai, trở thành bất tử yêu hoàng buông xuống Cửu Châu giới tế phẩm. Tuy rằng luyện hóa vạn giới Ma Long bộ phận thần hồn, nhưng đến bây giờ mới thôi, về vạn giới Ma Long bí mật còn không có hoàn toàn điều tra rõ. Trong đó, mấu chốt nhất một vấn đề chính là, bất tử yêu hoàng vì cái gì phải dùng Ma Long nguyên thai buông xuống Cửu Châu giới? Về vấn đề này, Diệp Hiên đã biết một nửa đáp án. Bất Tử Yêu Hoàng muốn buông xuống Cửu Châu giới, mục đích thực minh xác, bởi vì hắn hạ nửa bộ thân thể vẫn luôn bị phong ấn tại Cửu Châu trong giới. Hắn khẳng định muốn lấy về hắn này bộ phận thân thể, cho nên không ngừng phái Ma Long Nguyên Thai tiến vào Cửu Châu giới. Hơn nữa bồi dưỡng Ma Long Nguyên Thai, lại lấy Ma Long Nguyên Thai vì vật dẫn, buông xuống Cửu Châu giới. Nguyên nhân cùng động cơ đều rất rõ ràng, duy nhất kỳ quái chính là quá trình rất kỳ quái. Lấy Bất Tử Yêu Hoàng thực lực động nhất động ngón tay là có thể đem cửu châu giới hủy diệt. Muốn buông xuống cửu châu giới, lấy về hắn hạ nửa bộ thân thể, hà tất phế như vậy đại kính. Đây mới là vấn đề mấu chốt. ở bất tử yêu hoàng rời đi cửu châu giới lúc sau, cửu châu giới đã trải qua hai cường giả thời đại. tại thượng cổ kỳ kiếm thần huyền ly ca thời đại qua đi lúc sau, cửu châu giới tiến vào một cái linh khí loáng, không có cường giả quật khởi thời kỳ. ở cái này thời kỳ, cửu châu giới trung thần đạo cảnh đều cực nhỏ lấy lúc ấy Cửu Châu giới thực lực, căn bản không có khả năng cùng Bất Tử Yêu Hoàng đối kháng. Bất Tử Yêu Hoàng nếu muốn hủy diệt Cửu Châu giới, lấy về hắn hạ nửa bộ thân thể, hẳn là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Nhưng hắn vì cái gì không có làm như vậy? Không cần tưởng cũng biết, này trong đó nhất định có nguyên nhân. Mấu chốt chính là, nguyên nhân này là cái gì? Diệp Hiên vẫn luôn muốn biết nguyên nhân này, nhưng vẫn luôn tìm không thấy đáp án. Hiện tại ngạo thiên thần giới sắp công phá hắc ám năng lượng cầu. Tiếp tục như vậy đánh tiếp, vạn giới ma long khẳng định sẽ xuất hiện, bất tử yêu hoàng cũng nên sẽ bị bước ra tới. Ở nhìn đến bất tử yêu hoàng thời điểm, có lẽ này hết thảy nghi vấn đều sẽ có đáp án. Bởi vậy, Diệp Hiên so dâu quay nón long thần bọn họ hai cái, càng muốn xem một trận chiến này kết quả, muốn nhìn xem bất tử yêu hoàng có thể hay không xuất hiện. Kia hảo, chúng ta ba cái hợp lực thử xem 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 có thể hay không đem thần niệm hình chiếu buông xuống đến hắc ám tinh vực diệp hiên đứng lên nói vì thế ba người đi vào hình thiên giới một tòa cổ xưa đại trận trước ba người hợp lực lại tiếp được cổ xưa đại trận lực lượng đem thần niệm hình chiếu phóng ra đến hắc ám tinh vực bằng vào ba người lực lượng rốt cuộc xuyên thấu hắc ám tinh vực cách trở thần niệm hình chiếu buông xuống đi xuống rốt cuộc thấy được trận này có một không hai đại chiến ngạo thiên thần giới buông xuống xuống dưới ma thương long kỵ, cơ hồ là đem hắc ám tinh vực trung tâm khu vực chung quanh trôi nổi đàn tinh sơn, tiểu thế giới toàn bộ đập nát. Nơi nơi là tử linh đại quân cùng thần giới quân đội, thất giới liên quân ở chém giết, vang lớn thanh, tiếng gầm rú vang vọng tinh vực. Ba gã thần giới cường giả liên thủ áp chế thực ngày ma uyên hai tôn ma thần, cấp ân kiệt la sáng tạo ra công kích hắc ám năng lượng cầu cơ hội. Thời không chim miêu ở không trung nhanh chóng xoay tròn, tiếp dẫn hạ ngạo thiên thần giới thế giới lực lượng lấy vô thượng thiên uy oanh kích hắc ám năng lượng cầu hắc ám năng lượng cầu bị oanh đến vặn vẹo biến hình mắt thấy liền phải bị đánh bạo thượng một lần cũng là không sai biệt lắm đến loại trình độ này vạn giới ma long long đuôi liền xuất hiện tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp chú ý hắc ám năng lượng cầu biến hóa mỗi người trong lòng đều phi thường khẩn trương không biết ân kiệt la có thể hay không ngăn trở vạn giới ma long công kích đúng lúc này đoán trước chung sự tình rốt cuộc đã xảy ra, theo một tiếng rồng ngâm truyền ra, một cái màu đen long đuôi từ hắc ám năng lượng cầu chung quét ngang mà ra, mục tiêu đúng là ân kiệt la. Ân kiệt la giơ tay nhấn một cái, khống chế thời không chi miêu, tiếp dẫn hạ ngạo thiên thần giới thế giới lực lượng, oanh kích ở long đuôi thượng. Phanh, hai cổ cự lực va chạm, tuôn ra kinh thiên uy năng, thổi quét bát phương thiên địa. Cuốn lên là sóng xung kích, đem phạm vi vạn dặm nội tử linh đại quân, ma thương long kỵ, thất giới liên quân toàn bộ đẩy bay ra đi. Ân Kiệt La sớm có ứng đối, bộc phát ra toàn bộ chiến lực, mạnh mẽ chặn lại vạn giới ma long long đuôi. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói, lúc này đây, xem ngươi còn lấy cái gì tới chống lại. Hắn nói lại lần nữa thúc giục thời không chi miêu, Giáng xuống thần quốc chi lực, chiều hắc ám năng lượng cầu oanh kích đi xuống. Oanh, hắc ám năng lượng cầu rốt cuộc không chịu nổi loại này khủng bố uy năng oanh kích, Hắc ám năng lượng như sóng thần hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra, lộ ra bên trong tình huống, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, tức khắc mở to hai mắt. Thình lình phát hiện hắc ám năng lượng cầu bên trong là một tòa thật lớn hư không cung điện. Này tòa hư không cung điện như một cái cửu châu giới như vậy thật lớn, đứng sừng sững ở hắc ám tinh vực trung tâm vị trí, khống chế toàn bộ hắc ám tinh vực. Long đuôi chính là từ này tòa hư không cung điện trung vươn tới, hơn nữa trừ bỏ long đuôi ở ngoài, còn không có nhìn đến long đầu. Ở đây cường giả nhíu nhíu mày, ý đồ dùng thần niệm tra xét hư không cung điện bên trong tình huống, muốn nhìn xem vạn giới ma long long đầu. Nhưng mà, này tòa hư không cung điện tồn tại cực cường lực lượng, cái gì thần niệm đều không thể xuyên thấu. Hư không cung điện thượng còn có chết phương pháp tắc lưu chuyển, thần niệm tiếp xúc đến hư không cung điện bên cạnh, thậm chí sẽ bị chết phương pháp tắc phản phệ. Thấy như vậy một màn người bên trong, có người cảm thán nói, hô quả nhiên là long đuôi, như thế thật lớn long đuôi, này long rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vì cái gì chỉ có long đuôi, thấy thế nào không đến long đầu, long đầu khẳng định liền tại đây tòa hư không trong cung điện, đánh tới hiện tại, thế nhưng còn không thể đem vạn giới ma long bước ra tới, này cũng thật là đáng sợ. Này liền đáng sợ, người cẩn thận ngẫm lại xem, đến bây giờ mới thôi, hắc ám tinh vực chân chính chúa tể giả còn không có xuất hiện. Đánh tới loại trình độ này, cũng chỉ thấy được một con rồng đuôi thật không biết hắc ám tinh vực chúa tể xuất hiện lúc sau sẽ là cái dạng gì tình huống có nhân tâm chung cảm thấy kinh sợ không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì càng đáng sợ sự tình diệp hiên thấy như vậy một màn càng thêm cảm thấy kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua dâu quai nón long thần hỏi dâu quai nón lão ca các ngươi long tộc đều là loại này thói quen sao thần long thấy đuôi không thấy đầu dâu quai nón long thần lắc đầu nói không đúng a à? chúng ta long tộc giống nhau đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tránh ở trong cung điện, đem long đuôi lộ ra tới, chúng ta không loại này thói quen. Trường 1968 bất tử yêu hoàng hư không cung điện xuất hiện lúc sau, vạn giới ma long long đuôi chậm rãi thu trở về. Tử linh đại quân tắc không ngừng từ hư không cung điện chung lao tới, diệt chi bất tận, sát chi không dứt Đều đến này một bước, còn không chịu ra tới nhận lấy cái chết sao. Ân kiệt la hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn hư không cung điện. Hư không cung điện trung thập phần an tĩnh, không có bất luận cái gì đáp lại. Ân Kiệt La không dám tùy tiện xông vào này tòa hư không trong cung điện, chỉ có thể mệnh lệnh Ngạo Thiên Thần giới quân đội tiếp tục công kích hư không cung điện. Chẳng qua, Ngạo Thiên Thần giới quân đội công kích, đối này tòa thật lớn hư không cung điện tạo không thành bất luận cái gì phá hư. Vừa rồi đã rõ ràng nhìn đến, vạn giới ma long long đuôi thu hồi hư không trong cung điện. Bởi vậy, đã có thể xác định, vạn giới ma long liền ở bên trong. Hơn nữa, toàn bộ hắc ám tinh vực bên trong, chỉ có này tòa hư không cung điện không có bị tra xét quá, bởi vậy hắc ám tinh vực chúa tể hơn phân nửa cũng ở bên trong. Chỉ cần công phá này tòa hư không cung điện, chém giết hắc ám tinh vực chúa tể, như vậy hắc ám tinh vực cũng đem tùy theo hủy diệt. Còn không chịu ra tới, ta đây liền đem này tòa cung điện bổ ra, xem ngươi còn có thể trốn đến khi nào." Ân Kiệt la này nói nâng lên bàn tay, lấy thời không chi miêu thả ra tiếp dẫn thần quang, hô lớn, ngạo thiên thần kiếm. Tiếp dẫn thần quang bên trong, một thanh thần kiếm chậm rãi rớt xuống xuống dưới, mang theo thế gian nhất sắc bén uy áp, buông xuống thế gian. Diệp Hiên nhìn đến chuôi này ngạo thiên thần giới xuất hiện, đều không khỏi mở to hai mắt. Chỉ xem một cái, là có thể biết, này đem ngạo thiên thần kiếm tuyệt đối là siêu việt đế binh tồn tại, kia hẳn là thế gian cường đại nhất một thanh kiếm, một thanh thần quốc trí bảo, Ân Kiệt la rỗi tay nắm lấy ngạo thiên thần kiếm, ngửa mặt lên trời hét lớn. Ngạo thiên thần giới thế giới lực lượng quán chú xuống dưới, rót vào ngạo thiên thần kiếm bên trong, ngưng tụ ra thế gian đáng sợ nhất lực lượng. Ngạo thiên thần trên thân kiếm nở rộ quang mang, đoạt đi thế giới hết thảy sáng giỏi. Sở hữu nhìn đến trên thân kiếm quang mang người, thần hồn đều phảng phất rút ra thân thể, ngơ ngẩn nhìn vòm trời thượng kia nói cái áp thiên địa, bể nghệ thế gian quang mang. Phá, ân kiệt la hét lớn một tiếng, nhất kiếm chém xuống. Ngưng tụ thần quốc chi lực nhất kiếm, phách chém xuống đi. Phanh một tiếng chảm nhập hư không cung điện bên trong. Tất cả mọi người thấy ngạo thiên thần kiếm kiếm quang chảm vào hư không trong cung điện, một chút đem cung điện bổ ra. liền ở kiếm quang phách nhập hư không cung điện một nửa thời điểm, hư không cung điện trung rốt cuộc truyền ra một tiếng chấn động hư không vạn giới gầm lên. Cùng với này thanh gầm lên, một cổ chấn động thiên địa hắc ám năng lượng từ cung điện trung bộc phát ra tới, cùng với đầy trời chết phương pháp tắc, hướng bốn phương tám hướng thổi quét khai đi. Ngạo thiên thần kiếm kiếm quang chạm đến một nửa liền dừng lại, phảng phất là đã chịu cái gì lực lượng ngăn cản. Ân kiệt la hai mắt híp lại, nắm chuôi kiếm, tiếp tục ép xuống, nhưng mà lại áp không đi xuống. Kia nói từ nam chí bắc thiên địa kiếm quang, ngược lại là bị kia cổ lực lượng đẩy thăng lên, bị đẩy ra hư không cung điện. Đương ngạo thiên thần kiếm kiếm quang bị đẩy ra hư không cung điện thời điểm, rốt cuộc có thể nhìn đến thúc đẩy kiếm quang kia cổ lực lượng là cái gì? Kia rõ ràng là một bàn tay, một con thật lớn bàn tay, một con bắt được kiếm quang bàn tay. Này chỉ thật lớn bàn tay, bắt lấy kiếm quang, chậm rãi từ hư không cung điện phía trên vết nước chỗ rỗi ra tới. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm cái tay kia trưởng, muốn biết đó là ai bàn tay. Này chỉ bàn tay đem kiếm quang đẩy ra cung điện lúc sau, dùng sức nhéo, phanh một tiếng đem kiếm quang nhất bạo. Mà này chỉ bàn tay chủ nhân như cũ ở vào hư không trong cung điện, cũng không có đi ra. Ở đây người như cũng nhìn không tới này chỉ bàn tay chủ nhân là ai. Bất quá, nếu đó là một bàn tay, như vậy liền không khả năng là vạn giới ma long. Như vậy này chỉ bàn tay vô cùng có khả năng chính là Hắc Ám Tinh vực chúa tể bàn tay. Ân Kiệt La thấy Ngạo Thiên Thần kiếm toàn lực chém ra nhất kiếm, cũng chưa có thể đem hư không trong cung điện mà tồn tại bước ra tới, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ta xem ngươi còn có thể trốn bao lâu, cho ta phá, hắn lại lần nữa hét lớn, Ngưng tụ thần quốc chi lực lại một lần giơ kiếm chém xuống. Từ Nam chí Bắc Thiên địa kiếm quang lại một lần chém xuống, thề muốn đem hư không cung điện chém thành hai nửa. Liền ở kiếm quang sắp chạm nhập hư không cung điện thời điểm, bên trong lại lần nữa chuyển ra gầm lên một tiếng. Một cái thân hình thật lớn tồn tại từ cung điện trung lao tới, nâng lên thật lớn bàn tay, phủi tay một cái tát đem kiếm quang chụp tán. Đồng thời cuốn lên hắc ám nam lượng gió lốc, lôi cuốn muôn vàn chết phương pháp tắc, thổi quét thiên địa vô số ngạo thiên thần giới quân đội tại đây cổ gió lốc trung hóa thành cho bụi. Ngay cả ngạo thiên thần giới buông xuống xuống dưới thần giới cường giả đều yêu cầu khởi động pháp tắc cái chắn, mới có thể ngăn cản này cổ kinh khủng tử vong gió lốc. Ân Kiệt La cũng là cầm trong tay ngạo thiên thần kiếm mới chặn lại này khủng bố uy năng. Diệp Hiên, sâu quai nón long thần cùng hình thiên giới chủ thần niệm hình chiếu, càng là bị này cổ uy năng một quyền, liền hôi phi yên diệt. Ba người thần niệm bị đánh hồi hình thiên giới, nhìn nhau, không có chút nào do dự lại một lần thả ra thần niệm hình chiếu mạnh mẽ buông xuống hắc ám tinh vực muốn thấy rõ ràng cái kia từ hư không cung điện chung ra tới rốt cuộc là cái gì thần niệm hình chiếu lại lần nữa buông xuống rốt cuộc thấy rõ ràng từ hư không cung điện ra tới chính là thứ gì đó là một cái thật lớn hình người tồn tại nói là hình người cũng không chuẩn xác từ ngoại hình tới xem cùng thiên yêu càng giống một ít chỉ xem một cái diệp hiên liền cơ hồ có thể khẳng định cái này tồn tại hẳn là chính là bất tử yêu hoàng. Cửu châu giới bên trong, thiên yêu tộc đã từng kiến tạo quá rất nhiều bất tử yêu hoàng pho tượng. Thậm chí đã từng truyền thuyết, chỉ cần tu sửa 10 vạn tòa bất tử yêu hoàng pho tượng, bất tử yêu hoàng liền sẽ một lần nữa buông xuống thế gian. Bởi vậy, Diệp Hiên gặp qua bất tử yêu hoàng pho tượng không dưới mấy trăm tòa. Những cái đó bất tử yêu hoàng pho tượng, bên ngoài hình thượng cùng trước mắt cái này th. Yên yêu ngoại hình tồn tại xác thật có vài phần tương tự. Hơn nữa, Thiên yêu tộc là bất tử yêu hoàng dùng chính mình thân thể cùng hư không yêu hậu thần hồn kết hợp, sáng tạo ra tới chủng tộc. Bởi vậy, Thiên yêu tộc kế thừa chính là bất tử yêu hoàng thân thể, như vậy bất tử yêu hoàng ngoại hình nên cùng Thiên yêu tộc không sai biệt lắm. Bất quá, có một chút thập phần quỷ dị, trước mắt cái này bất tử yêu hoàng, tuy rằng nửa người trên cùng Thiên yêu tương tự, nhưng phần eo dưới lại hoàn toàn bất đồng. Diệp Hiên nhìn đến bất tử yêu hoàng phần eo dưới thân thể khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Không ngừng là Diệp Hiên sửng sốt, ở đây sở hữu cường giả đều ngây ngẩn cả người. Bất tử yêu hoàng nửa người dưới rõ ràng là một con rồng đuôi, là màu đen long đuôi. Bất tử yêu hoàng long đuôi chỉ lộ ra một bộ phận, mặt sau thật dài long đuôi như cũ bản ở trên hư không trong cung biệt, xem không rõ lắm. Bất quá, nhìn đến này tình hình đã có thể xác định, phía trước nhìn đến vạn giới ma long long đuôi kỳ thật liền lớn lên ở bất tử yêu hoàng trên người một người thất giới liên minh cường giả lộ ra đầy mặt kinh ngạc biểu tình, duỗi tay chỉ vào bất tử yêu hoàng, kinh hô kia không phải vạn giới ma long, kia long đuôi là lớn lên ở trên người hắn. Diệp Hiên trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình, phía trước hoàn toàn không nghĩ tới, vạn giới ma long long đuôi thế nhưng hội trưởng ở bất tử yêu hoàng trên người. Bất quá, ở nhìn đến một màn này khoảnh khắc, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Bất tử yêu hoàng nửa người dưới, vẫn luôn bị phong ấn tại cửu châu trong giới, cuối cùng còn bị lôi cầu cấp ăn luôn. Đi qua như thế dài dòng năm tháng, Bất Tử Yêu Hoàng khẳng định muốn tìm tân nửa người dưới, mà Vạn Giới Ma Long Long đuôi liền thành hắn nửa người dưới. Chương 1969 Bất Tử Yêu Hoàng khủng bố thực lực lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Giới Ma Long Long đuôi thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Vạn Giới Ma Long liền ở hắc ám nam lượng cầu. Vẫn luôn đều cho rằng hắc ám tinh vực chúa tể Bất Tử Yêu Hoàng từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Hiện tại nhìn đến bất tử yêu hoàng bản thể mới rốt cuộc minh bạch vạn giới ma long long đuôi thế nhưng chính là bất tử yêu hoàng thân thể một bộ phận thấy như vậy một màn diệp hiên trong lòng một cái nghi vấn tức khắc cởi bỏ nhưng đồng thời cũng sinh ra tân nghi vấn vạn giới ma long long đuôi vì cái gì hội trưởng ở bất tử yêu hoàng trên người chẳng lẽ nói vạn giới ma long kỳ thật chính là bất tử yêu hoàng diệp hiên nghĩ vậy loại khả năng thời điểm liền lắc đầu phủ định loại này suy đoán Vạn giới Ma Long không có khả năng là bất tử yêu hoàng, bởi vì Vạn giới Ma Long có độc lập thần hồn cùng ý chí, cùng bất tử yêu hoàng là phân chia ra. Bởi vậy, hai người không có khả năng là cùng tồn tại. Như vậy cũng chỉ thừa một loại khả năng, thái cổ thời đại, bất tử yêu hoàng cùng Thanh Tiêu thần đế một trận chiến, bị chặt đứt nửa người dưới. Lúc sau, bất tử yêu hoàng rơi vào hắc ám tinh vực, vô pháp lấy về chính mình hạ nửa bộ thân thể, chỉ có thể lựa chọn cướp lấy Vạn giới Ma Long thân thể cùng tự thân thân thể kết hợp lên, liền thành hiện tại cái dạng này. Cẩn thận suy tư lúc sau, phát hiện xác thật chỉ có loại này khả năng. Nếu là cái dạng này lời nói, tân nhi vẫn lại tới nữa. Bất tử yêu hoàng thân thể nếu cùng vạn giới ma long dung hợp, hơn nữa trở nên như thế cường đại, vì cái gì không tự mình hủy diệt cửu châu giới. Diệp Hiên nhíu mày suy tư các loại khả năng, cuối cùng đến ra một cái tương đối hợp lý suy đoán. Bất tử yêu hoàng cùng vạn giới ma long thân thể dung hợp yêu cầu một cái quá trình, ở hoàn toàn dung hợp phía trước, cũng không có như vậy cường đại, vô pháp rời đi hắc ám tinh vực. Bất quá, xem hiện tại bất tử yêu hoàng trạng thái, thân thể đã cùng vạn giới ma long dung hợp thật sự hoàn mỹ. Bất tử yêu hoàng xuất hiện lúc sau, dùng lạnh băng ánh mắt bế nghế một chúng ngạo thiên thần giới, thất giới liên minh cường giả, sau đó giơ tay một chảo, đem ân kiệt la niết ở trong tay. Ân kiệt la hai má, tê trợn tròn, ra sức giấy ruộng, lại không làm nên chuyện gì. Này chỉ thật lớn bàn tay, có thể bắt lấy ngạo thiên thần kiếm kiếm quang, mạnh mẽ trình độ khó có thể tưởng tượng. a à, ân kiệt la ra sức gào giống giấy ruộng, nhưng căn bản tránh không thoát. Ngạo thiên thần giới cường giả nhìn đến thần tử bị chảo, tức khắc bỏ qua nguyên bản đối thủ, chiều bất tử yêu hoàng phóng đi, đánh ra hùng hồn minh mông cuồn cuộn thần thông, oanh giết qua đi. Bất tử yêu hoàng nâng lên một cái tay khác, một cái tát trục diệt này đó thần thông, hạ lệnh nói, giết sạch bọn họ. Thực ngày Mạo Uyên hai tôn cổ ma thần, cùng tử linh đại quân đồng thời xung phong liều chết đi ra ngoài, triển khai hỗn chiến. Ba gã ngạo thiên thần giới cường giả một đường phá tan tử linh đại quân ngăn cản, đánh tới bất tử yêu hoàng phụ cận, ra tay muốn cứu ân kiệt la. Bất tử yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, một cái tay khác chảo qua đi, lôi cuốn pháp tắc nước lũ, nháy mắt đem ba gã thần giới cường giả nhiết bạo. Ân kiệt la trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, ra sức đem trong tay ngạo thiên thần kiếm chỉ hướng không chung, thê lương gạo giống lên. Một đạo cột sáng từ ngạo thiên thần kiếm chung bắn ra, bắn trời cao khung, phá vỡ hư không. Tiếp dẫn xuống dưới một đạo thần quang, thần quang bên trong hiển lộ ra một người gương mặt, phảng phất là bờ đối diện thần quốc chúa tể, há mồm như thế nào một tiếng, con kiến, ngươi dám. Bất tử yêu hoàng ngẩng đầu nhìn lại, hư lạnh nói, nếu đã không thuộc về thế giới này, nên đãi ở người bờ đối diện, vạn giới vũ trụ sự tình, không tới phiên ngươi nhúng tay. Hắn nói giơ tay đánh ra một cổ pháp tắc nước lũ, oanh hướng thần quang chung bóng người. Thần quốc chúa tể há mồm phun ra một đạo thần quang, cùng pháp tắc nước lũ va chạm. Oanh, hai cổ thiên huy va chạm, nổ nát hàng tỷ hư không, một đám thế giới ở uy năng chung mai một, hoàn toàn từ thế gian biến mất. Ân kiệt la thừa dịp này một kích, huy kiếm chém ra nhất kiếm, rốt cuộc cũng không chết yêu hoàng bàn tay chung tránh thoát ra tới trốn vào thần quang trung, thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy. Bất tử yêu hoàng gầm lên một tiếng, bộc phát ra hàng tỷ nói chết phương pháp tác tàn sát bừa bãi mở ra. Nơi đi qua, sở hữu sinh linh đều bị thu đi sinh mệnh, hoàn toàn chết đi. Ngạo thiên thần giới cùng thất giới liên minh tạo thành liên quân, trong phút chốc tan tác, hoảng sợ hướng bốn phía chạy tứ tán. Bất tử yêu hoàng phun ra nuốt vào pháp tác cùng năng lượng, mai một chung quanh hết thảy sinh linh, một đám tử linh lại từ chết phương pháp tắc chung một lần nữa bỏ dậy, trở thành tử linh trong đại quân một viên. Diệp Hiên ba người thần niệm hình chiếu cũng tại đây cổ cường đại uy năng chung mai một. Ý thức về tới hình thiên giới bên trong, ba người sắc mặt đều lộ ra vài phần tái nhợt, vừa rồi tận mắt nhìn thấy tới rồi bất tử yêu hoàng cường đại, trong lòng đều cảm giác cây ết yêu ta sợ vô cùng. Kia, chính là bất tử yêu hoàng sao, hình thiên giới chủ lầm bẩm tự nói, đến bây giờ còn không quá dám xác định kia hẳn là chính là bất tử yêu hoàng, cùng cửu châu giới chung pho tượng thập phần tương tự. Diệp Hiên khẳng định nói, bất tử yêu hoàng bản thể vì cái gì là long đuôi? Chẳng lẽ hắn bản thân chính là vạn giới ma long? sơ quai nón long thần tương đối chú ý vạn giới ma long long đuôi. Diệp Hiên lắc đầu nói, hẳn là không phải, cửu châu giới bất tử yêu hoàng pho tượng cùng thiên yêu ngoại hình cơ bản giống nhau, cũng không có long đuôi. Này đó pho tượng khả năng trải qua thiên yêu tộc sửa chữa, nhưng bất tử yêu hoàng nếu có long đuôi, không có khả năng bị sửa lại. Cho nên, lớn nhất khả năng chính là bất tử yêu hoàng đem vạn giới ma long thân thể cùng hắn thân thể dung hợp ở cùng nhau. Bất tử yêu hoàng như vậy cường đại, ai còn có thể cùng hắn chống lại? Thất giới liên minh xem như xong rồi. Hình thiên giới chủ trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc, bắt đầu cảm thấy hình thiên giới vận mệnh thực không xong. Sau quai nón long thần nghĩ đến phía trước ngạo thiên thần giới đầu hạ thần quang trung xuất hiện bóng người, nó y ngạo thiên thần giới thần quang trung không phải còn có một bóng người có thể cùng bất tử yêu hoàng chống lại sao cái kia là ai nếu ta không đoán sai nói cái kia hẳn là chính là ngạo thiên thần đế đi trăm vạn năm trước tồn tại diệp hiên suy đoán nói ân kiệt la được xưng là ngạo thiên thần tử hiển nhiên là ngạo thiên thần đế hậu đại như vậy ngạo thiên thần giới thần quang trung xuất hiện bóng người lớn nhất khả năng chính là ngạo thiên thần đế nếu là cái dạng này lời nói ngạo thiên thần đế nếu đánh bại lâm, có lẽ còn có thể cùng bất tử yêu hoàng chống lại, chúng ta còn không nhất định sẽ thua. Sơ quai nón long thần suy tư nói, cái này chỉ có thể xem ngạo thiên thần giới nghĩ như thế nào, liền sợ ngạo thiên thần giới bị đánh sợ, không dám tái chiến. Diệp Hiên biểu tình thập phần ngưng trọng, ngay từ đầu đồng ý ngạo thiên thần giới đi tấn công hắc ám tinh vực, chính là muốn thông qua bọn họ đem bất tử yêu hoàng bước ra tới, nhìn xem bất tử yêu hoàng là cái dạng gì tồn tại. Hiện tại, mục đích đạt tới nhưng bất tử yêu hoàng cường đại vẫn là vượt qua đoán trước ân kiệt la tựa hồ không có chết cũng không biết hắn có phải hay không trốn hồi ngạo thiên thần giới đi chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ hình thiên giới chủ suy tư nói chuẩn bị sẵn sàng nên đón thương viêm giới chủ cùng tử linh đại quân tiến công đi hắc ám tinh vực bên kia nếu là bất tử yêu hoàng thắng kia kế tiếp thương viêm giới chủ nên toàn lực tấn công hình thiên giới diệp hiên trầm giọng nói hình thiên giới chủ cũng tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng tiến đến chỉnh đốn quân đội, làm tốt nghênh đón đại chiến chuẩn bị. Trường 1970 tề tụ hình thiên giới hình thiên giới bị không gian pháp tắc phân cách thành hai tầng không gian. hắc ám thần thụ nuốt sống tả nửa bên hình thiên giới, hình thiên giới cùng long thần giới quân đội thủ vệ dư lại nửa bên hình thiên giới. Tử linh đại quân mỗi ngày đều sẽ phá tan không gian phay đứt gãy đánh vào hữu nửa bên hình thiên giới chung, cùng phòng giữ quân phát sinh chiến đấu. Bất quá, không gian phay đứt gấy bị phá tan lúc sau, Diệp Hiên sẽ trước tiên đem miệng vỡ tu bổ lên. Bởi vậy, vọt vào tới tử linh quân đoàn tương đối hữu hạn, đối hình thiên giới phòng giữ quân cấu không thành quá lớn uy hát ta. Chẳng qua, này đó tử linh bị giết rất lúc sau, lại sẽ có tân tử linh xuất hiện, căn bản sát chi bất tận. Không biết như vậy tiến công cùng phòng thủ phải tiến hành tới khi nào. Cứ như vậy phòng thủ, một tháng sau, may mắn từ hắc ám trong tinh vực chạy ra tới thất giới liên quân lục tục về tới hình thiên giới hình thiên giới chủ tướng bọn họ tiếp nhập không có bị hắc ám thần thụ nuốt hết nửa bên hình thiên giới chung làm cho bọn họ một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội lần này thất giới liên quân tổn thất rất nặng may mắn sống sót cũng hình dung chật vật bất quá hình thiên giới nhiều thất giới liên quân chỉnh thể thực lực tăng lên rất nhiều ở cùng thương viêm giới chủ tử linh đại quân chiến đấu khi dần dần chiếm cứ thượng phong còn sống thất giới liên minh cường giả tụ tập đến hình thiên giới tiếp khách trong điện minh thánh giới sứ giả đầy mặt bi thống nói hình thiên giới chủ ngươi là không biết a à. một trận chiến này là thất giới liên minh từ trước tới nay đánh đến nhất thảm thiết một trận chiến chúng ta minh thánh giới quân đội về điểm này liền toàn quân bị diệt hắn thở dài nói tiếp nếu là biết sẽ là cái dạng này kết quả ta ngay từ đầu nên lựa chọn hồi viện hình thiên giới ít nhất sẽ không tổn thất thảm như vậy trọng tàng không thánh tôn cũng có chút nghĩ mà sợ, nói ta cũng không nghĩ tới, hắc ám tinh vực chúa tể lại là như vậy đáng sợ, chỉ là thấy được hắn bản thể, liền có ngã xuống nguy hiểm. Minh thánh giới sứ giả quay đầu lại xem một cái tàng không thánh tôn, buồn bực nói, đều là ngươi, nếu không phải ngươi cùng chín anh thánh nữ khuyên bảo những lời này đó, ta vốn là muốn hồi viện hình thiên giới. Hiện tại hảo, quân đội cơ hồ toàn bộ chết ở hắc ám tinh vực. Tàng không th, ánh tôn sắc mặt có chút khó coi, hư lạnh nói, việc này cũng có thể trách ta. Muốn trách ngươi nên đi quái chín anh thánh nữ châm ngòi. Cái gì thánh nữ, ta xem chính là cái yêu nữ. Từ đầu tới đuôi đều bất an hảo tâm, vẫn luôn ở châm ngòi thất giới liên minh quan hệ. Ta xem thất giới sớm hay muộn muốn hủy ở này yêu nữ trong tay. Minh thánh giới sứ giả buồn bực nói, tàng không thánh tôn tức giận đi đến trong đám người, duỗi tay đem chín anh thánh nữ từ trong đám người chảo ra tới, kéo dài tới hình thiên giới chủ trước mặt, nói hình thiên giới chủ phía trước chính là nàng du thuyết chúng ta không cần hồi viện hình thiên giới mới đưa đến trận này đại bại hiện tại giao cho ngươi xử lý chín anh thánh nữ ngã ngồi trên mặt đất hai mắt đẫm lệ nói các ngươi các ngươi như thế nào có thể đem này đó chịu tội đều đẩy đến ta trên người ta chẳng qua là cái bơ vơ không nơi nương tựa nhược nữ tử chẳng lẽ là ta cho các ngươi bại trận sao tàng không thánh tôn hừ lạnh nói ai biết ngươi có phải hay không chịu hắc ám tinh vực sai sử cố ý châm ngòi thất giới liên minh quan hệ, làm cho thất giới liên minh nội loạn. Ta căn bản là không có cùng hắc ám tinh vực tử linh tiếp xúc quá, người không thể như vậy bôi nhỏ ta. Chín anh thánh nữ khóc lóc kể lể nói, tàng không thánh tôn có hỏa, quay đầu nhìn đến Diệp Hiên, liền đem Diệp Hiên kéo qua tới, nói, Diệp thần đế, chính là nữ nhân này, hắn làm hết thảy, đều là muốn cho hắc ám tinh vực hủy diệt cửu châu giới, muốn xử lý như thế nào, người tới quyết định đi. Diệp Hiên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Kỳ thật không cần tàng không thánh tôn bọn họ nói, Diệp Hiên cũng đại khái có thể đoán được chín anh thánh nữ vẫn luôn đang làm cái gì. Chẳng qua, chuyện này không có chọn đến bên ngoài thược, xử lý không tốt. Chín anh thánh nữ nhìn thấy Diệp Hiên chân xuất hiện ở trước mặt, vội vàng ngẩng đầu xem một cái, cùng kia lưỡng đạo sắc bén như kiếm ánh mắt một chạm vào, nàng vội vàng cúi đầu, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Dựa theo quân pháp xử trí nói, châm ngòi liên quân nội loạn, kia chính là tử tội. Diệp Hiên lạnh lùng nói, ngươi, các ngươi không thể, chúng ta mất đi thần điện cũng là thất giới liên minh một viên, các ngươi không thể xử trí chí ta. Chín anh thánh nữ tức khắc hoảng sợ lên, tàng không thánh tôn hừ lạnh nói, có cái gì không thể. Ta hiện tại liền khởi xướng đầu phiếu, đem mất đi thần điện trục xuất thất giới liên minh, chỉ cần tán thành phiếu vượt qua một nửa, các ngươi mất đi thần điện liền không phải thất giới liên minh một viên các ngươi dám chín anh thánh nữ cái này rốt cuộc luống cuống đúng lúc này một thanh âm từ đại điện ngoại chuyện tới ta xem ai dám động mất đi thần điện cùng với thanh âm ngạo thiên thần đem ân vệ nô bước đi tiến vào đem chín anh thánh nữ nâng dậy tới che ở phía sau tàng không thánh tôn nhìn đến ân vệ nô xuất hiện trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc hừ lạnh ngươi còn dám xuất hiện chúng ta bị các ngươi ngạo thiên thần giới lôi kéo đi tấn công hắc ám tinh vực các người mỗi một lần đều lời thề son sắt nói, tùy tay là có thể hủy diệt hắc ám tinh vực. Kết quả đâu, mỗi lần đều là kéo chúng ta cùng đi chịu chết, các ngươi nếu là không thực lực này, liền không thể thể hiện. Ngươi nói cái gì, ân vệ nô lớn tiếng giận mắng, ta có nói sai sao, tam chiến tam bại, ngạo thiên thần giới cũng bất quá như thế. Tàng không thánh tôn châm chọc nói, con kiến, tìm chết, đúng lúc này, một cái phẫn nộ thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Cùng với thanh âm, một bóng người bay vút tiến vào thình lình đúng là ân kiệt la ân kiệt la nhảy vào đại điện giơ tay một trưởng phách về phía tàng không thánh tôn tàng không thánh tôn vội vàng giơ tay ngăn cản nhưng nơi nào là ân kiệt la đối thủ bị phanh một tiếng chụp bay ra đi thật mạnh đụng vào đại điện trên vách tường ân kiệt la ánh mắt lạnh băng đuổi sát mà thượng liền chuẩn bị đem tàng không thánh tôn chụp chết ở đại điện thượng giết gà dọa khỉ tuy rằng ân kiệt la không phải bất tử yêu hoàng đối thủ nhưng ở thất giới liên minh bên trong hắn như cũng là vô địch tồn tại ở đây thượng vị thế giới cường giả không có một người có thể ngăn cản ân kiệt la mắt thấy tàng không thánh tôn liền phải bị một trưởng trục chết đúng lúc này một đạo kiếm quang từ một bên bay ra diệp hiên tịnh chỉ thành kiếm chặn lại ân kiệt la một trưởng này giết địch không được đánh giết người một nhà nhưng thật ra không chút do dự lời này vừa nói ra tức khắc khơi dậy ân kiệt la lửa giận hắn hai mắt híp lại lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hừ lạnh nói, ngươi cũng muốn tìm cái chết. Diệp Hiên giật nhẹ khóe miệng, cười lạnh nói, không phải ta xem thường ngươi, trừ phi đem cha ngươi kêu ra tới, bằng không ngươi thật đúng là lấy ta không có biện pháp. Ân Kiệt la trong mắt lộ ra lạnh băng ánh mắt, bàn tay càng thêm lực, muốn về phía trước áp đi. Diệp Hiên lấy chỉ kiếm đứng vững hắn bàn tay, thân thể không chút sức mẻ. Hai bên mặt ngoài không có vông tay đánh nhau, nhưng lẫn nhau gian đánh giá, giống như mạch nước ngầm ở trong cơ thể kích động. Ở đây thất giới liên minh cường giả không hẹn mà cùng làm thành một vòng tròn, mỗi người trên mặt đều là biểu tình ngưng trọng. Hai người đánh giá một lát sau, ân kiệt la mới thu thần thông, hư lạnh nói, đối đầu kẻ địch mạnh, ta không cùng ngươi so đo, chờ tiêu diệt hắc ám tinh vực lúc sau, lại tìm ngươi tính sổ. Tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp, đừng quên đăng ký kênh và like hộ nhé mọi ý kiến hay thích nghe bộ chuyện nào thì hãy để lại lời bình mọi ý kiến mình đều tiếp thu cải thiện kênh hẹn gặp lại bye bye